Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 41. Bởi vì ông trùm Phượng Xí Diêu của Phượng gia là một cao thủ tuyệt lưu thất đẳng, so với Lô Tiên Giật của Lô gia cao hơn một bậc. Tuy nhiên, Lô gia về công phu kém hơn Phượng gia một bậc, nhưng về chính trường, số lượng cán bộ, địa vị, thì so với Phượng gia lại cao hơn một bậc. Chẳng những ở thủ đô, các bộ và ủy ban trung ương đều có người đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hiện tại, Lô gia ở Thủy Châu có Lô Minh Châu đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Phượng gia ở Thủy Châu ngược lại thì mạnh về tài lực, hùng hậu hơn một ít, thế lực ngầm dũng mãnh hơn một ít. Tào Dũng muốn lân la qua lại với Lô Vĩ, đơn giản muốn đặt nền tảng lên cây đại thụ Lô gia. Đương nhiên, cái này không thể nói Tào Dũng thực dụng, nước chảy về chỗ chúng, người thì phải hướng lên trên. Chương 753, câu đố chết người. Là dòng nước dũng tiến hay là nước chảy bèo trôi, Tào Dũng hiện nay đã là trưởng phòng cán bộ 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa thành phó ban của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì phải đến vùng biên cương rèn luyện một chuyến. Làm bí thư thành ủy của một huyện có sức ảnh hưởng lớn một nhiệm kỳ hay phó chủ tịch, phó bí thư thành phố một địa khu nào đó. Giữa chức cục trưởng và phó giám đốc tuy nói cách nhau một bước, nhưng có bao nhiêu cán bộ đã ngã ở chính bước đi này. Chức phó giám đốc sở mới chính là bước khởi đầu của việc chính thức trở thành hàng quan lớn. Dù anh có là bí thư huyện ủy cấp cục trưởng cũng không thể nói anh là quan lớn. Trừ khi anh là ủy viên thường vụ địa khu, nhưng đó cũng là cấp phó giám đốc rồi, cho nên chỉ có lên đến cấp sở mới được coi là quan lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phàm cũng có so đo. Nếu Tào Dũng có ý muốn kia, sao mình lại không làm cầu nối trung gian cho ông ta thử xem? Huống chi, thời gian gần đây, Tào Dũng với mình cũng đã thân thiết hơn rồi. Nếu ông ấy đã trọng dụng mình, thì mình cung kính không bằng tuân lệnh. Tuy nói Tào Dũng cũng có tiếp xúc với mình, chẳng qua là do nghe nói quan hệ của mình với Lô Vĩ rất thân thiết. Muốn qua mình để tiếp cận với Lô Vĩ, hẳn gã cũng có suy nghĩ này. Cái này đương nhiên có tính thực dụng nhất định, nhưng con người ta sống trên đời, chẳng bao giờ có thứ tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không thể vô duyên vô cớ mà hận thù nhau. Tâm lý thực dụng ai mà chẳng có, chỉ là nhiều hay ít không giống nhau mà thôi. Hơn nữa, nếu về sau Tào Dũng lên rồi, chắc chắn sẽ nhớ tới ý nguyện của mình. Nếu ông ta có thể ngồi vào ghế trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mặc dù là một phó giám đốc sở, nhưng so với những cán bộ cấp phó giám đốc sở khác mà nói, uy thế cũng không nhỏ. Sau này cũng sẽ giúp được mình không ít. Thằng nhãi này trong lòng tính toán, giả bộ thoải mái, cười nói. Anh Tào, trước tiên xin được cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi. Tuy nhiên tôi cũng không tin Ma Xuyên chính là nơi hổ lang nguy hiểm. Có loạn cũng không thể loạn hơn Palestine cái nơi bom đạn khói lửa ấy. Đến cái nơi ngày ngày bom đạn đe dọa tính mạng như thế người ta còn dám làm quan, Ma Xuyên thì đã là gì nào? Tôi cũng có chút buồn bực. Tuy nhiên, chú em này, nơi đó tuy bị gọi là mộ phần của chủ tịch huyện chứng tỏ có chút bất lợi với những chủ tịch huyện. Hà cớ gì mà nhân vật số một của huyện là chủ tịch huyện lại không làm sao? Vì thế cậu phải cân nhắc cẩn thận, các cụ ta nói cần tắc vô áy náy mà. Ha ha! Tào Dũng mỉm cười, có phần ngưỡng mộ phẩm chất con người Diệp Phàm. Đây chính là vẻ đẹp trong nhân cách con người Diệp Phàm. Quốc thuật đại sư tự thân tràn ra một thứ tố chất đạo đức, người thường khó có thể biểu hiện ra ngoài. Anh Tào, buổi tối tôi sẽ giới thiệu với anh một người, là một người bạn khá tốt. Mấy người chúng ta cùng uống vài ly. Ha ha! Diệp Phàm giả bộ ngây thơ, cười nói. Vậy thì vui quá, bạn của cậu cũng là bạn của tôi mà. Ha ha! Tào Dũng bật cười ha hả, trong lòng tự nhiên suy nghĩ, đoán xem bạn của Diệp Phàm rút cục là ai, không phải là Lô Vĩ đấy chứ. Tào Dũng dần không còn điềm tĩnh nữa mà có chút kích động. Tuy nhiên Tào Dũng dù sao cũng là người từng trải, trên mặt không thể hiện gì, chỉ cười nói. Trước tiên có thể cho tôi biết được ngọn nguồn để tìm hiểu một chút về bạn cậu. Đợi đến lúc uống rượu cũng tiện hơn. Lô Vĩ, trưởng phòng công an huyện ta, tuy nhiên cậu ấy cũng phải đi rồi, vừa tuyên bố rồi, cậu ấy đến cục công an thành phố Mạc Hương nhận chức phó phòng. Cậu ấy đang vội quay về từ vùng nông thôn, có lẽ không lâu nữa sẽ tới. Diệp Phàm thản nhiên cười. Tuy nói Tào Dũng giỏi che đậy nhưng cái nhếch mép ở khóe miệng đã bị đôi mắt tinh tường của Diệp Phàm phát hiện. Trong lòng cười thầm, đúng là con người có khác, thật giỏi diễn trò. Tào Dũng đã như vậy, chẳng có lý do gì mình lại không thể như vậy.
Hay quá, tôi thật cũng muốn được diện kiến trưởng phòng Lô một lần. Ha ha, Tào Dũng quá vui mừng. Điệu cười đó thật sự là điệu cười thoải mái hài lòng. Lúc dùng cơm tối, Bí thư La đương nhiên là trung tâm của bữa tiệc. Tuy nhiên, buổi tối Diệp Phàm cũng khá nở mày nở mặt. Nếu hắn phải điều đi rồi, người ta tốt xấu gì cũng sẽ được lên chức chủ tịch huyện. Chưa tính chuyện làm chủ tịch huyện đáng sợ như nào, nói không chừng Diệp Phàm lại có thể đảm nhận được. Cho nên, những cán bộ trước kia có hiềm khích với Diệp Phàm cũng đều chúc rượu một vòng, bày tỏ thịnh tình, hỏi thăm. May mà Diệp Phàm tử lượng tốt, nếu không sớm đã gục rồi. Sau đó Tào Vạn Niên cũng đến bên cạnh Diệp Phàm nói chuyện riêng một hồi. Chủ đề câu chuyện cũng lại là vài tin đồn ở Ma Xuyên. Tuy nhiên, Tào Vạn Niên phân tích khá có sức thuyết phục khiến Diệp Phàm cũng có một số nhận định ban đầu về Ma Xuyên. 10 giờ tối, Diệp Phàm cùng Lô Vĩ, Tào Dũng ba người tới một nơi yên tĩnh tiếp tục uống rượu. Đối với Tào Dũng, Lô Vĩ cũng không có gì phản cảm, nhưng cũng không thấy có thiện cảm. Tuy nhiên vì là đại ca Diệp Phàm đặc biệt giới thiệu, hơn nữa người này lại làm việc ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cho nên Lô Vĩ bước đầu cũng tiếp nhận. Đại ca, Ma Xuyên đúng là nơi lắm chuyện lôi thôi, ôi, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ anh lại đi đến đó, không được. Lô Vĩ tự nhiên có vẻ suy tư. Tôi cũng không nói rõ được, chẳng biết tại sao tự nhiên phái tôi đến đó. Thậm chí đến giờ đầu óc tôi còn như trong mộng mị, không thể hiểu được. Diệp Phàm thản nhiên nói. Đại ca, chẳng lẽ anh thật sự không đi vận động một chuyến sao? Lô Vĩ có chút kinh ngạc, điều này nghe cũng lạ, về lý mà nói thì không giải thích được. Không vận động gì mà có thể tiếp cận được với chức chủ tịch huyện. Tuy nói ngồi vào cái ghế chủ tịch huyện đó cũng không có gì hay ho, nhưng dù sao cũng là chủ tịch một huyện. Hơn nữa, ở Ngư Dương, Diệp Phàm còn chưa tới được chức ủy viên thường vụ. Đổi địa điểm lại tiến thẳng được đến chức chủ tịch huyện, đây là cái lý lẽ gì vậy? Vốn dĩ không phù hợp với cái được gọi là quy tắc ngầm của việc đảng đề bạt phân công cán bộ. Nếu nói sau lưng Diệp Phàm có nền tảng vững chắc thì kỳ tích này cũng có thể xuất hiện. Bởi vì người có nền tảng vững chắc thì có khi bản thân không cần mở miệng, nhưng mấy vị lãnh đạo có lòng liền để tâm, tự nhiên đề bạt anh. Mấy vị này cũng là vì thế lực phía sau anh, đề bạt anh cũng chính là để củng cố địa vị của chính họ. Tuy nhiên nền tảng của Diệp Phàm thì Lô Vĩ cũng hiểu khá rõ. Lúc trước còn tưởng Diệp Phàm có cửa đi vào Tề gia Tề Chấn Đào. Nhưng chuyện đó lại không thành. Tề Chấn Đào nếu thực sự muốn nâng đỡ hắn thì chắc chắn sẽ không phái hắn đến một nơi lắm rắc rối như Ma Xuyên. Nếu đã đề bạt thì phải cho Diệp Phàm đến một huyện nào đó tương đối để hắn có cơ hội đánh bóng tên tuổi. Tiểu tử cậu, tôi có cần phải lừa cậu không? Diệp Phàm tức giận trừng mắt nhìn Lô Vĩ, rồi chợt mỉm cười nói. Nếu không cậu hãy bỏ chút công sức, cứu đại ca ra khỏi cái nơi rắc rối đó, sang một vị trí tốt hơn. Giả dụ như chức chủ tịch thị xã Phúc Xuân của Mạc Hương chúng ta cũng không tồi đâu. Ha ha! Nói xong Diệp Phàm cười ha hả, còn liếc nhìn một cái Tào Dũng từ nãy không nói lời nào. Tôi nào có cái bản lĩnh đó, nếu không thì sao tôi phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để chịu cực chứ? Dù thằng em này cấp bậc có được tăng, nhưng cũng không so sánh được với đại ca. Đại ca thăng quan tiến chức vù vù như bay. Đến tôi còn không chắc liệu có phải đại ca có họ hàng gì với gia tộc cách mạng nào ở thủ đô hay không. Con đường thăng quan tiến chức của đại ca thật vững chắc. Thằng nhãi Lô Vĩ này vội kêu khổ nói vừa liếc nhìn Tào Dũng cười nói. Việc này trưởng phòng Tào có thể giải cứu được cho anh, đổi cho anh một vị trí khác xem chừng cũng không khó. Ông nói có phải không hả trưởng phòng Tào? Ha ha, tôi hôm nay đến đây là để tuyên bố sự kiện bổ nhiệm, chứ không phải đến để đổi trác gì người nào. Hơn nữa, lần này tự trưởng ban tống chỉ định, tôi mà động chạm đến vị tướng nắm trong tay binh quyền này thì khác nào tìm đến con đường chết, trừ phi luyện được càn khôn đại na di thì may ra. Ha ha, Tào Dũng đối đáp khá hài hước, đem Tống Sơ Kiệt ra để đối phó. Cũng đúng, ôi, xem ra trước mắt đại ca phải lưu lại ở Ma Xuyên này một thời gian. Lô Vĩ thở dài, lập tức cười nói. Tuy nhiên, sau khi đại ca thực sự lăn lộn dưới đó. Thằng nhãi này cười gượng, chính là không thông qua. Đương nhiên, Diệp Phàm hiểu đang đùa thái cực, chính là không chịu đem bác cậu ta là Lô Minh Châu ra để trao đổi. Thằng nhóc này còn giả bộ ngớ ngẩn với mình sớm đã hiểu rồi. Xem chừng trưởng ban thư ký Tào Dũng cũng hiểu,
bằng không người ta đường đường là đại trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, sao lại đồng ý đến cái xó huyện Ngư Dương nghèo nàn này tiếp cận với một thằng cơ hàn như tôi và một thằng nhóc như cậu cơ chứ? Diệp Phàm trong lòng thầm mắng, ngoài mặt lại hắng giọng cười nói. Cậu em à, phải hay không có gì mà khó nói chứ, không sao, anh Tào là ai chứ, chúng ta đều là anh em cả, cậu cứ hết mình đi, để đại ca yên tâm, đừng có trêu đùa tôi, anh em với nhau, nói như thế dễ mất lòng nhau. Ha ha, kỳ thật, chỉ cần Thế Thiên kia đồng ý ra mặt, đại ca đi huyện nào cũng có sao. Phúc Xuân chẳng qua cũng chỉ là một thị xã bằng với cấp huyện thôi, có gì ghê gớm chứ. Lô Vĩ không ngờ phản công lại, đẩy Tề Thiên vào trận chiến. Tề Thiên là anh em của các cậu. Lúc này, Tào Dũng vẫn im tiếng từ nãy không ngờ lại mở miệng. Tâm tư của ông ta Diệp Phàm cũng đoán được phần nào. Chẳng qua vì thấy Diệp Phàm và Lô Vĩ xem chừng có quan hệ khá tốt với Tề Thiên, Tề Thiên này vừa ra mặt có thể thay đổi vị trí chủ tịch huyện của Diệp Phàm, chứng tỏ Tề Thiên là một người có ảnh hưởng. Đối với những người xuất sắc như vậy Tào Dũng đương nhiên không muốn bỏ qua. Có thể kết giao thì càng tốt hơn, nếu không kết giao được thì ít nhất cũng muốn biết xem người này là thần thánh phương nào, trong lòng có ý đồ nhất định không bị thiệt. Hơn nữa nếu muốn mở rộng quan hệ chỉ có cách đi lại, giao tiếp thật nhiều. Nhắm mắt làm liều chờ quan hệ tới cửa, trừ khi là thái tử của một gia tộc lớn ở thủ đô thì may ra mới có khả năng đó. Người nghèo thì phải dựa vào chính bản thân mình, chuyện bánh tự dưng từ trên trời rơi xuống không phải là không có, nhưng tuyệt nhiên không thể có khả năng rơi trúng đầu mình. Ha ha, một người làm trong quân ngũ, giúp gì được chứ? Tên đó không khiến tôi bực mình đã là may lắm rồi. Diệp Phàm chợt lắc lắc đầu, không muốn lại lộ ra Tề Thiên. Lô Vĩ đương nhiên cũng nín thinh không nói nữa. Biết đại ca không muốn lôi chuyện này ra, tự nhiên, chỉ có Tào Dũng đang rất buồn bực. Cái hũ nút kín này thật là khó chịu, nhưng lại cũng không tiện hỏi. Việc này người ta không muốn nói thì mình cũng không tiện hỏi. Biết Diệp Phàm vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, việc này cũng gióng hồi chuông cảnh báo với Tào Dũng. Nếu muốn thật sự gia nhập hội của bọn họ, xem ra phải cố gắng ra sức giúp Diệp Phàm làm được điều gì thật sự có ích mới được. Bằng không vì sao người ta phải tiếp nhận anh, chỉ ít anh cũng phải cho họ cái lý do để tiếp nhận anh chứ. Về sau cậu ấy tới Ma Xuyên, nếu có thể giúp được gì tôi nhất định tận tâm tận lực. Ma Xuyên nghe nói rất nghèo, cậu ấy đến đó làm chủ tịch huyện, chắc cũng không kiếm chắc được gì. Chỉ dựa vào thân phận một mình Tào Dũng, cũng có thể tiếp cận với một số bộ ngành ở tỉnh, giúp anh ấy vài hạng mục, muốn kiếm chắc chút đỉnh chắc cung không khó lắm. Tào Dũng hạ quyết tâm, quyết phải vào được vòng tròn hội của Diệp Phàm. Trước kia Tào Dũng một lòng một dạ muốn tiến vào vòng tròn thủy thành tứ tú của Lô Vĩ. Nhưng theo như tình hình ngày hôm nay, hình như Lô Vĩ của vòng tròn thủy thành tứ tú này còn phải kêu Diệp Phàm một tiếng đại ca. Mà hiện nay còn xuất hiện cái người có thân phận khá quan trọng là Tề Thiên. Hơn nữa, theo như vừa rồi hai người họ nói chuyện với nhau, mặc dù người đó có khả năng vừa ra tay là thay đổi được vị trí chủ tịch huyện của Diệp Phàm nhưng cũng phải gọi Diệp Phàm là anh cả. Xem ra người anh em Diệp Phàm này cũng không đơn giản. Rốt cục là hắn có năng lực gì mà cả Lô Vĩ và Tề Thiên đều gọi hắn là đại ca. Nếu luận về gia thế, Tào Dũng vốn đã tìm hiểu về xuất thân của Diệp Phàm từ lâu, một gia đình cán bộ nhỏ bình thường, tuyệt đối không có cái gì đáng để khoe mẽ. Mà cái vòng nhỏ của Diệp Phàm rõ ràng cao hơn rất nhiều vái vòng của Thủy Thành Tứ Tú. Việc này thật là còn một chút khúc mắc không hiểu được, Tào Dũng tạm thời nửa phần không hiểu. 12 giờ, sau khi tiễn Tào Dũng về khách sạn, Diệp Phàm cùng Lô Vĩ tản bộ trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Đại ca, anh thật sự nên cẩn thận một chút. Lô Vĩ lại nhắc nhở, làm cho Diệp Phàm mặt trắng bệch tức giận mắng. Tiểu tử cậu đã nói xong chưa hả? Chẳng qua chỉ là một huyện Ma Xuyên, cũng không phải một nơi hoang dã trong tiểu thuyết thần thoại, có gì phải sợ chứ? Tôi là người thế nào, người anh em như cậu đâu phải không biết, muốn làm khó dễ tôi cũng không đơn giản đâu. Đương nhiên Diệp Phàm cũng hiểu được đó là vì Lô Vĩ quan tâm đến mình. Tự nhiên cũng nghĩ đến mối thâm tình anh em huynh đệ. Đương nhiên, cái thứ tình cảm anh em này cũng có xen vào một chút lợi ích cá nhân, nhưng không lợi không dậy sớm. Cho dù là anh em ruột còn có lúc so đo tính toán, cho nên, như thế thì đã sao chứ? Địa khu Đức Bình chính là nơi hoang dã của tỉnh Nam Phúc chúng ta, mà Ma Xuyên lại nằm trong địa khu Đức Bình. Nghe nói huyện này còn không phải nộp thuế hay nghĩa vụ tài chính gì cả, toàn bộ đều giữ lại huyện dùng,
Lô Vĩ vừa nói đến đây, Diệp Phàm kinh ngạc kêu lên. Còn có loại chuyện tốt như này nữa à? Tôi đây sau khi đến đó làm chủ tịch huyện không phải dầu nứt khố đổ vách sao, hầu bao lúc nào cũng rung rỉnh sao? Không khí thật trong lành. Rung rỉnh cái khỉ. Lô Vĩ không nhịn được, mắng một câu. Ý gì vậy? Không thể có chuyện còn nghèo hơn cả Ngư Dương chứ. Huyện Ngư Dương chúng ta nghe nói xếp thứ top 20 từ dưới lên trong hơn 100 huyện của tỉnh. Diệp Phàm thật sự có chút không hiểu. Ngư Dương xếp thứ 15 từ dưới lên, nhưng Ma Xuyên xếp thứ nhất từ dưới lên. Ha ha, phen này đại ca nổi tiếng rồi, ít ra cũng đứng đầu trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, lại là thứ nhất từ dưới lên. Lô Vĩ không ngờ lộ ra vẻ vui thích khi thấy người khác gặp họa. Diệp Phàm thiếu chút nữa không nói thành lời, kinh ngạc nói. Đúng là oai nhỉ, thứ nhất từ dưới lên của toàn tỉnh. Chả trách vừa nghe nhắc đến đại danh Ma Xuyên, toàn bộ mấy ông quan chức ở huyện này đều có vẻ lạ lùng. Xem ra đều đang cười nhạo tôi đây. Tuy nhiên, sao cậu lại biết rõ chuyện này thế? Chương 754, Đại án Ma Xuyên. Đại án Ma Xuyên. Lô Vĩ thốt ra mấy từ có vẻ khá nghiêm trọng, biểu hiện lúc này so với lúc trước như là hai người khác nhau. Đại án Ma Xuyên, vụ này là thế nào? Cậu nói cụ thể đi, phải biết rằng trước đây cậu làm ở tổ trọng án của phòng công an đấy. Diệp Phàm kiềm chế ý cười. Chủ tịch huyện nhiệm kỳ thứ hai của Ma Xuyên, Giang Hòe Mạo. Thật ra trước đây Ma Xuyên chẳng qua chỉ là mộ thôn lớn. Đến năm 1985 mới chính thức lên huyện. Lý do từ thôn lên huyện tôi cũng không rõ lắm. Chủ tịch huyện cách đây hai nhiệm kỳ, tên Ngưu Đắc Phát, hiện đang ở bệnh viện tâm thần tỉnh hát bài ca điên dại. Chủ tịch kế nhiệm là Giang Hòe Mạo, nhậm chức không đến 2 năm cũng chết, lúc ấy còn báo lên phòng công an, bởi vì người nhà họ Giang không phục, vẫn kiện lên cấp trên, nói là Giang Hòe bị người ta hại chết. Là một vị chủ tịch huyện bị hại chết, hơn nữa cái chết không rõ ràng, nên phòng công an cũng khá coi trọng vụ án này. Vì thế lập tức cử đội điều tra xuống, lúc đó tôi cùng đi cùng đội xuống hiện trường. Chỉ có điều không điều tra ra cái gì, nhưng cũng được chứng kiến cảnh nghèo khổ của huyện Ma Xuyên. Lúc đó là năm 95 mà không ngờ còn có cảnh dân huyện bị đói chết. Lúc tổ điều tra của phòng công an xuống, không ngờ chỉ được huyện ủy thiết đãi mấy cây rau, cây ngô, thêm vài miếng thịt mỏng. Khi đó tổ trưởng của chúng tôi còn có chút tức giận, cho rằng lãnh đạo huyện Ma Xuyên này keo kiệt. Sao lại có thể dùng cái thứ đó để tiếp đãi các đồng chí phòng công an, nhưng sau đó mới nghe nói. Một cán bộ ở huyện này nói bữa cơm mà có vài miếng thịt để ăn đã là khá xa hoa rồi. Điều lạ là, bàn của chúng tôi thì toàn thịt nạc còn bàn bên cán bộ huyện thì chỉ có thịt mỡ, béo đến độ chảy được mỡ ra, cái đó làm sao ăn được chứ? Tuy nhiên, mấy cán bộ ở huyện Ma Xuyên lại ăn rất ngon miệng, nói là càng béo càng có lợi cho tiêu hóa. Sau khi nghe ngóng mới biết đến mấy cán bộ bình thường còn rất ít khi được ăn thịt. Dạo năm 95, tiền lương cán bộ của Ngư Dương cũng chỉ được có 200 tệ. Anh có biết lương của cán bộ Ma Xuyên là bao nhiêu không, chỉ có 100 tệ. Mà tận 1 tệ 1 cân thịt lợn, làm sao mua được mà ăn, ăn thịt rồi thì không có cả cơm mà ăn. Ôi! Lô Vĩ nói tới đây liền thổn thức. Chẳng phải họ không phải nộp thuế gì cả sao? Làm sao mà đến nỗi như thế? Diệp Phàm thật không hiểu nổi. Làm gì có cái gì gọi là thuế vụ, cả huyện không nhìn thấy vài cái nhà máy cũ, còn mấy cửa hàng nát thì có bao nhiêu thuế mà thu. Ước đoán địa khu Đức Bình mỗi năm đều phải cấp thêm tiền cho. Nhưng những cái này không đáng sợ, mà lại là chuyện người địa phương đều giống bọn cướp, có chút giống với đoàn ngựa thổ của miền Tây đất nước. Tổ điều tra chúng tôi mặc thường phục về, không ngờ trên đường còn gặp cướp. Lô Vĩ nói đến đây Diệp Phàm chợt kinh hãi. Mồm miệng hắn trở nên mất cả linh hoạt, hỏi. Cướp ư, đúng là các cậu được mở rộng tầm mắt rồi. Dám cướp cả của các cậu, thật là liều mạng, thủ lĩnh đồi núi chắc. Đúng rồi, nghe nói địa phương đó trước kia có rất nhiều tội phạm. Trước giải phóng vốn là vùng chó ăn đá gà ăn sỏi, cường đạo hoành hành, đến quan viên của triều đình còn không dám đi tuần tra ở đó. Cho nên nơi đây căn bản là một tiểu vương quốc, bị ghẻ lạnh, không ai thèm ngó ngàng tới. Cho tận đến sau giải phóng, với việc ra sức xử lý, đánh đuổi thổ phỉ, trừng trị kẻ ác tình hình mới dần tốt lên. Tuy nhiên có những thứ thâm căn cố đế, không dễ dàng diệt trừ được. Hơn nữa địa khu Đức Bình lại quá nghèo, ước chừng đứng trong top 3 từ dưới lên.
ngay cả địa khu Đức Bình còn không chiếu cố đến được, thì làm gì có ai thừa của mà đem đổ tiền vào cái xó Ma Xuyên đó chứ? Lô Vĩ chậm rãi nói, Diệp Phàm lại như được mở rộng tầm mắt. Cậu em, cậu nói xem, cái chết của ông chủ tịch huyện có âm mưu gì không? Diệp Phàm hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng. Không rõ, nói chung chúng tôi cũng không điều tra ra cái gì, có lẽ cũng có, bởi vì nghèo nên vị chủ tịch huyện này phải lo nghĩ quá nhiều việc nên không chịu nổi, tâm thần phân liệt dẫn đến tự sát. Chủ tịch tiền nhiệm chẳng phải cũng đang trong bệnh viện tâm thần sao? Đại ca, anh đến đó phải kiên cường một chút, việc gì không lo được thì đừng cố, dù sao anh cũng đâu phải bậc cứu thế, có thể làm được đến đâu thì làm việc theo khả năng. Lô Vĩ cứ lắc đầu, cảm thấy hoang mang. Sau đó liền không tiếp tục điều tra nữa hả? Diệp Phàm hỏi đến cùng. Làm gì có thời gian, cả nước có bao nhiêu án mạng chờ chúng ta giải quyết. Hơn nữa mọi người cũng không ở nổi nơi đó, quá khó chịu, muốn làm tiếp nhưng sau đó liền từ bỏ. Rồi người nhà họ Giang cuối cùng cũng phải nuốt quả đắng vào lòng. Ôi! Lô Vĩ thở dài. Các cậu cũng cố hết sức rồi. Trên đời này, không phải án mạng nào cũng có thể điều tra ra được, có lẽ Giang Hoè Mạo thật sự là đã tự sát. Diệp Phàm an ủi, trong đầu hiện lên cái chết của Diệp Thủy Căn, cảm thấy trên đời này thật nhiều việc không tìm ra cách tháo gỡ, các vụ án cũng thế. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, câu này nói ra thì dễ, làm được mới khó, ông trời đã có lúc nào từng nhìn qua. Trở lại Thủy Vân Cư, Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy hay là nên gọi điện thoại cho Hạ Hải Vĩ trước. Anh ta đi Đức Bình cũng một thời gian rồi, về tình hình địa phương chắc chắn anh ta nắm rõ hơn mình. Tìm hiểu một chút, lo trước khỏi họa. Ông anh, gần đây sống tốt chứ? Diệp Phàm cười hỏi, tuy nhiên thằng nhãi này có chút buồn bực. Chuyện mình đi địa khu Đức Bình chắc chắn Hạ Hải Vĩ được thông báo trước rồi. Nếu mình được hội nghị thường vụ địa khu Đức Bình đề cử, Hạ Hải Vĩ kia tốt xấu gì cũng là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, đường đường là ủy viên thường vụ, hẳn anh ta phải biết việc này. Cũng ổn, có điều không thích bằng ở tỉnh. Hạ Hải Vĩ nói thẳng, hình như cũng bị quản chế về nhiều mặt. Nghe lời đó thấy không thể nào là vui vẻ được. Cái chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật không kiêm trưởng phòng công an, nói thẳng chỉ là sắp xếp. Phía dưới có mấy người nghe lời anh, xem chừng chính trưởng phòng công an cũng không chắc đã nghe lời anh nói. Huống chi Hạ Hải Vĩ cũng chỉ mới xuống Đức Bình, căn bản là còn mù mờ, chưa rõ tình hình ra sao. Muốn nói căn cơ, chuyện này tuyệt đối không có. Ha ha, anh Vĩ, nói không chừng lúc nào đó anh em tôi đến Đức Bình làm bạn với anh, cùng anh hạ giành chính quyền. Diệp Phàm bật cười ha ha, đương nhiên muốn thử Hạ Hải Vĩ một chút. Ông em đồng ý đến cái nơi hoang vu này hả? Hạ Hải Vĩ cũng cười nói, hồn nhiên không coi là quan trọng gì. Sao vậy, chẳng lẽ Hạ Hải Vĩ không biết chuyện mình được điều đến Đức Bình đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Ma Xuyên hay sao? Việc này thật lạ, nhưng vừa rồi Tào Dũng đã nói rồi, mình được chính địa khu Đức Bình đề cử, chẳng lẽ lại không đưa ra thảo luận ở hội nghị thường vụ? Chẳng lẽ là do Tống Sơ Kiệt dở trò? Anh Vĩ thực sự chưa nghe nói hả? Diệp Phàm hơi có vẻ kinh ngạc. Nghe nói cái gì, tôi vừa đến đây, giống như người mù vậy, ngoài việc mỗi ngày đến văn phòng uống trà đọc báo, chưa từng giải quyết vụ tranh chấp nào. Những chuyện bên dưới báo lên đều là những chuyện lặt vặt. Văn phòng này chẳng mấy chốc thành nhà tù, chán chết đi được. Đầu dây bên kia, Hạ Hải Vĩ đang chau mày, mơ hồ trong lời nói của Diệp Phàm có ẩn chứa điều chi. Ha ha, hôm nay tôi vừa nhận được thông báo của sếp Tào ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, bảo tôi đến Ma Xuyên làm chủ tịch huyện. Cho nên tôi mới nói muốn đến làm bạn với anh là đúng đấy. Diệp Phàm cười nói, cậu đến, Ma Xuyên. Hạ Hải Vĩ như đang khiếp sợ cực độ. Lời nói chen nhau mà tuôn ra. Có gì không được sao anh hạ? Diệp Phàm cố ý hỏi lại. Ôi, Ma Xuyên, ông em cũng dám tranh thủ à? Hạ Hải Vĩ thở dài. Không phải cố gắng gì hết đâu, tự dưng không hiểu vì sao lại được điều về. Diệp Phàm lập tức phản bác, xem ra Hạ Hải Vĩ cũng hiểu lầm, cho rằng mình đã vận động một phen, ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm. Tuy nhiên tôi muốn nghe qua một chút về tình hình Ma Xuyên. Tỉnh nghèo của chúng ta tổng cộng có 14 địa khu, căn cứ vào tình hình kinh tế được chia thành 4 tầng. Đương nhiên đứng thứ nhất chính là phố Thủy Châu, thành phố Thượng Hải, thành phố Tuyền Hưng. Còn xếp thứ hai thì gồm có 4 địa cấp thị,
là thành phố Thiết Sư, Bát Đô, Dương Điền, Thuận Xương. Thứ ba có thành phố Mặc Hương, Hải Châu, địa khu Nam Lĩnh. Và xếp hàng cuối cùng là địa khu Tam Dương, địa khu Đức Bình, địa khu Mân Vân và địa khu Ngô Xuyên. Mà Đức Bình chúng ta lại nằm ở cuối cái đuôi, xếp thứ ba từ dưới lên trong toàn huyện. Còn về việc ông em chuẩn bị đi nhậm chức ở huyện Ma Xuyên, ở địa khu Đức Bình xếp ở chỗ cuối đuôi. Nghe nói cũng xếp thứ nhất từ dưới lên của toàn tỉnh, nổi tiếng nghèo, nổi tiếng loạn. Ông em, cậu cũng thật là nhân vật quan trọng đấy. Huyện Ma Xuyên có gần 500.000 người, nhưng thực tế đây chỉ là số có chứng minh hộ khẩu thôi. Còn số sống tạm bợ thì như đông như kiến cỏ. Ước chừng còn nhiều thêm khoảng 30% nữa. Tổng thể là có khoảng 700.000 dân, nhưng có 600.000 thuộc hàng đói rét. Hàng năm đều đói chết 10 người, chết vì đổ máu ẩu đả cũng khoảng 30 người. Quả thật sắp thành Palestine rồi. Nói đến tình trạng kinh tế, cậu so sánh với Ngư Dương là sẽ biết. Ngư Dương rất nghèo, nhưng còn xếp thứ 10 từ dưới lên trong hơn 100 huyện của toàn tỉnh, còn Ma Xuyên là thứ nhất từ dưới lên. Sự chênh lệch này không phải bình thường. Tôi chính thức ở một tháng, tiền lương đều đạt đến hơn 800 tệ. Lúc vừa được điều đến Đức Bình, tiền lương còn lại chút đỉnh, một tháng lấy hơn 400 tệ không đến 500 tệ. Nghe nói Ma Xuyên là đại Tây Bắc của Đức Bình, bí thư huyện ủy Chu Phú Đức một tháng cũng chỉ tiêu đến khoảng 200 tệ. Lần trước Chu Phú Đức đến địa khu họp, tôi vừa hay gặp anh ta. Anh ta báo cáo với tôi tình trạng an ninh. Tiện tay rút ra từ túi quần hai điếu đại tiền môn. Ha ha, trước kia khi chúng ta còn ở tỉnh, hút thuốc toàn là Liên Phủ Dung Vương hay Hồng Tháp Sơn, hiện nay thì cùng anh ta hút đại tiền môn. Hơn nữa vừa đến đây họ đã kêu nghèo với tôi, nói rằng mấy chiếc xe cũ của phòng công an huyện Ma Xuyên đã qua kỳ báo hỏng từ lâu, bây giờ vẫn còn phải dùng. Nếu thực sự bỏ đi, thì phòng công an này lâm vào bước đường không có xe để dùng. Trước mắt phòng công an huyện đa số sử dụng là máy kéo tay vịn. Nghe đến đây tròn mắt ngạc nhiên, còn có chuyện cảnh sát dùng máy kéo, con mẹ nó, để lộ chân tướng. Chương 755, phân công một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Hơn nữa, Chu Phú Đức đã luôn muốn tôi đi thăm Ma Xuyên một chuyến nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đi được lần nào. Nghe nói ở đó đường khó đi lắm, có hôm xe đi qua núi phải lượn lờ mấy vòng, loanh quanh luẩn quẩn. Mọi người được phen choáng. Không riêng gì tôi, tất cả các vị lãnh đạo đều không muốn đến đó. Đến cái ăn còn chẳng có, còn phải ở một đêm, cái nhà khách ở đó cũng không thể gọi là nhà khách được, chẳng qua chỉ là nơi tiếp đón khách. Đến đó rồi cậu phải mang theo cả một đống bọ chó trên người về thôi. Ha ha, xem chứng nếu cậu đi, lương còn thấp hơn anh ta. Tên đó chính là một con cáo già, gì thì cũng gấp đôi tuổi anh cơ mà. Vẻ mặt đồ tể, thịt trên mặt dồn thành khối, lại còn thêm mấy vết sẹo khiến người khác phải chùn mình. Hạ Hải Vĩ nói cả ra, Diệp Phàm nghe đến mụ mị cả đầu óc, lạnh gáy sắp ngất. Ở thành phố không quản sao, hiện nay chẳng phải đang kêu gọi ra sức đi giúp đỡ các địa khu nghèo khó, các huyện lỵ xa xôi đó sao? Diệp Phàm có chút bất mãn. Bên thành phố tự cấp còn không đủ, mỗi năm cũng có cấp chút ít, nhưng cũng không được nhiều. Sở dĩ vậy là do số địa phương mà Đức Bình cần cấp nhiều quá, mười mấy huyện kêu than về vấn đề lương thực. Mấy thư ký của chủ tịch huyện vừa đến, mở miệng là tiền, khoát tay là đòi tiền. Cả người cũng sắp biến thành hình tiền rồi. Hạ Hải Vĩ thở dài, cũng thấy nhức đầu. Nói ngay từ cái thùng rỗng là chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật của tôi đây, xuống dưới một thời gian. Gần chục người, cả bí thư, chủ tịch huyện, trưởng công an đều phải đi xin cơm rồi. Ôi, lần trước quay về tỉnh, tôi cũng thuận đường dạo quanh sở tài chính một vòng. Nói thật, chút xíu nữa rớt nước mắt, liền cho 100.000, thật chẳng khác gì ăn mày. Có con mẹ phó giám đốc sở họ Ngọc kia mặt vênh tận trời, ra vẻ ta đây nói, các đồng chí ở Đức Bình từ sau không cần đến nữa, các anh đem tiền của hai năm trước đều lấy rồi, sở tài chính cũng không phải do một mình Đức Bình các anh mở. Sau đó tôi lại qua Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh. Mãi mới chờ được chủ nhiệm Mã, vừa nghe nói đến Đức Bình người ta liền đau đầu. Nói là cũng đã đến đây vài lần về việc đòi xe đòi người, trở thành của nợ rồi. Còn bảo vừa mới cấp cho công an huyện Đức Bình mấy chiếc xe rồi, đó là do vài người yêu nước quyên tặng. Ai ngờ, vừa đến địa phương, mỗi huyện còn không đủ một chiếc. Cuối cùng, cục thành phố lấy trước.
Cán bộ mấy huyện bên dưới dương mắt nhìn, chủ nhiệm Mã còn nổi giận, nói là ủy ban chính trị pháp luật tỉnh cũng không phải là sở tài chính tỉnh, đi đâu mà thu tiền thì đi. Đức Bình chẳng qua là khối u ác tính của tỉnh Nam Phúc. Hạ Hải Vĩ dốc hết lòng mình nói. Sau khi gác máy, Diệp Phàm mãi không bình tĩnh lại được. Xem ra con đường về Đức Bình ngổn ngang khó khăn. Về phần hai chủ tịch huyện trước đó, liệu có phải vô tình hay là có nguyên nhân gì đó? Diệp Phàm có chút cân nhắc. Mình không thể trở thành vị chủ tịch huyện thứ ba có kết cục đáng thương được. Đã vậy phải tính toán trước, đem ô phòng mưa. Đã quyết làm thì phải làm cho tới, vậy thì phải tính cho kỹ. Phương Viên, vũ khí bí mật này xem chừng phải đem đến Đức Bình rồi. Phương Viên, anh có còn tạm giữ chức ở thành phố Mạc Hương không? Diệp Phàm hỏi. Nói thật là cũng không phải tạm giữ chức, ở tỉnh bảo tạm thời xuống hỗ trợ ủy ban kỷ luật thành phố Mạc Hương triển khai công tác. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể quay về tỉnh. Phương Viên trả lời. Đến Ma Xuyên Đức Bình thì thế nào? Diệp Phàm hỏi thẳng, không khách sáo gì với Phương Viên. Được, nhưng đến Ma Xuyên thì tôi cũng có thể làm được gì chứ? Mà có phải đồng chí Diệp Phàm phải đi Ma Xuyên không? Phương Viên hỏi, xem ra cũng đoán được ít nhiều. Cô thì cũng là ổn rồi. Nếu có thể giữ chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện thì tốt rồi. Hiện nay tôi bị bổ nhiệm làm chủ tịch huyện Ma Xuyên. Diệp Phàm nói. Vậy phải chúc mừng chủ tịch Diệp rồi. Trẻ tuổi vậy mà được làm chủ tịch huyện, xem ra ở cả tỉnh Nam Phúc chưa có ai. Tuy nhiên, vị trí ở Ma Xuyên đã có người chiếm. Tôi muốn vào thì phải làm cho người ta chuyển ổ, cái này e rằng không dễ. Phương Viên sờ cằm, có chút khó xử, nói. Thầm nghĩ, nếu cậu chịu lợi dụng thân phận phó soái tổ đặc nhiệm A này đương nhiên chẳng khó. Tuy nhiên, về phương diện chính phủ mà nói, không cho phép nhúng tay vào tổ đặc nhiệm A quốc gia. Mặc dù là Thiết Chiêm Hùng nói vậy cũng hiểu rõ được mối quan hệ lợi hại trong đó, hẳn là không dám vi phạm kỷ luật. Không giữ phép tắc, không phải Phương Viên. Tại tổ đặc nhiệm A quốc gia có bộ phận chuyên giám sát kỷ luật, chuyên để ngăn chặn việc đội viên vượt quyền. Nghe nói bộ phận kỷ luật này là do một số ủy viên cao cấp của Bộ Chính trị Trung ương, quân đội cấp cao hợp thành. Bất cứ vị nào trong số bọn họ đều là quan lớn cả. Bộ phận này là do lúc trước sáng lập tổ đặc nhiệm A quốc gia, Trung ương muốn tạo nên một tổ chức đặc thù để cân bằng các phương diện quan hệ và quyền lực. Tổ chức này không chịu sự quản lý của tổ đặc nhiệm A quốc gia. Đến cả chủ tịch nước cũng không thể khống chế, tổ chức này do Hội thường vụ Bộ Chính trị trực tiếp phụ trách. Tầng quản lý bên trong là do mấy đại ủy viên thường vụ kết hợp tạo nên. Tất cả đều là quan chức cấp cao. Cho nên, hướng đi của tổ đặc nhiệm A, mấy ủy viên thường vụ đương nhiên là không thể không biết phần nào. Chuyện bình thường thì họ không nhúng tay vào. Nếu gặp phải vấn đề tổ đặc nhiệm vượt quyền, ảnh hưởng quá lớn, một khi động chạm vào, bộ phận giám sát này có thể chẳng cần nể gì mà lấy mất mũ quan của bất cứ vị nào trong tổ đặc nhiệm A. Việc này lúc đầu cũng tính đến chuyện quốc gia cấp cho tổ đặc nhiệm A quyền lực quá lớn mà không có hệ thống hạn chế quyền lực. Có phần giống với chế độ binh phù thời cổ đại, cũng chính là kiểu quân chủ cổ đại cần truyền lệnh điều động quân đội thì cần một loại tín vật làm bằng chứng, cái này được gọi là binh phù. Binh phù làm từ các nguyên liệu như vàng, ngọc, đồng, trúc. Trong đó có ảnh hưởng nhất phải kể đến binh phù hình hổ đúc từ đồng thời kỳ chiến quốc, tên cổ là hổ phù. Một con hổ đúc bằng đồng, chia làm hai nửa, bên phải để lại chính quyền trung ương, bên trái cấp cho quan lại địa phương hoặc tướng soái nắm binh quyền. Khi điều động quân đội, cần có một sứ thần cầm phù, hai phù cùng hợp lại mới có thể hô binh. Từ phù hợp dùng hiện nay có xuất xứ từ điều này. Chế độ quân chủ cổ đại còn hiểu được việc phải hạn chế quyền lực. Huống hồ xã hội hiện đại. Bộ phận giám sát kỷ luật đặc thù này chính là một lời niệm chú kim cô mà quốc gia đội lên đầu tổ đặc nhiệm A. Đương nhiên nếu không có chuyện gì họ cũng sẽ không gây sự làm gì, không quản đến những chuyện bình thường. Đoán chừng đối với những vụ việc có chút dấu hiệu vượt quyền họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở, miễn là anh không quá đáng là được. Dù sao tổ đặc nhiệm A cũng là tổ chức quân sự thân cận nhất của chủ tịch nước. Về việc này tôi sẽ nghĩ cách. Cô cũng chuẩn bị cho tốt chuyến đi Thái Lan đi. Trước tiên chúng ta xuống Ma Xuyên Đức Bình mấy tháng. Đợi bên đó dàn xếp ổn thỏa chúng ta kiếm cái cớ đi Thái Lan dạo một vòng rồi về. Diệp Phàm giải thích. Cảm ơn, tôi nghe anh. Phương Viên trả lời, hơi có vẻ kích động. Thứ quan hệ này đến tự bản thân cũng không đảm bảo giữ được yên ổn, lập tức nói.
tôi lập tức yêu cầu về tỉnh. Nếu Phương Viên có thể đến Ma Xuyên, mình cũng có chỗ dựa. Ít nhất cũng có một trợ thủ ở hội nghị thường vụ huyện. Hơn nữa, ủy ban kỷ luật đối với cán bộ xét xử xem chừng cũng là một lưỡi dao sắc bén. Tuy nhiên, muốn đẩy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hiện tại của huyện Ma Xuyên đi, con đường đến Đức Bình nhất định sẽ không thuận lợi. Việc tuyên truyền chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Ma Xuyên phải do hội nghị thường vụ địa khu Đức Bình quyết định. Hiện nay mình chỉ biết có một người ở hội nghị thường vụ địa khu Đức Bình là Hạ Hải Vĩ. Cho nên, chỉ có một con đường đi ủy ban kỷ luật tỉnh. Diệp Phàm lấy từ ví ra số điện thoại mà Thiết Chiêm Hùng đưa cho mình lúc trước, nghe nói là của anh ông ta, Thiết Thác. Đồng chí Thiết Thác đương chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Hơn nữa còn là phó bí thư thường vụ, có anh ta ra mặt sắp xếp Phương Viên đến Ma Xuyên tạm giữ chức còn có vẻ khá hiển nhiên. Thiết Thác đồng ý mở miệng, hẳn là mấy ủy viên thường vụ Đức Bình cũng phải nể mặt. Dù sao uy tín của ủy ban kỷ luật tỉnh cũng khá đáng sợ. Đã làm quan chức thì đều có chút nể sợ, có cán bộ nào dám đảm bảo không từng phạm sai lầm gì hay làm việc gì lén lút, đây chính là điểm yếu. Diệp Phàm suy tính trước sau, quyết định tự mình đi một chuyến. Nhân tiện tìm hiểu một chút về phó bí thư Thiết Thác. Chỉ gọi điện có phần không tôn trọng lắm, không thể kéo ra hổ của Thiết Chiêm Hùng đi xé cờ lớn được, như vậy sẽ gây phản cảm. Diệp Phàm đã dần thành thục. Sáng hôm sau, Diệp Phàm sớm bị vệ sơ tịnh mời đến văn phòng. Khi nào thì đi? Trên mặt vệ sơ tịnh có chút không muốn. Sau khi giải quyết xong việc ở đây tôi sẽ đi. Ước chừng trong khoảng thời gian hơn 3 ngày. Trước ngày mùng 6 sẽ đi, trưởng ban tống cho tôi thời gian một tuần. Diệp Phàm thản nhiên nói. Ôi, tôi cũng không cản được anh. Anh, tính xem, anh cho rằng ai là người thích hợp nhất khởi xướng công tác bên khu kinh tế Lâm Tuyền và Tây Bản Khai Bộ. Vệ sơ tỉnh cuối cùng đề cập vào chủ đề. Trương Quốc Hoa thích hợp ở khu kinh tế Lâm Tuyền. Dù sao cậu ta cũng theo tôi từ lâu, quen thuộc với địa bàn. Triệu Bính Kiện thích hợp ở vùng Tây Bản Khai Bộ. Mấy ngày nay, tôi và cậu ta phối hợp khá ăn ý. Hơn nữa Phó Chủ tịch Triệu có nhiều kinh nghiệm, Trịnh Lực Văn thích hợp đến khu kinh tế Lâm Tuyền đảm nhiệm chức Phó Chủ nhiệm. Để cậu ta và Liễu Chính phối hợp cùng Trương Quốc Hoa làm tốt ở khu kinh tế Lâm Tuyền. Hơn nữa, có Lực Văn ở đó, cô cũng có phần yên tâm hơn. Lại thêm Liễu Chính, thì sẽ được bảo đảm gấp đôi. Có một trợ thủ bí mật khống chế Trương Quốc Hoa. Tuy nhiên, tin rằng sau sự việc này cậu ta sẽ thành thật hơn nhiều, còn nếu không biết tiến thoái, cô có thể ra tay, làm đến cùng. Bí thư thị trấn Quy Hồ, Hạ Giai Trinh, thích hợp đảm nhiệm phó tổng chỉ huy Tây Bản Khai Bộ, phối hợp với Triệu Bính Kiện xử lý những vụ việc tranh chấp của Tây Bản. Cô vệ, khu kinh tế Lâm Tuyền cũng thể nói là tâm huyết của tôi. Tôi thật sự không đành để nó xảy ra vấn đề gì. Tây Bản Khai Bộ cũng vừa mới bắt đầu. Về phần mấy người Cổ Dương, Trang Hồng Ngọc, Đoàn Hải, Đinh Hương cũng đều là những nhân tài đắc lực của tôi. Tôi đi rồi, họ còn ở lại. Cô cứ mạnh dạn dùng họ, tin rằng bọn họ nhất định theo cô. Hơn nữa, cái này, coi như tôi nhờ cậy cô. Đương nhiên, chỉ có một đề nghị. Diệp Phàm cũng là không già mồm cãi láo, đem toàn bộ kể cho vệ sơ tịnh. Anh còn nhắc đến Trương Quốc Hoa. Vệ sơ tỉnh thấy có chút kỳ lạ không biết trong lòng hắn có dự tính gì. Ha ha, chút chuyện nghỉ lễ ngày đó đã thành mây khói từ lâu rồi. Tôi sắp đi rồi, hơn nữa còn phải đi đến một nơi khá xa Ngư Dương. Tôi sẽ nhớ nơi này cả đời. Chỉ cần có thể giúp người dân Ngư Dương, tôi sẽ không nề hà. Diệp Phàm nói rằng, không hề có chút giả dối. Chương 756, quân đoàn trưởng nổi giận. Tôi biết anh sẽ không hại tôi. Ở Ngư Dương này ngoài anh ra tôi còn có thể tin được ai chứ? Nỗi sầu lo càng hiện rõ trên mặt vệ sơ tịnh. Sau niềm vui thăng quan tiến chức ngày hôm qua, hôm nay chỉ còn lại ngổn ngang những khó khăn. Chức vụ cao, quyền lực lớn, đương nhiên trách nhiệm đặt lên vai càng nặng nề. Trong bốn đại gia tộc ở Ngư Dương hiện nay tuy nói Tạ gia bị tấn công mạnh nhưng Ngọc gia lại không bị chút tổn hại nào, hơn nữa thế lực còn mạnh hơn trước. Hiện tại Ngọc Nhã Chi ngồi trên ghế chủ tịch huyện. Hai người phụ nữ cùng đứng trên một vũ đài. Sự tranh đấu mới ở Ngư Dương nhất định không kém thời đại của Cổ Bảo Toàn. Buổi chiều Diệp Phàm đi Tây Bản Khai Bộ, giao cho Triệu Bính Kiện một số công việc. Ngày hôm sau, Diệp Phàm lại tới khu kinh tế Lâm Tuyền. Trương Quốc Hoa và Trịnh Lực Văn,
Liễu Chính đã đứng chờ ở cửa từ lâu như tiếp đón khách quý. Buổi chiều hôm qua, tin Diệp Phàm đề cử mình quản lý khu kinh tế Lâm Tuyền do Vệ Sơ Tỉnh tiết lộ khiến Trương Quốc Hoa ngây người, vẻ mặt khá phức tạp, hiện lên một tia áy náy. Vốn cho rằng sau Cổ Bảo Toàn xui xẻo xem chừng là đến lượt mình. Hiện nay dù muốn quay về thành phố thì cũng không được nữa rồi vì Chu Cản Dương cũng đi rồi. Trương Quốc Hoa đang trong lúc lo lắng không ngờ lại nghe được tin tức tốt lành này. Làm sao ông ta không hỗn loạn được chứ? Chủ tịch Diệp, chúc mừng anh. Trương Quốc Hoa tiến một bước về phía trước, khá nhiệt tình chúc mừng, giơ hai tay ra. Ha ha, cùng vui mà. Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, dường như là một nụ cười của ân oán gặp lại. Vệ Sơ Tịnh này cũng thật sự là dứt khoát, quyết đoán, thừa dịp Ngọc Nhã Chi chưa kịp phản ứng, nương nhờ uy phong của bí thư thành ủy La Hạo Thông, ngay chiều hôm qua đã sắp xếp thay đổi một loạt nhân sự. Trịnh Lực Văn được đề bạt làm trưởng phòng xúc tiến đầu tư huyện, kiêm chức phó chủ nhiệm cuối cùng của khu kinh tế Lâm Tuyền, kết hợp với Liễu Chính hỗ trợ chủ nhiệm Trương Quốc Hoa quản lý khu kinh tế Lâm Tuyền. Mặt khác, đề cử Hạ Giai Trinh giữ chức trợ lý chủ tịch huyện, đã báo lên thành phố. Có bí thư La Hạo Thông chống đỡ, chức cục phó nắm trong lòng bàn tay. Cô còn phải hỗ trợ phó chủ tịch Triệu Bính Kiện toàn lực làm tốt công tác Tây Bản khai bộ. Mâu Dũng theo Lâm Tuyền thoát thân, không hề kiêm nhiệm chức bí thư thị trấn Lâm Tuyền, chuyên làm công tác tuyên truyền. Đương nhiên, Ngọc Nhã Chi làm chủ tịch huyện cũng được chia chác một phần. Vị trí bí thư thị trấn Lâm Tuyền trước kia của Mâu Dũng giờ được trao cho người Ngọc gia tiếp quản. Chủ tịch thị trấn Tạ Đoan án binh bất động. Không đẩy gã đi thì Vệ Sơ Tịnh đã xem như có lòng khoan hồng độ lượng rồi. Mặc dù bí thư đảng quần chúng Phí Mặc trong lòng có phần không vui nhưng dù sao ông ta cũng được giữ cái chức phó tổng chỉ huy của Tây Bộ khai bàn, xem như là cũng có thu hoạch. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể ngẩng mặt thở dài trước sự may mắn của đám Trịnh Lực Văn. Cậu ta có thể ngồi vào ghế trưởng phòng hẳn là được thơm lây của Diệp Phàm. Riêng việc thăng tiến của Hạ Giai Trinh thì mọi người đều không thể ngờ tới là cũng có liên quan đến Diệp Phàm. Đến chính Hạ Giai Trinh còn thấy mơ hồ. Hôm qua còn đắn đo xem có nên nói với Phó Chủ tịch Hạ một tiếng không, dứt khoát muốn về thành phố. Chẳng ngờ vài tiếng sau lại nghe được tin tốt này. Từ việc của Trịnh Lực Văn, Hạ Giai Trinh cũng đoán được phần nào việc này là do Diệp Phàm tác động. Trong lòng vừa chua xót vừa không nỡ xa rời. Đoàn Hải, Đinh Hương vừa không nỡ nhưng cũng đầy tin tưởng, trong lòng cũng đoán được ít nhiều, có lẽ Diệp Phàm giới thiệu mấy người mình cho bí thư vệ, về sau đi theo bí thư vệ. Bàn giao xong, Trương Quốc Hoa cùng Diệp Phàm và vài người nữa đến quán rượu Xuân Hương. Nơi này về sau chính là nhà khách của khu kinh tế Lâm Tuyền. Diệp Phàm đang say sưa hoan hỉ, trong tòa nhà của tập đoàn quân thứ hai của Thủy Châu Vịnh Lam Nguyệt Cổ Kỳ Quân cũng đang có hai người ngồi. Cổ Thiên Kỳ thái độ khác thường. Đập mạnh tay vào bàn, quát. Anh thật là ngang ngược, còn dám dung túng cho cấp dưới nổ súng, hơn nữa còn là súng tiểu liên. Dám ngông cuồng nghĩ đến việc tấn công đội đặc nhiệm lập nên bởi cảnh sát hình sự tỉnh và công an huyện Ngư Dương cùng với tổ vũ trang. Tạ Khai Lâm ơi là Tạ Khai Lâm, đầu óc cậu có phải đã bị mỡ lợn làm lú lận rồi không vậy? Tôi lúc đó không nhịn được, quân đoàn trưởng, ông không biết chứ. Lúc ý đối với trưởng phòng họ Lô nọ thì trung đoàn trưởng Hạ Hải Vĩ chẳng là cái gì. Hai người này mông chồng cả lên trời. Không coi tập đoàn quân thứ hai của Thủy Châu chúng ta ra cái gì. Còn nói chúng ta không phải kiêu binh càn quấy. Làm gì mà phải kiêu binh càn quấy, chúng ta là đồ lưu manh sao? Tôi tốt xấu gì cũng là một sư trưởng, tự dưng phải để ý tới một trưởng phòng công an huyện và một đội trưởng của sở tỉnh. Kẻ sĩ không thể nhịn nhục được, quân đoàn trưởng. Chúng ta tập đoàn quân thứ hai ở trong quân khu tiếng tăm lẫy lừng, chẳng lẽ đến địa phương lại thành đồ xấu xa? Tạ Cường, anh họ Tạ Khai Lâm của Tạ gia ở Ngư Dương đứng ra giải thích. Tạ Khai Lâm giữ chức đại tá sư trưởng của tập đoàn quân thứ hai. Xem ra Cổ Thiên Kỳ cũng có chút coi trọng. Lần này có quân đoàn trưởng của tập đoàn quân chuyển đi, Cổ Thiên Kỳ liền chuẩn bị đề cử cậu ta lên. Nhân tiện tăng quân hàm, nếu được như vậy. Tạ Cương sẽ là thiếu tướng phó quân đoàn trưởng đường đường chính chính. Hôm qua tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thăng Thành mang một cuộn băng video và một bộ tài liệu tới, nói là tỉnh ủy Nam Phúc nhờ ông ta chuyển tới. Lúc đó Cố Thiên Kỳ nhận tài liệu từ ủy ban chính trị Phượng Khải Sa, vừa nhìn một lượt trong lòng đã thấp thỏm không yên. Giống như Cố Thiên Kỳ, bao che khuyết điểm là tội khá nghiêm trọng.
Tạ Khai Lâm chẳng phải là cấp dưới nổ một phát súng lên trời đó sao? Có gì ngạc nhiên chứ, dù sao cũng không làm bị thương ai cả, hậu quả cũng không đến mức gây ra sự cố thương vong gì. Tuy nhiên, Cổ Thiên Kỳ trước mặt cấp dưới cũng cần giáo huấn một bài mới được. Đương nhiên, làm vậy chẳng qua cũng là để diễn trò cho Phượng Khải Sa xem. Dù sao người này cũng chuyển đến từ tỉnh ủy Nam Phúc. Hơn nữa tư lệnh quân khu tỉnh ủy Trấn Thang Thành cũng xem qua, không ra vẻ lo sợ thì tỉnh ủy Nam Phúc không phục, cũng sẽ bị tư lệnh Trấn chế giễu. Ai dám nói thuộc hạ của tôi phá rối, cái đám lính phá quấy của tôi đây sẽ đem hắn vắt xuống làm cầu đá. Hừ, Cổ Thiên Kỳ bốc hỏa, đập mạnh tách trà xuống. Tuy nhiên dù nói thế nào đi nữa, cậu cũng không thể làm mọi chuyện rối thêm lên. Tôi biết trước mắt người Tạ gia các ông bị người ta đánh lén, đang trong lúc khó khăn, nhưng cũng không thể làm liều được. Điểm mấu chốt là, ông về viết cho tôi cái bản kiểm điểm, phải thành thực chút. Dù sao việc này cũng vẫn có chút kỳ lạ. Một trưởng phòng nhỏ nhoi ở huyện làm sao có gan lớn dám phân cao thấp với ông như thế, hãy lấy ví dụ từ đội trưởng hạ của tỉnh. Đối diện với nòng súng Tiểu Liên không ngờ còn dám chống cự, trong việc này nhất định có mưu đồ gì đó. Ông trở về suy nghĩ kỹ lại, có phải chúng bẫy gì không? Cổ Thiên Kỳ giáo huấn một hồi rồi đuổi Tạ Khai Lâm ra ngoài. Tạ Khai Lâm vừa mới quay người ra cửa, từ trong phòng xuất hiện chính ủy Phượng Khai Ỷ Sa, cười nói. Anh Cố, chuyện đề bạt lần này anh thấy sao, nếu đổi một người, về phần đồng chí Tạ Khai Lâm có phải có phần chưa thành thục lắm, có phần kích động. Chỉ sợ để cậu ta ngồi vào vị trí đó cấp trên sẽ động đến, thì tập đoàn quân thứ hai của chúng ta không có đất mà chui xuống. Sợ cái quái gì, cứ chọn Tạ Khai Lâm đi, nếu có việc gì lại đến lượt tôi chịu trách nhiệm, mấy người nhà binh chúng ta làm gì, còn phải sợ người ta nói này nói nọ. Tôi phiền nhất là mấy người ở địa phương nói qua nói lại, nói quân đội chúng ta lúc nào quay sang quan chức địa phương vung tay múa chân, hừ súng gậy che ra trước cơ quan chính quyền, tôi sẽ tin phụng việc này. Cố Thiên Kỳ thật sự giận dữ, mấy từ cấp dưới làm càn đã chọc giận ông ta thực sự. Thật ra lúc đó Lô Vĩ và Hạ Hải Vĩ vốn là không mắng những từ này, có chăng chỉ là nói là viện binh. Việc này là do tự Tạ Khai Lâm thêm thắt vào. Ông ta cũng khá thông minh, nắm được tính nết Cổ Thiên Kỳ. Kết quả, Cổ Thiên Kỳ xem ra thực sự trúng kế, giận tím mặt, trái lại còn quay sang bảo vệ cho cái DN sách đề cử. Những chuyện thế này trên đời không có cách gì nói cho rõ ràng được. Chuyện tái ông thất mã ngày xưa cũng thật chí lý. Vậy được, ngày mai tôi sẽ chuyển báo cáo đi. Tuy nhiên, Khai Lâm phải mang bản kiểm điểm đến, bắt cậu ta kiểm điểm một phen mới được. Dù sao việc này nói lớn cũng không phải lớn mà nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ. Phượng chính ủy bất đắc dĩ gật đầu. Phải biết rằng Cố Thiên Kỳ cũng có cái tính độc bá của một quân đoàn trưởng. Đối với những sự việc kiểu này ông ta cũng có quyền lực nhất định. Ừ. Sau khi ừ một tiếng với Cổ Thiên Kỳ, Phượng chính ủy đi ra cửa. Ồ là phó đoàn trưởng Trương đấy ư. Bên ngoài vọng vào tiếng chào của Phượng chính ủy. Tìm ông Cố uống vài ly đúng không? Đúng dịp, nghe nói lần này ông ta mang về được mấy bình rượu Mao Đài. Phó đoàn trưởng Trương thực ra chính là Trương Cường. Cậu ta trước kia là tiểu đoàn trưởng tổ thứ 8 thuộc tổ đặc nhiệm A. Lần trước theo Diệp Phàm sang Nhật thi hành công vụ, mang được cái mạng về, đương nhiên đã xem là lập được công lớn. Hơn nữa trước dạo trước ở tổ đặc nhiệm A đã nhiều lần bị thương nặng, mấy lần thừa chết thiếu sống. Lúc căn cứ báo săn trống rỗng, liền đề bạt Trương Cường làm trung tá phó đoàn trưởng, hỗ trợ đoàn trưởng quản lý bộ đội của căn cứ báo săn. Phượng chính ủy, cùng uống vài ly chứ nhỉ, buổi tối chúng ta kéo ông Cố đến, bắt ông ta chui xuống gầm bàn, thật đã đời. Ha ha! Trương Cường sang sảng cười nói. Ánh mắt thăm dò Phượng chính ủy, tiện nói luôn. Có phải lại có vị nào mới được thăng chức? Ha ha! Tạ Khai Lâm, vừa hay có vị trí phó quân đoàn trưởng, ông ta về mặt kinh nghiệm lý lịch cái gì cũng đạt tiêu chuẩn được thăng thiếu tướng, vậy có nên đến chỗ ông Cố trao đổi một chút không nhỉ? Phượng chính ủy mặc dù nói không rõ thân phận Trương Cường, nhưng dựa vào thân phận phó đoàn trưởng binh đoàn báo săn đó thì cũng đủ tư cách ngồi dùng cơm với mình. Cho nên cũng không giấu giếm gì cả. Úp, Trương Cường ừ một tiếng rồi đi vào cửa, thầm nghĩ đúng là cái lúc khỉ gió. Các ông cứ từ từ uống, tôi không tham dự cùng được rồi, dạo này dạ dày không tốt. Tiếng cười của Phượng chính ủy từ xa vọng đến. Sư đoàn trưởng Tạ được thăng chức đúng không? Trương Cường đi vào,
liếc nhìn Cố Thiên Kỳ cười nói. Đúng thế, tuy nhiên chỉ có điều mới là đề bét, còn phải chờ ở trên quyết định. Cố Thiên Kỳ nhìn lướt qua, tiếp Trương Cường ngồi. Sư đoàn trưởng Tạ hình như là người Ngư Dương đúng không? Trương Cường nói đến chuyện gốc gác, hai người bắt đầu phun mây phun sương. Cái này ông cũng biết sao? Cố Thiên Kỳ nhất thời không phản ứng gì, có chút kinh ngạc, chợt cười nói. Xem ra đã quên mất gốc gác của mình rồi, ông cũng cùng một ruột. Vừa rồi ở xa cũng nghe thấy ông đang mắng người, liệu có phải sư trưởng Tạ lại động chạm gì đến ông không? Trương Cường thuận miệng cười nói. Ôi chỉ là chút việc trong quá khứ, qua rồi thì cho qua luôn đi. Cổ Thiên Kỳ bâng quơ nói, xem chừng không muốn khơi lại việc này, cười nói. Trước tiên chúng ta làm mấy chén chứ nhỉ, cũng không có nhiều dịp ông đến chỗ chúng tôi như thế này. Lão Thiết, đã lâu lắm rồi không gặp, không biết giờ sao rồi. Ha ha, Thiết đoàn vẫn tốt, tuy nhiên nhắc tới sư đoàn trưởng Tạ, tôi lại muốn nhắc lại một chuyện. Trương Cường kiềm chế ý cười, trở nên hơi kỳ lạ. Chuyện gì, không phải là Khai Lâm động chạm gì đến ông đấy chứ? Nếu quả thật như thế thì tôi phải dạy dỗ nó một trận, thật là coi trời bằng vung. Cố Thiên Kỳ sửng sốt, còn cho rằng Tạ Khai Lâm liệu có phải đã động chạm gì đến Trương Cường. Quyền lực và uy thế của tổ đặc nhiệm A, Cố Thiên Kỳ biết rất rõ. Bất kỳ người nào cũng không thể đắc tội với mấy người này. Nghe nói sau vụ thương vong lần trước, nhân viên càng thiếu, nhà nước bắt đầu có chút mất bình tĩnh, nhưng tạm thời chưa tuyển mộ thêm cao thủ. Không phải chứ, nghe nói ở nhà Tạ Khai Lâm có một người em. Trương Cường thuận thế trèo lên. Tôi cũng vừa mới hiểu ra, gọi Tạ Cường, hình như là trưởng ban chỉ huy quân sự của Ngư Dương. Lần này Tạ gia xảy ra chút việc, đúng là xui xẻo. Cổ Thiên Kỳ thở dài, chợt phản ứng lại, hỏi. Không phải Tạ Cường có chuyện gì liên quan đến bí mật quốc gia đấy chứ? Cổ Thiên Kỳ còn tưởng Trương Cường nhắc tới chuyện đó của Tạ Cường, còn tưởng rằng nắm được bí mật quốc gia gì rồi. Nếu quả thật đúng như vậy thì phải suy xét lại việc đề bạt Tạ Khai Lâm. Cái giống chính trị, tuyệt đối không được có liên quan đến bí mật quốc gia. Nếu thực sự có việc này, dù có là Cố Thiên Kỳ cũng không dám bao che khuyết điểm. Thật không có, chỉ là, ha ha. Trương Cường cười ngượng ngùng. Chỉ là cái gì, cậu em Trương, giữa chúng ta còn phải khách sáo làm gì, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ông cũng biết tính tôi rồi, khó chịu lắm. Cố Thiên Kỳ thúc giục, trực giác mách bảo rằng Tạ Cường hẳn là có chuyện gì, nhưng không có quan hệ gì đến bí mật quốc gia. Nếu không có quan hệ gì đến bí mật quốc gia, cho dù anh ta có buôn thuốc phiện thì cũng không can hệ gì đến anh họ Tạ Khai Lâm này. Hiện nay cũng không phổ biến trò Chu Liên cửu tộc nữa, cho nên Cổ Thiên Kỳ miệng hỏi nhưng thực ra trong lòng đã cho qua rồi. Lời trẻ con, chính là mấy chữ này. Lúc ở hội nghị thường vụ huyện, Tạ Cường mắc mưu chúng mắng một người 5 lần 7 lượt. Lời trẻ con, Tạ Cường mắng ai? Cố Thiên Kỳ cảm giác việc này hình như có chút không ổn, tìm kiếm trong đầu. Bỗng nhiên giật mình. Thầm nghĩ, không phải là mắng Diệp Phàm, phó soái khách mời tổ số 8 thuộc tổ đặc nhiệm đấy chứ. Diệp Phàm chẳng phải đang công tác ở chính quyền Ngư Dương ư, mà Trương Cường không nói hắn thì nói ai. Nếu thật sự là như thế, thì thành to chuyện rồi. Tuy rằng Diệp Phàm chỉ là một chức phó soái khách mời, hơn nữa cũng không có ý làm việc trong quân đội. Nhưng về bản lĩnh của hắn thì khỏi phải bàn, nghe nói đến cả Thiết Chiêm Hùng còn phải công nhận tuổi trẻ tài cao. Chương 757, thiếu mất một câu. Năm ngoái chỉ mới 19 tuổi đã được đặc cách đề bạt chức thượng tá trẻ tuổi nhất trong quân đội ta hiện nay. Hơn nữa còn là quân hàm thượng tá của tổ đặc nhiệm A, chỗ đứng đó không phải thượng tá bình thường trong quân đội có thể so sánh được. Trong mắt Cổ Thiên Kỳ, người này có một tiền đồ thênh thang, là người không thể địch nổi, thuộc loại không thể đắc tội, hơn nữa còn phải cố gắng để tạo mối quan hệ. Phó soái Diệp nói rồi. Bất cứ việc gì Tạ Cường anh cũng có thể phản đối tôi, đó là về vấn đề giải quyết việc chung của nhà nước. Nhưng không thể đem ân oán cá nhân đến hội nghị thường vụ. Hơn nữa giống người đàn bà chanh chua vừa mở miệng đã mắng chửi người. Ông trêu chọc Diệp Phàm tôi thì không nói làm gì, nhưng cứ lặp đi lặp lại việc dùng những từ ngữ trẻ con để mắng tôi. Kẻ sĩ có việc có thể nhịn có việc thì tuyệt đối không thể. Trương Cường giận dữ nói. Cố Thiên Kỳ lập tức trầm ngâm. Ông ta biết. Đây là những lời Diệp Phàm mượn miệng Trương Cường để bắn tiếng qua. Báo săn còn có việc, tôi đi trước.
hôm nào lại mời quân đoàn trưởng uống rượu. Ha ha. Trương Cường truyền lời xong, đúng lúc điện thoại reo, liền bỏ đi. Thình thịch. Cố Thiên Kỳ đập mạnh xuống bàn, miệng mắng to. Khốn kiếp thật, đúng là cùng một ruột lời trẻ con. Tạ gia thiếu mất một thiếu tướng trẻ tuổi. Đột nhiên Phượng Chính ủy cũng nhận được điện thoại về việc thay đổi người đề bạt, trong lòng cũng buồn bực. Bởi vì người được đề nghị thay đổi chính là sư đoàn trưởng sư đoàn đã chiến số 1 triệu côn của thành phố Mặc Hương. Đề bạt anh ta làm phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 2 quân khu Lĩnh Nam. Đương nhiên, vì triệu côn đã là thiếu tướng, nên chuyện quân hàm không phải việc của Cố Thiên Kỳ. Đương nhiên, Cố Thiên Kỳ cũng có thể nâng đỡ một người khác lên chức thiếu tướng. Lúc này, Tạ Khai Lâm còn ôm mộng thăng thiếu tướng. Việc đời khó đoán, chẳng ai nói trước được. Đang ở thời điểm then chốt, Cố Thiên Kỳ vẫn cứ lựa chọn thiên về phía Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm cũng không chỉ đại diện cho một người, Thiết Chiêm Hùng bậc thần tài này còn đứng phía sau Diệp Phàm hậu thuẫn. Tuy nói Tạ Khai Lâm là người thân tín của mình, nhưng Cố Thiên Kỳ cũng không dám mạo hiểm đắc tội với Diệp Phàm, ngôi sao tương lai này. Người có ảnh hưởng như Thiết Chiêm Hùng còn muốn giúp Tạ Khai Lâm được thăng chức. Hơn nữa, việc đề bạt Triệu Côn cũng là gián tiếp biểu thị thiện ý với Triệu gia ở thủ đô. Bởi vì trung tướng Triệu Quát của Triệu gia hiện nay đã được điều đến đảm nhiệm chức phó tư lệnh đại quân khu Bắc Kinh. Động thái lần này của giới quân sự, Triệu gia cũng chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp, dù sao cũng nên để lại vài vị trí cho những người khác, đúng không nào? Cho nên chỉ có thể tạm thời chưa đề bạt Triệu Côn để lần sau. Đây đương nhiên là kết quả sau khi bàn bạc để đi tới cân bằng trong giới quân sự. Vốn cũng có người đề cử Triệu Côn, tuy nhiên bị Cố Thiên Kỳ kiên quyết bác bỏ. Không ngờ chỉ trong vài giờ đồng hồ, danh sách đề cử đã thoáng chốc đổi chủ. Cho nên mới khiến cho Phượng Chính ủy có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Cảm thấy việc lớn trong giới quân sự có lúc dài cả 3 tháng, nhưng cũng có khi thay đổi ngay trước mắt. Ở đây mấu chốt là ai là người nắm quyền lực? Anh Phàm, anh phải đi rồi sao? Phạm Xuân Hương vừa xoa lưng Diệp Phàm vừa hỏi, trông có vẻ không đành lòng. Ừ, công việc đòi hỏi mà. Có thời gian anh sẽ về thăm em. Anh hy vọng em sẽ tìm được một người hợp với mình. Diệp Phàm khuyên nhủ. Việc tìm đối tượng sau này hãy nói. Em mệnh bạch hổ, không ai thích. Chỉ có điều mong anh để ý đến Phạm Cương là được. Em sợ nó sẽ phạm sai lầm. Phạm Xuân Hương có vẻ sầu lo. Không phải lo lắng, có anh ở đây, có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ Phạm Cương. Diệp Phàm quay đầu lại, vuốt tay Phạm Xuân Hương. Ừ, tôi biết, kể cả em không nói, anh cũng sẽ bảo vệ Phạm Cương. Tuy nhiên, anh còn muốn anh hãy nghiêm khắc với nó, đừng để nó gây thêm rắc rối cho anh. Tính tình nó nóng nảy, một khi đã bướng lên, đến đầu trâu cũng không giữ được. Phạm Xuân Hương nhẹ nhàng nói. À phải rồi, chủ nhiệm Đinh lại chọn quán rượu chỗ em làm nơi chiêu đãi của khu kinh tế. Ha ha, Trương Quốc Hoa quả là người thông minh. Diệp Phàm thuận miệng lên tiếng. Không lâu sau, Phạm Xuân Hương đem lên món lõa dương, hai người vốn thạo rồi, phối hợp khá ăn ý. Buổi tối cô cũng rất cuồng nhiệt, xem ra muốn cuồng nhiệt cho cả những lần về sau này. Cố gắng dùng những cách thức để đón ý Diệp Phàm. Súng trường từng hồi nã ra hai viên một. Đang run lật, làm piston vận động, viên khâu cũng rung lên, như sốt, tư thế có chút chấn động. Đầu bếp Tây Thi lần lượt bị đưa vào đỉnh núi, như nhìn máu đỏ trong cảnh gươm đao. Sau khi chiến đấu kịch liệt, vừa tắm rửa nằm trên giường, điện thoại chợt reo. Diệp Phàm nhận điện thoại, nhưng một lúc lâu sau không nghe tiếng gì. Lạ thật, rút cục là ai vậy? Diệp Phàm thầm nghĩ, tuy nhiên bên kia đã gác máy rồi. Không hiểu gì cả. Diệp Phàm cào nhau một câu rồi tiện tay đặt điện thoại xuống. Có lẽ người ta gọi nhầm số. Phạm Xuân Hương ngồi xổm bên giường, cẩn thận vuốt ve móng chân móng tay cho Diệp Phàm, vẻ mặt dịu dàng nói. Có lẽ vậy. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, lúc 12 giờ tối, Diệp Phàm nằm xuống chuẩn bị ngủ, điện thoại lại vang lên. Bấm nghe thì bên kia cũng không có động tĩnh gì, có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác người ở đầu dây bên kia nhất định là người quen của mình. Bởi vì qua sóng vô tuyến điện, hắn như cảm giác được một hương thơm rất quen thuộc, rồi hiện lên một bóng hình xinh đẹp. Là em sao? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi, chợt nói lớn hơn một chút. Nhất định là em rồi,
nói gì đi, nói mau. Không lâu sau, đầu bên kia truyền lại âm thanh của tiếng khóc tỉ tê. Ôi thật là em rồi, nghề muội. Diệp Phàm thở dài. Em đợi anh ở bên phòng màu hồng phấn, người nhà em không có ở đây. Phương nghề muội nói rồi gác máy. Ôi, nghề muội, tội gì phải tự làm khổ mình. Diệp Phàm trong lòng chua xót, ký ức đã lâu chợt ùa về trong lòng. Lần đó vì bí thư chi bộ Phượng bị tường đè chết. Trên đường đến thôn Quy Lĩnh, sự điên cuồng trên xe cùng Phương Nghê Muội lại sống dậy trong lòng. Chính là trên chiếc xe đó, Phương Nghê Muội mất đi tấm thân trinh nữ. Sau khi cô được gả cho Tạ Đoan của Tạ gia, hai người không qua lại nữa. Nếu theo Phương Nghê Muội, mình không muốn nhắc đến con người dơ bẩn của Tạ Đoan. Thực ra, Diệp Phàm mới chính là kẻ dơ bẩn nhất, chỉ là nghĩ thầm trong lòng thôi. Mà lại là sau một buổi tối say sưa, ở gian phòng đổ nát ở đập nước Thiên Thủy, Diệp Nhược Mộng, một cô gái thuần khiết như Lý Xuân Ba Sướng, vì để bảo vệ mẹ mình, mất đi tấm thân trinh nữ. Và người gây ra việc này cũng chính là Diệp Phàm. Ôi, hỏi cái thế gian tình ái là chi, mà khiến người ta phải thề nguyền sống chết. Mình có phải là một tai họa? Mình có phải một kẻ tiện nhân? Diệp Phàm nhắc mãi mấy câu, cảm giác thật sự chua xót. Thay quần áo, ra khỏi quán rượu của Xuân Hương như con báo, hướng thẳng đến căn phòng màu hồng phấn. Vẫn là tòa nhà đó, cửa sau vẫn không cài. Trong lúc từng bước đi lên trên gác, càng gần hơn với giấc mộng về căn phòng màu hồng khi trước, Diệp Phàm đột nhiên có cảm giác thật gần gũi. Dù sao cũng phải đi vào. Diệp Phàm thở dài, nhẹ nhàng mở cánh cửa khép hờ. Bên trong vẫn là một màu hồng phấn kiểu diễm ấm áp, sáng sủa mà không chói mắt. Ngày xưa còn là Phương Nghê Muội ngây thơ trong sáng, giờ đã thành vợ của người ta. Một chiếc áo choàng đỏ thẫm, mặc vào trông có phần giống với áo cưới đỏ thẫm, vẫn lẳng lặng ngồi bên chiếc bàn làm việc kiểu cũ màu phấn hồng, có đặt một chiếc gương lớn. Trong gương nổi bật lên nhan sắc như hoa lê gặp mưa, còn có một con tim đang đập rộn ràng. Dưới nến màu hồng phấn phản lại phía sau cổ trắng hồng, cô có vẻ lãng mạn, mộng ảo, thậm chí đẹp mơ màng. Diệp Phàm còn có cảm giác như lạc trong giấc mộng kỳ diệu. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm nhẹ nhàng đóng cửa, khẽ hỏi. Ừ. Phương Nghê Muội vừa trả lời, liền lao cả thân mình đến. Diệp Phàm hoa mắt, cảm thấy trước mặt là một mảnh trắng mông lung. Một Phương Nghê Muội thuần khiết từ giờ trở nên giống như một tiền vệ không thể địch nổi. Không ngờ nút thắt từ chỗ cổ mở ra, áo choàng dần mở ra, rơi xuống bên hông, đến thân rồi xuống tới bắp đùi. Hai đỉnh nhũ phong tử đứng thẳng ở bộ ngực trước mắt. Phương Nghê Muội nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì cô vẫn chưa sinh con. Bên trong áo choàng, phía dưới không ngờ có quần lót. Đám cỏ hai bên có phần tản ra, hai sợi thon dài. Đôi chân vàng non dưới ánh đến màu hồng phấn cỏ chút quyến rũ mê người, chói mắt như yêu linh. Phương Nghê Muội nhẹ nhàng khoát tay, màu áo đỏ nhẹ nhàng rơi xuống sàn gỗ thô. Là sàn gỗ thô chứ không phải sàn gỗ mộc thật. Một pho tượng trắng mịn như đang ôm ấp, phô diễn thân mình trước mắt Diệp Phàm. Theo đôi chân nhẹ nhàng di chuyển. Anh Phàm, thân hình này bên ngoài thì vẫn giống như xưa, chỉ có điều bên trong đã ộ uế. Thân thể ộ uế của Phương Nghê Muội không còn gì để đòi hỏi, để anh ngắm nhìn, ôi. Phương Nghê Muội thở dài, hốc mắt đọng lại một giọt nước trong suốt, từ từ đứng tại nơi tuyệt vời, đột nhiên làm động tác như xoay người 360 độ, khi lại là hình chữ bát. Khi cúi mình xuống, khiến toàn bộ mông phía sau không lộ chút gì trước mặt chư ca. Sau đó, nhẹ nhàng ngồi xổm khoác áo choàng lên, lần này thắt cả cúc áo lại. Nghê Muội, có chuyện gì vậy, Tạ Đoan ức hiếp em ư? Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia nhìn đằng đằng sát khí. Không đâu, anh ấy đối với em tốt lắm, cung phụng như nữ hoàng. Chỉ có điều mấy ngày qua Tạ gia gặp đại nạn, mỗi ngày anh ấy đều uống đến say mềm. Nhưng còn chưa từng mắng hay đánh em. Phương Nghê Muội nói. Vậy thì tốt. Diệp Phàm kìm lại ánh nhìn lạnh lẽo, chua xót cười. Em biết anh phải đi, có lẽ mãi mãi không quay về. Trước khi đi em có thể xin anh một việc được không? Phương Nghê Muội vừa nói vừa nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Em nói đi. Diệp Phàm ừ nói. Chương 758, Phấn Hồng. Tạ Đoan không nghĩ đến Lâm Tuyền, nơi này khó chịu nhiều rồi. Cần thay đổi đến nơi khác, ông ấy muốn tránh cái gì? Phương Nghê Muội khổ sở nói. Đi đâu thế? Diệp Phàm hỏi.
Lấy chồng theo chồng. Phương Nghê muội không ngờ để lộ nụ cười nhạt. Anh hiểu rồi. Diệp Phàm gật đầu. Cảm ơn. Phương Nghê muội ừ một tiếng, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, giống như người con gái đang chờ chồng. Chư Ca nhẹ nhàng đến gần cô, giơ tay vuốt ve rồi từ từ đi xuống dưới. Đôi tay lang sói kia đi tới đâu, thì cúc áo của Phấn Hồng bung ra đến đó. Cuối cùng từ trên xuống dưới tất cả đã được giải phóng, để lộ ra một thân hình đẹp mê hồn. Đầu ngón tay lại nhẹ nhàng trượt, từ đôi môi hồng đến cổ, nhẹ nhàng lướt qua, tới rốn, đến chỗ đó. Lúc đó Nghê muội nhẹ nhàng duỗi chân, khiến ngón tay dừng trên bụi cỏ, trượt dài. Ôi! Chư Ca thở dài, thu tay lại, tiếng bước chân dần đi xa. Hy vọng em hạnh phúc. Chữ phúc kia truyền đến từ tầng dưới. Anh Phàm, Nghê muội em ô uế, không thể cùng anh. Trong phòng muội tử thì thào tự nói. Diệp Phàm suốt đêm ở huyện không biết làm gì. Tuy nhiên, buổi sáng ngày thứ ba, Chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền Tạ Đoan được đề bạt đến đảm nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn Quy Hồ. Ở huyện mọi người đều bàn tán, tình hình của nhà họ Tạ như vậy, Vệ Sơ Tịnh còn có thể đề bạt Tạ Đoan thì thật có chút lạ. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người trong thị trấn bàn tán xôn xao, không rõ cán bộ công chức khen bí thư Vệ có trí tuệ dùng người. Điều này chỉ có Phương Nghê muội là rõ nhất, cô biết. Diệp Phàm chắc chắn trả giá cực cao, mặc dù bản thân Tạ Đoan cũng không hiểu ra sao, anh ta còn tưởng rằng chú ở tỉnh điện thoại cho Vệ Sơ Tịnh, tuy nhiên không phải. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm vội vàng đến tỉnh thành Thủy Châu. Tuy nhiên đến Thủy Châu cũng là buổi tối, anh trai của Thiết Chiêm Hùng Thiết Thác đang là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cán bộ cấp giám đốc sở, chủ trì công việc hàng ngày của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Diệp Phàm đến phía nam thành phố vì Thiết Thác ở đây. Một tòa nhà riêng 5 tầng, rất rộng, chiều dài đến 10 thước, chiều rộng cũng đến 6 thước. Xung quanh cũng không lớn, trên dưới 4 thước, bên trái có một cửa, bên trong có mấy chậu mai. Nhà này chắc do Thiết Chiêm Hùng bỏ tiền ra xây vì ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiết Thác được mệnh danh là tháp sắt. Trong tay cán bộ cấp sở không lo gì, năm kia ở thành phố Thương Hải có một phó bí thư bị ông ấy cho mất chức. Nhắc tới đây, cán bộ tỉnh Nam Phúc đó không ai muốn nhìn thấy. Sau lưng mọi người gọi là ôn thần. Tuy lúc đó Thiết Chiêm Hùng nói, nếu có việc gì gấp cứ tìm ông ta. Tuy nhiên, trong lòng Diệp Phàm có chút bất an, dù sao danh tính của Thiết Thác cũng rất nổi tiếng, được hiểu là ông trời. Đứng trước cửa bồi hồi một lúc lâu, lại nhìn những chậu mai nhô lên cao ngạo, trong lòng thầm kêu lên. Ông này không tham tiền, nhiều nhất cũng là tác phong có chút vấn đề, cùng mấy người có cha bất chính, ông này lại không kết hôn. Trang hoa không tính, Ủy ban Kỷ luật theo lý thì không có quyền quản lý việc này. Trong tay cầm theo một cái thùng, bên trong đương nhiên là một con cá gà trống mà hắn bắt được từ đầm Ngô Công. Vốn còn dư hai con, nhưng vì đã tặng một con cho ông lão họ Phượng, cho nên chỉ còn một con. Cũng khá lớn, có 5-6 cân. Sợ nó chết, nên hắn đã làm một cái thùng gỗ, nhìn từ xa giống như công nhân đang đứng trước cửa chờ múc phân. Cho nên... thằng nhãi này không làm nhiều người chú ý. Hơn nữa, sườn núi này có rất nhiều nhà riêng, toàn bộ thấp thoáng dưới rặng trúc, cũng rất khó để thấy người. Hơn nữa, có ai vô công rồi nghề đi xem một người múc phân hôi thối chứ? Đương nhiên trên người Diệp Phàm không có mùi, nhưng người ta lại cho rằng là có. Đây chính là dùng thành kiến để nhìn người. Muốn tặng quà cho Thiết Thác, toàn bộ cán bộ của tỉnh muốn là bạn tốt của Thiết Thác. Tuy nhiên, bình thường đưa chỉ là chút trà, thổ sản linh tinh. Cán bộ phía dưới, có can đảm mấy cũng không dám mang quà đến cửa nhà Thiết Thác. Hơn nữa, nếu tặng quà không có tác dụng thì còn làm tăng thêm ác cảm. Diệp Phàm đương nhiên lo lắng điều này, tuy nhiên hắn nhìn thùng cá, trong lòng thầm nói. Chỉ là con cá, giá trị không đáng tiền, hắn là không tính là hối lộ. Kính cong! Thằng nhãi này kiên trì bấm chuông cửa. Không lâu, trên lầu có tiếng bước chân. Xem ra là có người xuống dưới. Trong lòng hắn điểm lại vài việc, chú ý quần áo, còn lấy tay vuốt tóc. Cửa mở, một cô gái xinh đẹp hiện ra, phỏng chừng khoảng 14-15 tuổi, mặc bộ quần áo màu xanh, có vẻ chất phác tự nhiên. Làm gì đó? Cô gái tức giận hỏi, nhìn cái thùng gỗ trong tay Diệp Phàm, lập tức cười nói. Nhà tôi không cần lấy phân, xây được hố rác, anh mang theo cái thùng này chắc là không có rác làm ăn rồi. Ở đây toàn bộ cũng đã có hố rác, hích hích.
Cô gái hình như vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu không biết làm sao cả. Ông mày giống như người múc phân sao? Trong lòng Diệp Phàm tức giận vang lên một tiếng, trên mặt mỉm cười, vẻ thân thiết nói. Tôi không phải người múc phân. Không phải múc phân thì cái kia để làm gì? Cô gái đùa, chớp chớp mắt, vẻ tò mò. Nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá Diệp Phàm, lập tức nói. Khiếp, nhìn quần áo của anh thì không phải người múc phân. Hình như là đồ đắt tiền, hẳn không phải là múc phân, nếu không quần áo này dơ thì rất đáng tiếc, múc được bao nhiêu hố phân, ha ha ha. Lời cô gái nói làm Diệp Phàm suýt nghẹn, sợ cô gái lại nói thêm gì khó nghe, hắn vội vàng nói. Tôi là Diệp Phàm, từ thành phố Mặc Hương của huyện Ngư Dương đến, chủ nhiệm Thiết có chuyện quan trọng. Ba tôi không rảnh. Cô gái không cười nữa, nói, dáng vẻ xem ra là sẽ đóng cửa. Xem ra đây là thói quen bình thường, cũng có nhiều người phạm tội, canh cho người ta không vào nhà. Từ đã, Diệp Phàm giơ tay chống cửa không cho đóng. Có kẻ xấu mở cửa, nhanh tới đây. Không ngờ cô gái xảo quyệt hướng lên lầu kêu lên. Diệp Phàm chỉ có thể cười chua xót, không phải là mình không cho cô gái đóng cửa sao? Tại sao lại trở thành lưu manh rồi? Không muốn sống nữa hay sao mà động đến cửa nhà ông? Theo tiếng nói, trước mắt Diệp Phàm có một cái bóng, không ngờ từ cửa sổ tầng 2 vang lên một tiếng nói. Người này có dáng vẻ giống Thiết Chiêm Hùng, vẻ mặt tuấn tú, mắt to, dáng người khôi ngô, vận quân phục trung úy, tay áo có ký hiệu của báo săn. Hóa ra là lính mới của báo săn, một trung úy, hẳn là cháu của Thiết Chiêm Hùng. Thân thủ chắc cũng bình thường, hẳn còn chưa đến nhị đẳng. Chắc cũng là do anh Thiết Thương Lượng đi cửa sau vào. Diệp Phàm giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đối mặt với anh ta, Diệp Phàm có cảm giác mình có ưu thế. Thầm nghĩ ông mày có ghế phó soái, cậu khoe khoang trước mặt tôi cái gì? Hả, muốn chết sao? Người thanh niên có vẻ hung ác, miệng quát to. Một tay đẩy tay đang đỡ cửa của Diệp Phàm ra, ánh mắt khinh thường nhìn người đào phân. Ha ha, còn thật sự có tài, trên lầu nhảy xuống, là khỉ à. Diệp Phàm có chút tức giận, người này quá vênh váo, giống như tính tình của Thiết Chiêm Hùng, rõ ràng phải trêu chọc một chút. Khỉ cái rắm, ông mày là vua sư tử hiểu không? Người thanh niên đó nói, xem ra nếu Diệp Phàm còn dám mạo phạm thì sẽ không khách sáo nữa. Ha ha hát. Anh không phải là tuổi khỉ sao? Em anh ta ngược lại giúp Diệp Phàm cười trêu. Cái gì, em gái sao em lại giúp người ngoài? Người thanh niên sờ sờ đầu, bất mãn chừng mắt nhìn cô em tinh quái. Em nói có sai đâu. Cô nàng chu miệng, mất hứng. Tốt lắm, sợ rồi phải không, anh dù là khỉ, nhưng cũng là khỉ vàng. Người thanh niên cười nói tiện tay đóng cửa. Từ đã, Thiết Chiêm Hùng là chú của cậu. Diệp Phàm tung ra tên Thiết Chiêm Hùng làm cái chìa khóa. Anh biết chú tôi. Người thanh niên thái độ thay đổi, đưa mắt nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên là biết, tôi gọi ông ta là anh Thiết. Diệp Phàm tự tin cười nói. Anh Thiết, không thể, ai dám gọi chú tôi là anh Thiết, chẳng khác nào muốn chết cả. Cậu thì bao nhiêu tuổi chứ? Hừ, người thanh niên rõ ràng không tin. Nếu không thì gọi điện thoại để chứng minh. Thân thủ của cậu chưa đến tam đẳng. Xem ra trong báo săn cũng chỉ là người chạy cờ. Diệp Phàm có vẻ khinh thường, đương nhiên là trả thù rồi. Hi hi, đúng thế, anh tôi chỉ quét rác trong báo săn. Cô bé kia lại đắc ý nói, thiếu chút nữa thì làm cho anh trai mình tức chết. Có thể bảo đó là quét rác sao? Đó là nghĩa vụ hiểu không? Ngay cả thiếu tá phó tiểu đoàn trưởng cũng phải quét rác, em gái, đầu to nhưng biết ít. Thật sự là không có ý nghĩa, hừ. Người thanh niên nói, đưa mắt nhìn Diệp Phàm, lộ vẻ kinh ngạc nói. Anh thật sự biết chú tôi. Chương 759, Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Không thể giả được Diệp Phàm tự tin nói, giống như khẳng định không nói dối, nếu không thì cử người đến ngăn hắn. Vậy anh hôm nay, người thanh niên hỏi. Ha ha, anh Thiết bảo tôi đến nhà cậu một chút, cho nên tôi đã đến. Diệp Phàm thuận miệng cười nói, nhưng thật ra bước vào cửa chính, nhắm thẳng tòa nhà mà đi. Vào phòng khách, một người đàn ông gầy ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, cười nói, cậu chính là Diệp Phàm. Vâng, tôi là Diệp Phàm ở Ngư Dương, bí thư Thiết, Diệp Phàm có chút thận trọng. Ngồi đi, chuyện của cậu Chiêm Hùng đã nói với tôi rồi.
cậu gặp tôi có việc gì khó, nói tôi nghe xem nào. Thiết Thác Sát Thần Cung không phải là dọa người, có vẻ khá thân thiết, hỏi thẳng một câu. Tôi vừa được bổ nhiệm quyền chủ tịch huyện Ma Xuyên ở địa khu Đức Bình, Diệp Phàm nói ra quyết định của mình, cũng không giấu giếm, chính là muốn nhờ Thiết Thác hỗ trợ, chuyển Phương Viên đến huyện Ma Xuyên đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Lúc này Diệp Phàm đem một ít tư liệu về Phương Viên cho Thiết Thác. Ma Xuyên là địa phương rất phức tạp, Thiết Thác nhìn qua tài liệu nhíu mày nói cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa? Dạ, mặc kệ là thế nào, nếu lãnh đạo Đức Bình nói ra, cuối cùng tôi cũng thử xem, Diệp Phàm bình tĩnh nói xong, nhưng thật ra không thể nào không căng thẳng. Tốt lắm, thanh niên nên có sự nhiệt tình mới đúng. Tuy nhiên, điều động Phương Viên cũng được, cái này không khó, có điều, tôi có một yêu cầu, cậu có thể làm được không? Trong mắt Thiết Thác bỗng nhiên sáng lên, tuy chỉ là lóe qua, Diệp Phàm cũng nhìn thấy. Bí thư Thiết cứ nói Diệp Phàm cũng không nói đến cái khác, thẳng thắn nói, dáng vẻ như cấp dưới đang chờ cấp trên giải thích, dường như rất chân thực. Điều tra rõ việc chủ tịch huyện Giang Hòe mạo chết, điều tra rõ nguyên nhân gây bệnh điên của chủ tịch huyện Ngưu Đắc, giọng Thiết Thác đột nhiên nghiêm trọng, xem ra, đối với kết cục kỳ lạ của hai chủ tịch huyện trong lòng các lãnh đạo tỉnh đã có nghi vấn. Chỉ có điều chuyển từ điều tra công khai sang điều tra ngầm. Xếp Thiết nghi ngờ trong đó có âm mưu. Diệp Phàm không đáp hỏi lại. Nghi ngờ không phải là sự thật, Thiết Thác đáp một câu rất thật tuy nhiên, không điều tra sao biết sự thật như thế nào. Cái này hình như là chuyện của công an. Diệp Phàm nghĩ khác, thầm nghĩ ông là người của ủy ban kỷ luật quản lý việc tham ô, cùng người ta phá án thế nào thì phá, giờ lại bắt chó đi cầy. Có phải cậu cho tôi là quá tay, ăn no không có việc gì làm? Thiết Thác lạnh lùng như băng nói. Lời nói này nói ra từ người đàn ông đầy khí tiết, thật sự làm người ta lạnh người. Chẳng lẽ việc Giang Hòe mạo chết và Ngưu Đắc điên là có liên quan đến tiền tài? Diệp Phàm thấy Thiết Thác đưa ra điều kiện, cũng bằng bất cứ giá nào làm rõ. Nếu không, với tính cách của Thiết Thác, mặc dù có Thiết Chiêm Hùng giới thiệu, xem chừng ông ta cũng sẽ không giúp mình. Dù sao Thiết Chiêm Hùng là Thiết Chiêm Hùng, còn Thiết Thác là Thiết Thác. Muốn người khác giúp đỡ, phải làm cho người ta tin vào năng lực của mình. Lúc đó không cần nhờ, người ta cũng thấy mình là người đáng giúp, liền giúp mình. Thiết Thác là người như vậy. Không có chứng cứ, tôi khó mà làm gì. Đương nhiên, việc này cũng khó, cậu cứ từ từ, giọng Thiết Thác chậm lại một chút, cũng có chút khâm phục, đối mặt với khí thế của mình không ngờ còn có thể hỏi lại mà không sợ. Đây chính là gan dạ sáng suốt. Thầm nhủ xem ra mắt của Chiêm Hùng cũng không tồi. Điều tra thì tôi có thể điều tra, nhưng bảo tôi hứa là sẽ điều tra rõ thì hiện tại tôi chưa thể trả lời ông được. Nghe nói trước đây khi đồng chí Giang Hòe mạo chết, nhà họ Giang đã báo công an đã điều tra, kết quả là chết vì bệnh. Diệp Phàm nói ra chỗ khó. Ừ, việc này tôi biết, cậu có thể từ từ làm, về phần kết quả, tôi cũng không yêu cầu cậu nhất định phải có kết quả, tuy nhiên, cậu cố gắng một chút, đừng lừa dối tôi được không? Thiết Thác vẻ mặt căng thẳng nhìn Diệp Phàm chằm chằm, giống như nghiện, nhìn chăm chú thế nếu không sợ mới là lạ. Diệp Phàm tôi không phải là loại người như vậy, nếu đồng ý tôi sẽ cố gắng, không thể cố gắng thì tôi sẽ không đồng ý. Diệp Phàm tỏ thái độ kiên quyết nói. Trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể nhân cơ hội này gặp gỡ Thiết Thác, về sau mượn cớ giúp ông ta điều tra mượn một số tài liệu của ủy ban kỷ luật, cái này là không tồi. Nếu thực sự điều tra ra cái gì, thì đối với Thiết Thác hình ảnh của mình chắc chắn sẽ được nâng lên. Nghe Thiết Thác nói, thấy trước tiên có thể kết giao với một người tai to mặt lớn đúng là chuyện tốt cho mình. Việc này đáng giá để thử sức, Ưng Kích Tứ Hải, quan trường là nơi một người thử sức. Tốt, tôi thích một người thẳng thắn. Về sau trong quá trình điều tra cần giúp gì, cậu cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Chiêm Hùng đã đưa cho cậu số điện thoại của tôi, đó là số điện thoại bí mật. 24/24 giờ đều mở máy trừ khi không có tín hiệu. Thiết Thác gật gật đầu, vừa nói vừa đặt mạnh chén trà lên bàn. Tuy nhiên, ông ta liếc mắt xuống chiếc thùng gỗ dưới chân Diệp Phàm nhíu mày, hừ nói, này, mang về đi, về sau còn như vậy thì đừng có đến đây nữa. Còn trẻ, không cố gắng lại làm trò này, hừ. Ha ha, không đáng giá tiền, một con cá, hơn nữa là do tôi tự câu, Diệp Phàm vội vàng giải thích. Ánh mắt có chút thăm dò nhìn Thiết Thác một cái, cười nói, tuy nhiên, loại cá này là anh Chiêm Hùng thích nhất, người bình thường tôi sẽ không cố sức câu. Hơn nữa, tuyệt phẩm ngư, nếu từ chối, tôi lại cầm về tự hấp ăn. Tuyệt phẩm ngư,
lại khoác lác đây mà. Nhanh mở ra xem nào. Cô gái đứng bên cạnh không kìm nổi tò mò, nhìn chằm chằm vào cái thùng gỗ. Được, cho cô biết một chút. Diệp Phàm mở nắp, cô nàng vội chạy đến, tò mò nhìn, mắt lập tức mở to, kêu lên, con cá này sao trên đầu lại có trứng gà. Màu gà người thanh niên cũng không đứng im được nữa, chạy lại, hai anh em lập tức thích thú, chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân rất náo nhiệt. Cá gà trống, còn gọi là cá rồng, nghe nói ăn vào có thể mang đến vận may, hơn nữa cá này rất bổ, khó tránh chiêm hùng vẫn hay nhắc đến loại cá này. Tốt lắm, con cá này tôi nhận thiết thác không ngờ mỉm cười, quay đầu nhìn người thanh niên kia cười nói, Phi Hổ, con đem cái chặn giấy trên bàn học đến đây. Chỉ chốc lát, Thiết Phi Hổ mang đến cái chặn giấy, nhìn thì 3 phân chiều rộng, 1 thước chiều dài. Hình như bằng đồng, trên mặt loang lổ vết loang gì. Ôi, Thụy Kỳ lần này, mặc dù đang ngủ cũng mở to mắt, trời xanh có mắt, trên đời này làm chuyện xấu, trời xanh có mắt. Thiết Thác vuốt ve cái chặn giấy, có chút không muốn. Cho cậu Thiết Thác đưa ra. Đây là vật mà ông quý, tôi không thể nhận. Diệp Phàm vội vàng từ chối, nói đùa, nhận lễ vật của người được gọi là sát thần, không phải muốn chết sao. Ha ha, năm đó tôi đi phá vụ án mạng, một ông cụ đã tặng cho. Nói là dòng họ nhà họ vẫn đặt trên bàn thờ, lúc đó còn nghĩ là đồ thờ, sau này mới biết hóa ra vật này để chặn bức tranh. Với dân quê mà nói thì thứ này không có tác dụng gì. Lúc đó tôi cũng không nhận, tuy nhiên ông cụ kiên quyết quá, nói không nhận sẽ bán đồng nát. Nhìn ông cụ như thế, không giống như đang nói dối. Không có cách nào tôi đành nhận, sau vài năm, không biết ông cụ hiện giờ có còn sống hay cô. Trên mặt Thiết Thác có vẻ trầm tư, một lúc lâu mới hồi phục trở lại, nói. Đương nhiên, lúc đó tôi cũng không có gì cho ông cụ, tiện tay viết cho ông vài chữ. Nói chuyện này để hy vọng cậu có thể nhớ kỹ 4 chữ trời xanh có mắt. Làm người, đi được, ngồi được, vì thương dân, vì mang lại lợi ích cho nhân dân Trung Hoa mới là đạo lý đúng đắn. Cậu hiện nay đã là chủ tịch huyện, lãnh đạo hàng chục vạn dân chúng. Ma Xuyên là một huyện cực kỳ nghèo khó, là huyện nghèo nhất của tỉnh. Kỳ vọng của tôi không cao, nào là dẫn dắt huyện tiến đến lên thứ 30 của tỉnh, chỉ là những hy vọng xa vời. Chỉ có một chút thôi, hy vọng cậu có thể làm cho nhân dân Ma Xuyên đều được ăn no mặc ấm, không có người chết đói, không để bọn nhỏ không được đi học. Hơn nữa, cá màu gà của cậu đích thực là tuyệt phẩm, nếu dùng tiền để tính thì cái chặn giấy bằng đồng này không đáng giá so với con cá của cậu. Cảm ơn. Diệp Phàm cẩn thận đưa hai tay nhận cái chặn giấy. Trong lòng lẩm nhẩm đọc trời xanh có mắt. Bí thư Thiết, cho tôi thời gian 2 năm, tôi sẽ làm cho huyện Ma Xuyên chen vào danh sách 80 huyện của tỉnh. Làm không được tôi sẽ về nhà bán khoai lang. Diệp Phàm ánh mắt kiên quyết, lúc này sung mãn đầy khí phách. Tôi sẽ chờ, Thiết Thác không nói nữa. Ra cửa chính, Diệp Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lời hứa của Thiết Thác, chuyện của Phương Viên cuối cùng đã được quyết định. Tuy nhiên, Thiết Thác nói 4 chữ trời xanh có mắt làm Diệp Phàm ngạc nhiên một phen. Các lãnh đạo lớn của tỉnh ủy đều có phong cách, Tề Trấn Đào tính tình táo bạo, với khí phách ngang ngược, Tống Sơ Kiệt rắn như thép, phù hợp với vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ của ông ta. Thiết Thác là người ân oán rõ ràng, một lòng vì dân, gắn cho ông ta 3 chữ tháp sát thần không phải sai. Trấn Thăng Thành ngay thẳng nhưng cũng ấm áp, mềm mại. Diệp Phàm vừa đi xuống chân núi vừa nghĩ. Chiêm Hùng, gần đây có khỏe không? Thiết Thác thân thiết hỏi, lúc này vẻ mặt rất hòa nhã. Cũng bình thường, em của anh đánh không chết, là mệnh con rán ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng cười sang sảng trong điện thoại nói. Ừ, vậy là tốt rồi, nghe nói cậu thích cá màu gà. Thiết Thác hỏi. Cái này, chỉ nghe nói qua chứ chưa thấy bao giờ, nghe nói là rất bổ, ai lại không thích. Thiết Chiêm Hùng vui vẻ đùa, đột nhiên giống như tỉnh ngộ hỏi, chẳng lẽ anh cả có. Ha ha, không ngờ tên Diệp Phàm kia mang đến hối lộ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, thật to gan. Thiết Thác cười nói. Chương 760, vị trí vừa ý. Hắn dám hối lộ sao? Ha ha, tuy nhiên, hắn đưa gì, anh đều nhận được, không tìm thì không tìm, cậu nhóc đó rất quỷ, chắc chắn định nhờ anh làm chuyện gì đúng không? Thiết Chiêm Hùng rất cao hứng, cậu nhóc này cuối cùng cũng chịu đến nói với anh mình. Cậu này thật ra, hiện tại làm chủ tịch huyện. Hậu sinh khả úy. Thiết Thác không kìm nổi thở dài nói. Làm chủ tịch huyện, không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi. Thiết Chiêm Hùng có chút kinh ngạc. Anh cũng rất ngạc nhiên, có hay không sự thông đồng,
một chủ tịch huyện 20 tuổi, tuổi mụ mới là 21 tuổi, thật sự có chút hoang đường. Ban tổ chức cán bộ làm gì vậy? Ôi, Thiết Thác còn tưởng Diệp Phàm có quan hệ gì rồi, trong lòng một số cán bộ trong ban tổ chức cán bộ còn có chút bất mãn. Chẳng lẽ lão Tề Điểm tướng Thiết Chiêm Hùng trong lòng phấn khích hiểu lầm? Tề Chấn Đào hẳn sẽ không thế. Nếu thật sự muốn Điểm tướng chắc chắn sẽ không sắp xếp đi Ma Xuyên, Thiết Thác bác bỏ suy đoán của Thiết Chiêm Hùng. Cái huyện Ma Xuyên đó, cậu nhóc này có phải là bị ám? Đến huyện đó muốn chết sao, Thiết Chiêm Hùng thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Phiền toái thì đúng là có phiền toái, tuy nhiên cũng là một cơ hội, đó là huyện nghèo nhất của tỉnh, nhưng là nơi hy vọng có thể có thành tích nhiều nhất. Ngọc không mài không đẹp, hắn còn trẻ, để hắn đi va chạm vài năm cũng không có vấn đề gì. Dù cho bị đâm đến máu chảy đầu rơi, cũng sẽ trưởng thành lên, Thiết Thác không bi quan như vậy. Ừ, cũng được, nếu không phải là cái huyện Ma Xuyên kỳ lạ đó, Diệp Phàm trẻ như vậy đi làm chủ tịch huyện ở nơi khác, sợ dân không phục. Huyện Ma Xuyên là một huyện bộ phận yếu, Thiết Chiêm Hùng cũng yên tâm suy nghĩ, thầm nghĩ, với bản lĩnh của cậu nhóc này, có thể lãnh đạo thiên hạ, Ma Xuyên chẳng lẽ đáng sợ hơn Diêm La địa phủ. Không chừng lại còn có thể làm nên chút chuyện gì đó. Nhưng, anh cả, anh dù sao cũng phải chiếu cố cậu ta một chút, cậu ấy còn trẻ tuổi, quan trường cũng chưa nhiều kinh nghiệm, có một chút sai lầm thì tiền đồ cả đời đều bị hủy. Nghe cậu nói cậu ta có bản lĩnh, lại không thiếu tiền, hầu hết cán bộ, đều đặt tiền, là trên hết. Nếu không thì, sắc, là trên hết, sắc thì trên đầu mũi đao. Tuy nhiên cậu ta còn trẻ, chưa có vợ, về việc này thì không có vấn đề gì, nhiều nhất là không hợp với các lãnh đạo thôi. Tôi ngược lại nghĩ cậu này khá bốc đồng, nghe nói ở Ngư Dương làm không tồi, chỉ mong ở Ma Xuyên cậu ấy có thể làm việc gì đó để nhân dân cả tỉnh nhớ đến, mới không uổng công sống một đời, Thiết Thác mặt không chút thay đổi nói. Còn nữa, cá rồng này chừng nào thì cậu cho người đến lấy, tôi sẽ nuôi trước. Bỏ đi, em muốn nếm thử hương vị, muốn đại bổ, em sẽ tự tìm đến chỗ cậu nhóc kia. Con cá này là cậu ấy cho anh yên tâm nhận lấy là được. Tuy nhiên, em nghĩ chắc anh đã đáp lễ rồi, ha ha, Thiết Chiêm Hùng hắng giọng cười. Tôi đã đưa cái chặn giấy trên bàn cho cậu ta, Thiết Thác thuận miệng cười nói. Thủy Kỳ Lân cũng được, nghe nói cái chặn giấy của anh giá trị vài chục ngàn, hiện tại hẳn là đồ cổ, trước kia anh cũng không cho em, hiện tại lại cho Diệp Phàm. Anh cả, anh là người coi nặng một bên, cá thì theo anh nói có thể đưa lên cấp trên, nghe nói ở lão tiền bối ở thủ đô, đặc biệt trong nhóm quân giới, trước kia đã nghe nói qua về con cá này, chính là không thấy được. Lần này có lẽ anh đã gặp may rồi, lãnh đạo ủy ban kỷ luật các anh, vẫn luôn bị bệnh, nghe nói con cá này chính là phương thuốc tốt. Hơn nữa, thang thuốc này đặc biệt tự nhiên, chờ thêm vài ngày để em tìm thêm thảo dược để phối hợp cùng, cũng có hiệu quả, Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt đột nhiên nghiêm trọng lên, chuyện liên quan đến tiền đồ của anh cả Thiết Thác ông ta cũng phải để ý. Ừ, Thiết Thác lên tiếng, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh năm nay 59 tuổi, không còn đầy một năm nữa ông ta sẽ về hưu, nếu nói Thiết Thác không có chút suy nghĩ nào, đó là nói dối. Làm quan, không ai không muốn chức vụ cao, mặc dù là quan thanh liêm thì cũng muốn thăng quan tiến chức. Hơn nữa, La Trường Giang cũng rất ủng hộ Thiết Thác, sớm đã đánh tiếng, xem ra sau khi về hưu Thiết Thác sẽ lên thay. Tuy nhiên, cái này cũng chỉ là tính toán của La Trường Giang. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh là tỉnh ủy viên thường vụ. Nguyên chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh đề cử tất nhiên là quan trọng, nhưng ý kiến của tỉnh ủy Nam Phúc cũng quan trọng không kém. Đặc hiện là nhân vật số 1 Quách Phác Dương mới là quan trọng. Đương nhiên, cái này có còn quyết định quan trọng ở thủ đô, tính toán của Trung ương mới là quan trọng. Vì chức vụ, Thiết Thác cũng phải hướng về phía Trung ương để mở rộng. Thật ra, từ một năm trước, Thiết Chiêm Hùng đã cố gắng tạo thế cho anh trai mình, có cơ hội nhìn thấy lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật của Trung ương đã bóng gió về anh mình, vì anh trai mình mà tính toán một chút. Đương nhiên, các đồng chí Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng hiểu một chút về thân phận của Thiết Chiêm Hùng. Tuy nhiên, dù sao, Thiết Chiêm Hùng ở trong quân đội, Ủy ban Kỷ luật là một bộ phận quyền lực, chưa chắc người ta đã nghe mình. Điểm này Thiết Chiêm Hùng cũng chưa biết làm thế nào, không phải là một cánh cửa. Mặc dù là một trưởng phòng, một người gác cửa bình thường cũng không chắc đã nghe mình. Địa vị của mình, còn không bằng người gác cửa của người ta, đây là sự thật. Đương nhiên, Thiết Chiêm Hùng cũng không thể quá lỗ liễu tạo lợi thế cho anh trai,
bởi vì tổ đặc nhiệm A có kỷ luật sắt. Anh hối lộ thì bộ phận giám sát của tổ đặc nhiệm A có thể để mắt đếm, nếu quá mức có thể sẽ cảnh cáo anh một chút. Nếu bọn họ đã ra mặt cảnh cáo anh thì lớn chuyện rồi. Cho nên, Thiết Chiêm Hùng cũng chỉ có thể là lén lút tạo thanh thế cho anh trai, phải biết quan hệ của Thiết Thác với Trung ương cũng không phải tốt. Việc này là do tính cách của anh ta. Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật Trung ương có một phó bí thư khá coi trọng anh ta, nói cách khác, vị trí của Thiết Thác lúc này xem ra không được bảo đảm. Bởi vì những người bị anh ta kéo xuống ngựa đều là những cán bộ có hoàn cảnh không tầm thường, ẩn tình này nếu cùng vồ đến thì khá mạnh mẽ. Người ta sẽ nói nào là đồng chí Thiết Thác không để ý tình hình chung của địa phương, cố ý làm sai, phá hủy sự phát triển kinh tế cân bằng của địa phương, rồi thì chỉ chăm chăm lo cho thành tích của mình. Trước kia, Thiết Chiêm Hùng đã có một lần ngăn cho anh ta không bị gì. Cũng có thể nói nếu không có Thiết Chiêm Hùng thì Thiết Thác đã sớm về nhà bán rau rồi. Ủy ban kỷ luật là một bộ phận đặc thù, xét xử đều là quan chức. Đặc biệt Ủy ban kỷ luật tỉnh, xét xử đại bộ phận là quan chức cấp sở, đến quan chức cấp phó của tỉnh Thiết Thác cũng từng làm ngã một người. Cán bộ đều có người đứng sau, bọn họ đều có nền tảng. Đặc biệt là có những người nền tảng của bọn họ vững vàng, có người để bao che khuyết điểm cho mình. Giờ anh lại chặt đứt một cánh tay đắc lực của người ta, sao người ta không hận anh? Trên mặt không nói ra, nhưng sau lưng lúc mấu chốt của việc đề bạt anh, họ sẽ không khác gì là chém anh một nhát. Giống như Thiết Thác đem sử quan chức cấp phó tỉnh, người mà sau lưng có bóng dáng của một dòng họ hạng hai ở thủ đô. Dòng họ hạng hai này có lẽ không thể kiên trì chịu đựng trong các dòng họ hạng nhất ở thủ đô giống như nhà họ Triệu, nhà họ Tào, nhà họ Trấn, nhà họ Phượng và nhà họ Đại, nhưng đối phó với một dòng họ Thiết Thác cần bao nhiêu sức lực. Diệp Phàm vừa đi xuống núi, đột nhiên phía sau có tiếng gọi, chú Diệp khi đầu lại, không phải là con trai của Thiết Thác Thiết Phi Hổ thì là ai, cậu nhóc này đang cố chạy mồ hôi ướt hết đầu. Người anh em, có việc gì sao? Diệp Phàm cười cười, cũng đoán được chút gì đó. Đoán là Thiết Chiêm Hùng đã thổi phồng về mình với cháu trai một hồi rồi, cậu nhóc này muốn theo mình để hỏi gì đây? Không dám, chú Diệp, chú gọi cháu là Tiểu Hổ được rồi, chú với chú cháu có quen biết, cháu không dám nhận anh em với chú, nếu không, chú cháu sẽ rút xương cháu. Thiết Phi Hổ trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hơn nữa còn giống như phản xạ có điều kiện, nhìn xung quanh một vòng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn gì, không có ai, Diệp Phàm thấy buồn cười, không ngờ cậu này lại sợ Thiết Chiêm Hùng đến vậy, hắn sợ cha cậu ta chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Thiết Thác nhưng không sợ đến nỗi thế, có lẽ chính là thân tình thủy nhiên. Ha ha, chú Diệp không biết, chú cháu xuất quỷ nhập thần, không chừng từ đây xông ra. Nếu ông ấy nghe thấy cháu gọi bậy, vậy thì nguy to. Thiết Phi Hổ trong lòng còn sợ hãi này cũng không phải giả vờ. Hả, chú của cậu đáng sợ như vậy sao? Ngược lại tôi không cảm thấy như vậy, Diệp Phàm gãi gãi đầu, không nghĩ đến việc Thiết Chiêm Hùng còn có vẻ mặt khác làm người ta thấy sợ. Ha ha, chú Diệp, chú là anh em kết nghĩa với chú cháu. Cháu nghe chú cháu nói chú thân thủ rất tốt, chắc chắc có trình độ ngũ đẳng. Thế nào, nếu đã đến nhà cháu, có phải nên để lại mấy chiêu không, lại có cháu là cháu của chú có phải không? Cậu nhóc này thật đúng là da mặt dày, không ngờ tự xưng là cháu, về tuổi tác phỏng chừng không thể nhỏ hơn Diệp Phàm được. Có thể đá vỡ mấy khối nặng gạch, Diệp Phàm tự nhiên cũng phóng đại lên, ở chỗ khác không dám nói lớn, về thân thủ võ thuật hắn có chút tự đắc. Đặc biệt đối với thân thủ của Thiết Phi Hổ trước mặt. Hai khối gạch đều đánh gãy, nếu đổi thành gạch hồng đi. Chú cháu nói, xem ra còn chưa đến nhị đẳng, theo trình tự, cũng chính là luyện kình bậc. Ôi, Thiết Phi Hổ thở dài, vẻ rất mất mát, chú Diệp, chú giúp cháu một phen nhé. Chỉ cần có thể được tam đẳng, về sau cháu nguyện lăn lộn theo chú. Tam đẳng, khó, Diệp Phàm giật mình, liếc mắt nhìn Phi Hổ một cái, xem ra tư chất này cực kém. Nếu không, dựa vào ông chú Thiết Chiêm Hùng sao lại không thể giúp được cậu ta lên một chút. Chương 761, không tiếp cận được với bố thì tiếp cận với con. Ôi, cháu biết ngay mà. Chú nói, tư chất của cháu kém nếu dùng thuốc để cưỡng ép xem là sẽ thành phế nhân, chỉ có thể dựa vào chính mình để luyện tập. Tuy nhiên, luyện đến lúc nào, chỉ với tố chất của cháu, xem ra 10 năm vẫn kém cỏi, còn lăn lộn cái gì. Cho nên... Chú cháu cũng nói, cháu chỉ có thể ở báo săn đánh bóng, sang năm cho cháu cái thượng úy rồi về địa phương, làm ngành công an hoặc kiểm sát đều được. Nếu lăn lộn quân đội bình thường cũng được,
chính là vì ở báo săn không có tiền đồ. Chỉ tiêu sát hạch của báo săn, võ thuật là chỉ tiêu cứng nhắc. Điểm này, mặc dù chú cháu cũng không thể làm gì. Phải có thân thủ tam đẳng, đợi cho cháu có thân thủ tam đẳng thì có lẽ râu đã bạc trắng hết rồi. Thiết Phi Hổ vẻ mặt uể oải, nói xong thì cả người ngồi xuống, ôm đầu giống như rất khổ sở. Nói cũng phải, thế thì cậu cứ bỏ báo săn, về địa phương đi. Anh Thiết nói rồi, đi lăn lộn ở quân đội bình thường cũng được. Dựa vào sức mạnh của chú cậu, qua mười mấy năm, cho cậu quân hàm thượng tá thậm chí là đại tá chắc chắn không thành vấn đề. Diệp Phàm khuyên nhủ. Đối với tình huống này, Thiết Chiêm Hùng cũng chưa có biện pháp, mình xem ra cũng không luôn. Nếu có thì cũng không ngại giúp cậu ta một hồi. Thông qua cậu ta còn có quan hệ tốt với Thiết Thác, cũng không mất một con đường. Thiết Thác mặc dù công minh thế nào, nhưng với người thân còn có thể sao? Huống chi, Thiết Thác xem ra cũng không phải loại người khó lay chuyển, nếu không đã không ngồi được ở vị trí này. Hơn nữa, bí thư Thiết thái độ thế nào? Cha cháu, ông có thể nói gì, vẫn giục cháu về địa phương. Nói là ở báo săn không có tiền đồ thì dựa vào đó làm chi, không nói là thêm phiền cho chú mà còn mất mặt nhà họ Thiết. Thiết Phi Hổ vẻ mặt bất lực nhìn Diệp Phàm, giống như đứa trẻ đang chờ chia phần trong nhà trẻ. Hơn nữa, cha cháu cũng ra thông điệp cuối cùng, nếu năm nay không đạt yêu cầu của báo săn, cháu phải về địa phương. Đây cũng là vấn đề. Diệp Phàm lâm vào trầm tư, thật lâu sau, nhìn Thiết Phi Hổ một cái, cười nói. Quay về địa phương cũng không tồi mà, cậu định làm gì? Cháu chưa nghĩ ra, cũng không phải không nghĩ đến việc quay về địa phương, chính là giọng điệu này không nuốt được. Người ta sẽ nói là cháu bị báo săn đá đi. Nếu công lực có thể nâng lên, cho dù là quay về địa phương cũng được nở mày nở mặt. Thiết Phi Hổ đột nhiên đứng lên, hét lên một tiếng, sợ đến mức một đôi tình nhân đang đi qua vội vàng nghiêng mình đi qua, đi xa rồi còn trừng mắt nhìn Thiết Phi Hổ, tưởng mình gặp người du thủ du thực. Nhìn cái gì mà nhìn, muốn đánh phải không? Thiết Phi Hổ hét lên một tiếng nữa, đá một chiếc hộp trên mặt đất đi. Quân nhân cái nỗi gì chứ, lưu manh thì có ấy. Phía xa người thanh niên ôm bạn gái nói thầm một câu, không ngờ bị Thiết Phi Hổ nghe thấy được, một bước ngang sang bên cạnh, định đánh người. Quay lại, đủ chưa hả, một chút dáng vẻ cũng không có. Diệp Phàm hừ một tiếng, chân Thiết Phi Hổ đang trên không trung vội dừng lại, đương nhiên, người thanh niên kia cũng bị bạn gái kéo lại. Đi lên xe. Diệp Phàm hừ một tiếng, cảm giác cậu nhóc này cũng thật đáng thương, sau sẽ bàn lại. Và lại, anh Thiết đối với mình ân trọng như núi, giúp cháu anh ấy cũng giống như giúp chính mình. Hai người nhằm thẳng nhà họ Diệp ở Sở Thiên mà đi. Sân thật lớn, không thể tưởng tượng được chú Diệp lại nhiều tiền như vậy. Khi đi trên đường núi Thiết Phi Hổ không ngừng trầm trồ, hơn nữa, giọng rất kỳ lạ, xem ra nghĩ Diệp Phàm là tham quan ô lại. Nhớ kỹ, cậu là người thứ hai tôi đưa đến đây, tuyệt đối thể cho bất cứ kẻ nào biết. Chính chú cậu cũng không biết tôi đang ở đây, có thể làm được không? Vẻ mặt Diệp Phàm rất nghiêm trọng, giống như oai phong dặn dò. Đánh chết cũng không nói, kể cả là cha cháu. Thiết Phi Hổ không ngờ chào theo nghi thức quân đội nói. Trong lòng cũng thầm nghĩ chú Diệp trẻ tuổi như vậy, không ngờ có tòa nhà cổ, chẳng lẽ chú ấy là tham quan hay sao? Nghe nói hắn chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch huyện, hiện tại vừa mới được thăng chức chủ tịch huyện, một phó chủ tịch huyện có thể có được tòa nhà mười mấy triệu, thật có bản lĩnh. Điều này nếu cho cha mình biết, chắc sẽ đưa ra xử. Tuy nhiên, có lẽ chú ấy kiếm tiền từ đường khác. Ha ha, có phải thấy tôi là đại tham quan? Diệp Phàm đương nhiên cũng cảm nhận được sự nghi ngờ của cậu nhóc này, rõ ràng phải làm rõ, nếu không, trong lòng cậu nhóc này không chừng sẽ oán thầm mình. Ha ha, tham cũng không việc gì, cháu sẽ không nói. Dù sao Trung Quốc chúng ta có mấy cán bộ không tham, chỉ có điều tham nhiều hay ít, có biểu hiện ra hay không thôi. Thiết Phi Hổ đưa mắt nhìn. Ha ha, việc này là do lúc tôi còn là một phó chủ tịch thị trấn, dùng thảo dược cứu con của một ông chủ Hồng Kông nên ông ta tặng cho. Nếu không, tôi tham nhũng lấy toàn bộ huyện Ngư Dương, cũng không thể làm được tòa nhà này. Còn nói đến tham nhũng. Quả thật trong cán bộ đảng của chúng ta có rất nhiều tham quan, nhưng cũng có nhiều người giống như cha cậu vậy, là quan thanh liêm. Diệp Phàm cười nói, vừa thật vừa giả. Cháu hiểu rồi, nước quá trong sẽ không có cá. Toàn bộ là quan chức thanh liêm thì cha cháu sẽ thất nghiệp.
Tuy nhiên cha cháu thường than tiền lương công chức thật sự rất thấp, cán bộ có danh nghĩa là công bộc của người dân nhưng dù sao họ cũng là cán bộ, sao có thể yêu cầu họ có cuộc sống bình thường như dân chúng được. Nói một cách đơn giản khác, thì người dân bình thường thì hút loại thuốc lá đại tiền môn chỉ hơn một tệ, giờ bảo một thư ký của chủ tịch huyện hút loại thuốc này thì tự nhiên người ta sẽ cảm thấy bị mất giá trị. Để khỏi bị mất giá trị, thì người ta sẽ chọn loại thuốc xịn hơn. Thuốc xịn thì tự nhiên có người đến biếu. Người ta đến tặng đồ tốt cho anh, thì đương nhiên anh cũng phải giúp người ta một việc. Dần dần thì thành vấn đề lớn rồi. Vả lại, cho dù anh muốn hút loại thuốc rẻ tiền đại tiền môn, nhưng cấp trên của anh, cấp dưới của anh người ta đều hút phủ dung vương. Người ta sẽ coi anh ra cái gì chứ? Cho nên, như vậy trên dưới làm theo, người trước theo người sau. Anh không nghĩ đến việc tham nhũng thì cũng chỉ có thể theo dòng nước lớn, nếu không, anh chính là người ngoài cuộc, cuối cùng sẽ rơi vào hoàn cảnh người bị xa lánh, rơi ra khỏi vòng quay. Vì không muốn để bị xa lánh, bị đẩy ra bên cạnh, anh buộc phải theo dòng lớn. Đây là chính là việc rất nhiều quan chức trước đó là quan thanh liêm nhưng sau đó trở thành quan chức tham nhũng, sau này bị xét xử thì hối không kịp. Giống như cha cháu, người ta thường nói là khác người. Tuy nhiên, cha cháu cũng vẫn nhận một ít thuốc rượu mà bạn bè tặng. Cán bộ đảng mà đến cả thuốc hay rượu cũng không nhận cũng quá là không biết điều, có qua có lại thôi. Người thì dù sao cũng phải sống, nếu quá khác người thì sẽ thành biến dị, ha ha. Đây là ngụy biện nhưng ngược lại cũng có điểm đúng, ngay cả Diệp Phàm nghĩ lại cũng thấy có vẻ đúng. Sau khi kiểm tra tình hình kinh mạch của Thiết Phi Hổ cả nửa ngày Diệp Phàm không nói gì, sắc mặt rất nghiêm trọng. Cảm giác kinh mạch của cậu ta rất hẹp, làm cho hơi thở quá chậm, hoặc lúc nghiêm trọng còn có hiện tượng tắc nghẽn, hèn gì không thể nhanh tăng tiến công lực. May mắn Thiết Chiêm Hùng cũng hiểu được điểm này, nếu không, mạo muội sử dụng lôi âm cửu long hoàn, như thế này bị viên thốc kích thích lao đến. Giống như mãnh hổ xuống núi. Kinh mạch toàn thân của cậu nhóc này bị phế đi, cuối cùng trở thành phế nhân, cái này rất bình thường. Đây là thể chất trời sinh, người bình thường đều có thể chất này. Mà người luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc đương nhiên cần nhất là tố chất trời phú, người có thể chất bình thường luyện võ công tiến triển chậm. Hơn nữa không thể đạt đến đẳng cấp cao, có thể luyện đến tam đẳng là đỉnh điểm. Cho nên, Tổ đặc nhiệm A vẫn muốn bồi dưỡng một nhóm các cao thủ cho để làm lực lượng kế cận cho mình. Tuy nhiên, bởi vì tố chất trời sinh có hạn, tổ đặc nhiệm A cũng chỉ có thể trách ông trời thích bông đùa. Đương nhiên, xem ra ông trời cũng có suy nghĩ, cho nhiều các cao thủ thì thế giới sẽ loạn. Cho nên, lẽ trời tự nhiên không phải người có khả năng thay đổi, có thể thay đổi thì sẽ thành người thay đổi mệnh trời. Tổ đặc nhiệm A của nhà nước cũng phải mất một phen suy nghĩ. Trong cả nước, thậm chí trên phạm vi cả thế giới đều tuyển người tốt, tuy nhiên kết quả thật là đáng thất vọng, trên cơ bản người có thể luyện đến tứ đẳng trở lên trong mấy chục ngàn người khó tuyển chọn một người. Hơn nữa, một đất nước lớn như vậy, sao có thể biết ai tốt, ai kém? Điều này khá trừu tượng. Tổ đặc nhiệm A đương nhiên nghĩ ra một số biện pháp, ví dụ như thông qua sát hạch thể lực, kiểm tra gì gì đó và kiểm chứng lại, nhưng cái này cũng chỉ là bên ngoài cho nên... Nghiên cứu sinh lý là nhiệm vụ quan trọng của tổ đặc nhiệm A. Tổ khoa học năng lượng của nhà nước chính là làm việc này. Tuy nhiên, tiến triển rất chậm, hoặc là nói căn bản chưa có tiến triển gì. Nếu không, lôi âm cửu long hoàn của Diệp Phàm bọn họ cũng sẽ không làm bảo bối. Hơn nữa, chính vì sử dụng lôi âm cửu long hoàn có rất nhiều hạn chế, công hiệu cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa, không đạt tới độ thuần khiết, và lại... Lôi âm cửu long hoàn cũng không có cách nào tăng sản lượng, ngay cả Diệp Phàm bây giờ cũng không tìm được cho mình một viên. Bởi vì chế ra viên thuốc này cần trời đất nhân hòa. Các loại thảo dược đều cần vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Xem ra trên toàn thế giới cũng không tìm thấy vài loại này. Giống như Thái Tuế từ trong cổ mộ triều Đường, tổ đặc nhiệm A lớn như vậy mà không tìm thấy loại dược liệu này, đừng nói đến người thường. Cho nên, với người có thể chất bình thường, luyện 100 năm khó đạt đến tứ đẳng. Hơn nữa, bồi dưỡng một cao thủ, tốn ít nhiều sức lực, vật lực và tài lực. Một cao thủ tứ đẳng, xem ra đều dùng vàng đôi đi ra, không thể so sánh với đào tạo một phi công. Gần đây nghe nói, tổ đặc nhiệm A cũng muốn mở rộng, thay thế các thành viên thương vong, ban đầu 50 người, rồi còn 45 người, 5 người kia chết 2, bị thương nặng 3 người. Trong đó có một người bị thương nghiêm trọng, toàn thân tê liệt.
hai người khác công lực khó khôi phục lại tới hàng nhị đẳng, chỉ có thể trở thành quân nhân bình thường, hoặc trở về địa phương công tác. Mặc dù là như vậy, tổ đặc nhiệm A cũng không muốn giảm yêu cầu, muốn trở thành thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, có một chỉ tiêu cứng nhắc là võ thuật phải đạt đến bậc tứ đẳng, cho nên, Tề Thiên bây giờ còn chưa đạt được, chỉ có thể là đội viên dự bị. Chương 762, không ngờ dám nhận lễ. Cũng có lãnh đạo cấp cao trung ương đề xuất có thể tiếp nhận người có hàng tam đẳng, như vậy số người sẽ không ít. Tuy nhiên lãnh đạo của tổ đặc nhiệm A và lãnh đạo nhà nước đã bác bỏ không cần suy nghĩ. Thành viên của tổ đặc nhiệm A là tinh anh của những tinh anh, tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Nếu không thì hậu quả không thể lường được, sẽ tạo thành quyền lực quá độ nhưng bên trong mục nát. Hơn nữa nhà nước còn dự định thu lại quyền lực của tổ đặc nhiệm A. Lấy tinh anh là chính, đường lối tinh anh, theo hành động bình thường của quân đội. Ví dụ như, tổ số 8 của tổ đặc nhiệm A, chính là tổ đóng tại Vịnh Lam Nguyệt kia, nhân viên có thể không cần nhiều lắm, một khi người đứng đầu đến, có báo săn bên ngoài phối hợp. Cũng chính là đem nhiệm vụ cụ thể của tổ đặc nhiệm A giao cho bộ đội đặc chủng, bọn họ có thể điều những nhân vật hàng đầu đi. Đương nhiên, nhiệm vụ cực kỳ bí mật thì cần bọn họ ra tay. Dĩ nhiên sẽ giảm bớt số lần ra tay của bọn họ, có thể cam đoan thành viên của tổ đặc nhiệm A an toàn. Số lần ra tay càng nhiều thì thương vong nguy hiểm càng lớn. Thế nên, nguy cơ thương vong sẽ nằm ở đơn vị phối hợp với tổ đặc nhiệm A, giống như báo săn có cả bộ đội ở trong. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của nhà nước, vì tổ đặc nhiệm A thành viên quá ít, so với gấu trúc là của quý của đất nước còn ít hơn. Chỉ có 40 người, trên toàn thế giới, mấy quốc gia sắp xếp một người. Hơn nữa trong nước là quan trọng, mỗi châu lục đều bố trí một người. Đương nhiên, một số quốc gia lớn trên thế giới, tổ đặc nhiệm A chắc chắn có người ở đó. Nước đó chắc cũng vậy. Diệp Phàm dùng một kình lực rất lớn, vẫn phải bận rộn đến nửa đêm, mới dùng thuật kim châm càn nguyên cho Thiết Phi Hổ, thiếu chút nữa mệt đến liệt người. Lúc Thiết Phi Hổ mở mắt ra, cơ thể dường như không giống. Tự nhiên mồ hôi ướt hết đầu giống như mới chui từ dưới nước lên. Cảm ơn chú Diệp, cháu ghi nhớ trong lòng. Thiết Phi Hổ có chút kích động. Đừng nói gì, đi vào trong, lập tức dựa theo phương pháp vận khí mà chú Thiết đã dạy để vận khí. Diệp Phàm dặn dò. Rạng sáng, Thiết Phi Hổ tỉnh táo lại, dường như cảm thấy trên người sức lực sung mãn bùng nổ. Đi ra sân đá một hồi rồi hãy về. Đem kinh lực còn dư xuất ra ngoài nếu không sẽ làm mình bị thương đấy. Diệp Phàm giải thích. 4 giờ sau Thiết Phi Hổ đã trở lại. Rất cung kính nói. Chú Diệp, cháu cảm thấy khí lực gia tăng, tuy không đặc biệt rõ ràng, nhưng thật sự là có tăng, có phải cháu có thể hy vọng không? Ừ, có gia tăng đã nói lên có hy vọng, tuy nhiên, cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Tố chất của cậu kém một chút, từ từ sẽ được. Tôi vừa cho cậu ăn là thịt chăn và một số dược liệu. Làm được thịt này thiếu chút nữa tôi phải đổi mạng. Cậu cố gắng giữ gìn đừng làm hỏng là được rồi. Mặt khác, tôi đã làm thêm vài thứ, cậu cầm lấy đi, bảo mẹ cậu từ từ sắc, nhất định phải sắc cho dược tính ra, không được 12 tiếng thì không được dừng lại. Lúc đầu thì cho nhiều nước một chút, đến khi còn một chén thì uống. Mỗi nửa tháng uống một lần, không được sai, nhất định phải làm đúng. Diệp Phàm cẩn thận giải thích một phen, Thiết Phi Hổ lòng đầy hy vọng. Con về rồi. Vừa mới mở điện thoại lên, Thiết Phi Hổ nhìn thấy cha mình đang ngồi trên sofa, đèn cũng chưa bật, nhìn dáng như đang chờ gã. Vâng, vừa rồi cùng chú Diệp học một số vấn đề. Thiết Phi Hổ nhẹ nhàng đặt gói thịt chăn lên bàn, cũng không giấu giếm cái gì. Con còn nhận cả đồ của người ta, cha không phải. Thiết Thác vẻ mặt trầm xuống, đang muốn tức giận. Thiết Phi Hổ đã cướp lời nói. Đây là ít thuốc chú Diệp cho con, bên trong là một ít thịt chăn, chú Diệp nói, đây là do chú ấy thiếu chút nữa mất mạng đổi lấy, nói là có thể trợ giúp cơ thể của con. Chú Chiêm Hùng cũng nói thân thể của con không thể cứu, cậu ta có thể sao? Thiết Thác có vẻ không tin. Thật sự là có thể, vừa rồi con ăn một bát, chú Diệp châm cho con, sau đó cơ thể con cảm thấy tốt hơn nhiều. Hơn nữa, khí lực cũng lớn hơn không ít. Thiết Phi Hổ nói xong còn khua khua nắm tay. Hay là hỏi chú con trước khi ăn, đừng ăn rồi hỏng mất thân thể. Thiết Thác vẻ mặt thận trọng, thật sự đối với tình hình cơ thể con trai, Thiết Thác cũng không có cách nào. Không hề nghĩ con mình có thể nở mày nở mặt.
khi Thiết Chiêm Hùng nghe đến việc ăn thịt chăn vẻ mặt kinh ngạc, mắng. Nhóc này, không cho chú mày một ít. Chiêm Hùng, Phi Hổ là người bệnh, người ta cho nó để bồi bổ cơ thể, chú hiện tại đã khôi phục, còn bổ cái gì? Thiết Thác cười nói. Anh có thể không biết, theo Phi Hổ tả, thì chăn này chắc chắn không đơn giản. Có thể làm thương đến cậu Diệp ít nhất cũng mấy trăm năm. Đây tuyệt đối là cực phẩm, tiền tài đều không đổi được. Em thích ăn nhất, mặc kệ, phải được một ít rồi nói sau, chắc là chỗ anh còn giấu. Thiết Chiêm Hùng có chút tức giận, tắt điện thoại. Diệp Phàm vừa nằm xuống, điện thoại liền reo vang. Vừa mở máy, đầu dây bên kia Thiết Chiêm Hùng đã mắng. Tôi nói với ông em, có thứ tốt cũng không xách cho anh Thiết một chút sao? Có thứ gì tốt, Lôi Âm Cửu Long Hoàn giờ em cũng không có, còn Xuân Cung Hoàn cũng không có, ôi! Diệp Phàm vội vàng kêu nghèo, đương nhiên hắn thật sự không có. Không phải cái đó, còn giả bộ không hiểu để lừa tôi sao, con chăn kia xem ra rất lớn, anh không cần nhiều, chỉ một thước là được. Thiết Chiêm Hùng ha hả cười gượng, lòng ham muốn này chắc có thể làm Diệp Phàm nghẹn chết. Một thước dài, em nói anh biết, anh cũng dám mở lời sao? Diệp Phàm thiếu chút nữa nhảy dựng ra khỏi giường. Gần đâu có thịt chăn này thiếu chút nữa có thể thay thế Lôi Âm Cửu Long Hoàn, sao có thể mang cho bên ngoài. Diệp Phàm còn đang tính toán xem có thể dùng thêm các dược liệu khác để chế tạo ra Lôi Âm Cửu Long Hoàn. Chính hắn đang muốn bồi dưỡng ra vài người trình độ đạt đến tam đẳng, bình thường dùng cũng tốt. Mỗi một thước cậu kêu cái gì, cậu nói thử cho tôi nghe xem con chăn này đã bao nhiêu năm. Thiết Chiêm Hùng không cảm giác là mình ra mặt dày, thẳng thừng tra hỏi. Thật sự, cũng không phải nhiều năm, đoán là khoảng 200-300 năm. Diệp Phàm cảm thấy muốn giấu giếm cũng không được, Thiết Chiêm Hùng có khả năng lớn, lấy thịt chăn từ chỗ Thiết Phi Hổ đem đến tổ đặc nhiệm A xét nghiệp, không thể tránh được mắt xanh của anh ta. Tổ khoa học năng lượng không phải chỉ là một đám người thích khoe khoang, người ta có gì kỳ lạ chưa thấy bao giờ, tổ khoa học năng lực chính là nghiên cứu cơ cấu bên trong. 300 năm, tốt, sống lâu như vậy, thịt con chăn này xem ra toàn bộ đều hóa thành sâm núi mấy trăm năm. Cậu đừng nói với tôi con chăn này mới có 2-3 thước dài, đó là nói dối. Thiết Chiêm Hùng không nể nang chút nào. Dài có đến 10 mét, tuy nhiên lúc đó em vì tình thế cấp bách liên quan đến tính mạng, nên cho lăn từ trên núi xuống. May mắn còn lấy được mạng này về, nếu không thì không còn nhìn thấy anh. Tuy nhiên, thịt chăn kia cơ bản đều bị nát hết. Hơn nữa, hôm đó trời khá nóng, em bị hôn mê trong sơn cốc 2 ngày mới tỉnh lại. Vì vậy mà chỉ cắt mấy chỗ thịt ngon về, còn lại thì đều có giỏi hết rồi, tiếc thật. Tuy nhiên, đã chuẩn bị một phần cho anh, nhưng chắc chắn không được một thước. Anh nhanh chóng bảo người xuống lấy, em sợ giữ không tốt sẽ hỏng. Tổng bộ hắn có biện pháp bảo toàn, em là dân thường, không có tủ đông. Diệp Phàm giả bộ đứng đắn, nói dối. Đương nhiên, hắn biết Thiết Chiêm Hùng cũng không có khả năng tin tưởng hết. Quả nhiên, anh ta liền hắng giọng cười nói. Được rồi, ngày mai tôi sẽ bảo Trương Cường trực tiếp cử người mang đến thủ đô. Nghe Phi Hổ nói cậu đã làm nó tăng công lực. Chính là do thịt chăn, xem ra có thể gia tăng một chút công lực, cho nên, cuối cùng em cho Phi Hổ một chút đem về. Duy trì lâu dài, hẳn là có tác dụng, tuy nhiên, không thể trong 2 năm đã vọt lên tam đẳng. Diệp Phàm nói thật tình hình thực tế. Vậy là tốt rồi, cậu nghĩ chu đáo lắm, Phi Hổ thì tôi nói với cậu, nếu nó không nghe lời thì cậu cứ đánh nó, cứ coi như con cháu trong nhà. Chúng ta còn xa lạ gì? Thiết Chiêm Hùng cười gượng trên điện thoại. Tất cả đều là bọn cướp. Diệp Phàm nằm trên giường mắng một câu, chuẩn bị ngủ bù, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút không được. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy dục đến Ma Xuyên ngay, nói là bên Đức Bình lại gọi điện thoại đến, yêu cầu hắn hôm nay phải đưa tin. Tuy nhiên bị Diệp Phàm từ chối. Điện thoại lại vang lên. Hoàn toàn không để yên, xui xẻo. Hắn mắng một câu, Trương Cường gọi đến, hỏi chỗ có thể gặp hắn để lấy thịt chăn. Đòi mạng sao Trương Cường, để ông mày nghỉ ngơi một chút không được sao? Diệp Phàm tức giận văng tục. Ha ha, phó soái, đoàn trưởng Thiết ra lệnh, tôi là cấp dưới, cũng không có cách nào khác. Quân lệnh như sơn, đoàn trưởng Thiết còn nói, thủ trưởng Trấn cũng muốn biết một chút về con chăn mấy trăm năm, cho nên, cái này. Trương Cường ấp a ấp úng, hình như có gì đó. Này cậu, có gì mau nói. Nói rông dài cho phiền.
Diệp Phàm tức giận hừ nói, hắn với Trương Cường không có gì so đo, người cùng một nhà. Có thể hay không, ha ha, cho em một chút để nếm thử, một chút ha ha, để nếm thử. Cậu ta cuối cùng cũng giấu đầu hở đuôi, hóa ra chính mình cũng đang muốn thịt chăn kia. Mẹ kiếp, tôi sắp biến thành con chăn rồi, từng người đến xẻ thịt thế này. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng, miệng nói. Cho cậu một miếng bằng bàn tay. Cảm ơn phó soái, tên họ Tạ kia để bà thất bại, ha ha. Trương Cường cười nói. Làm tốt lắm, cho cậu một miếng nữa để cho quân đoàn trưởng cố, cho dù là tôi có ân tình này với ông ta. Nhân tiện tôi đem thảo dược phối hợp bảo ông ta phải sắc vài tiếng đồng hồ, từ từ sẽ thành vật rất bổ. Tốt nhất là phân ra vài lần ăn, mỗi lần hai đầu ngón tay là đủ rồi, nhiều quá thì buổi tối việc kia phải tìm tới mấy người mới giải quyết được. Diệp Phàm giật mình vui sướng, xem ra nhà họ Tạ lần này đã bị đánh lớn. Tạ Khai Lâm mất đi cơ hội thăng hàm thiếu tướng, cơ hội đề bạt phó quân đoàn trưởng, việc này với ông ta chắc chắn là đòn đả kích lớn. Chương 763, đó là vấn đề có thứ tự. Biết rồi, tôi sẽ nói với quân đoàn trưởng, để ông ấy hiểu. Tuy nhiên, đoàn trưởng Thiết nói hiện nay thủ trưởng Trấn cũng biết về thứ này, có phải cũng có cái gì đó, có một chút để tỏ thành ý là được rồi. Trương Cường ngượng ngùng gãi gãi đầu, thiếu chút nữa làm Diệp Phàm tức chết. Bọn cướp, đúng là bọn cướp. Diệp Phàm nằm trên giường gào lên, tới mức Mai Tử ngủ ở phòng bên cũng chạy tới, nghĩ là có chuyện gì. Ừ, không có việc gì, Mai Tử, cứ ngủ đi. Diệp Phàm thuận miệng nói. Mai Tử. Anh Diệp này, buổi tối lại có Mai Tử tiếp Trương Cường sau khi nghe qua điện thoại trong lòng kinh thường nghĩ. Nghe phó soái Diệp nói, thịt chăn hình như là vật tráng dương, thứ tốt, mang về ăn một bát, thì con gái theo ta. Được rồi, cũng mang cho thủ trưởng Trấn đi, coi như tôi xui xẻo. Phải giữ bí mật chút đấy, nếu không, tôi đau chết mất. Diệp Phàm tức giận hừ định ngắt điện thoại, nhưng Trương Cường đã nói. Cảm ơn, không dám làm phiền. Anh cùng cô nàng Mai Tử có hợp không? Hợp cái cầu, cậu. Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn, tức đến mức quăng điện thoại. Tuy nhiên, ngày hôm sau Trương Cường cực kỳ hứng thú tự mình đến lấy thịt chăn nhưng có chút sửng sốt, xoa xoa mắt nhìn lại lần nữa, liếc nhìn phó soái Diệp Phàm một cái, rốt cuộc không nhịn được, hỏi nhỏ. Phó soái, không phải cho một miếng bằng bàn tay sao, sao mới chỉ có 3 phân chiều rộng? Ha ha! Đây không phải là một cái bàn tay sao? Một bàn tay của một đứa nhỏ đó thôi. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Hiểu rồi. Trương Cường miệng giật giật vài cái, nói không nên lời. Tuy nhiên, cậu ta nhìn cái hộp của Trấn Đông Hải, chiều rộng phải bằng 5 đầu ngón tay, không khỏi lẩm bẩm. Xem ra, miếng của thủ trưởng Trấn là bằng bàn tay người lớn, của mình là bàn tay trẻ con. Đúng là keo kiệt thật. Tuy nhiên Trương Cường không dám rông dài. Buồn bực đi. Đừng nhìn chỉ có thế, đủ cho cậu uống vài lần. Đừng làm cho buổi tối không được dài. Nhất định phải dặn dò quân đoàn trưởng cố, một lần đừng dùng nhiều lắm, chỉ một ngón tay là đủ. Diệp Phàm đứng phía sau giải thích. Hiểu rồi. Trương Cường trên mặt cung kính, trong lòng thầm oán. Bằng đó thì còn phải chia nhiều lần, mình nhắm rượu một lần còn chưa đủ, giải thích cái dám anh ta mới hết giận, hừ. Tuy nhiên. Ở trong xe, Trương Cường nhìn một chút hộp thịt chăn của quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ sau đó bình thường trở lại, ông ta không khác gì cái của. Ừ, ít nhất phó soái cũng cho mình và cán bộ cao cấp bằng nhau, coi như còn nể mặt, thủ trưởng Trấn là thượng tướng, hẳn là bằng bàn tay. Tuy nhiên thủ trưởng Thiết lại không phải thế, của ông ta một thước dài, cái kia phải bằng mấy cái bàn tay. Ôi, ở trong mắt phó soái, tình anh em là quan trọng nhất, thủ trưởng Trấn được quý vì là thượng tướng. Thủ trưởng của tổ đặc nhiệm A, còn không bằng đoàn trưởng Thiết. Xem ra, với phó soái cũng không đơn giản luận cấp bậc, chức vị cao thấp có thể quyết định hết thay. Phó soái là người trọng nghĩa khí, trọng tình cảm, hắn là người đàn ông đích thực. Mình còn phải cố gắng nhiều. Tuy nhiên, Trương Cường thấy vẫn còn một hộp nữa, đang thắc mắc có phái phó soái nhầm hay không, trong lòng có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ cái này còn phải nói với phó soái một chút, tuy nhiên, số thịt này không cần trả lại. Ông mày gặp vận may rồi. Thằng nhãi này trong lòng đang rất vui sướng, thì phát hiện bên trên có dán chữ, nhờ Thiết Chiêm Hùng chuyển đến sát thần lang phá thiên. Lật đằng sau lên, giống của thủ trưởng Trấn. Đương nhiên,
dược liệu do Diệp Phàm phối chế rất tốt, phương pháp này là do ông lão cổ ở Đức Bình đưa cho, kết hợp với mấy phương thuốc bí truyền của Diệp Phàm. Ôi, mình đã rất cố gắng nhưng trong mắt phó soái, mình vẫn chưa đủ tư cách xưng anh em, có thứ tự anh ta thở dài. Diệp Phàm vừa mới trở lại Lục Thiếu Hoa, không ngờ nghe được một tin tức bất ngờ, Trang Hồng Ngọc bị người ta đánh. Diệp Phàm vội vã chạy đến bệnh viện, hiện Trang Hồng Ngọc mặt đang sưng mờ gờ vù, băng bó khắp người. Sao lại thế này? Diệp Phàm hỏi Đoàn Hải. Đêm qua, Hồng Ngọc nửa đêm định đi nhà vệ sinh, trong lúc vô ý đã thấy cửa nhà anh mở, còn tưởng nửa đêm anh đã trở lại, vừa đi vào, không ngờ có người trong phòng anh lục lọi đồ vật. Chính là cái cây đó, hai người áo đen ra đến hành lang, Hồng Ngọc vừa thấy, chạy lên hô kẻ trộm. Hai kẻ đỏ hoảng hốt, tuy nhiên hình như luyến tiếc vật lấy được, muốn chạy, tuy nhiên bị Hồng Ngọc quyết liệt lôi lại không thể chạy. Cuối cùng Hồng Ngọc bị hai kẻ đó đánh thành như thế này. Quả thật to gan, không ngờ dám đến ủy ban thị trấn ăn trộm. Đoàn Hải vẻ mặt tức giận nói. Bởi vì khu nhà ở công vụ của thị trấn Lâm Tuyền mỗi phòng một gian, nhà vệ sinh ở góc hành lang. Mà tòa nhà trụ sở khu kinh tế đã được xây, chỉ có điều vẫn chưa hoàn thiện, xem ra còn phải mấy tháng nữa mới đi vào hoạt động. Hai, một cái cây thôi mà, chúng nó muốn trộm thì cứ để cho trộm, sao phải khổ vậy chứ Hồng Ngọc. Diệp Phàm thở dài. Đã giao cho phân cục công an, để bọn họ điều tra, nhất định phải để bọn chúng bị kết án, ngay cả cái cây cũng muốn trộm. Diệp Phàm xoay người hướng phía đồng chí mặc quân phục công an nói. Đúng, Chủ tịch huyện Diệp, chúng tôi đang sắp xếp điều tra. Người cảnh sát nói, tuy nói Diệp Phàm đã điều đi nơi khác, nhưng người có tên, cây có bóng, biết người ta có sức mạnh. Một câu nói có thể lấy mũ trên đầu mình. Người này thực sự là thần thoại của Ngư Dương, tạo nên rất nhiều kỳ tích, người Ngư Dương kể như là tà hồ. Chủ tịch huyện Diệp, anh đã trở lại, cái cây trộm đã. Hồng Ngọc mở mắt thấy Diệp Phàm muốn ngồi dậy nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Ôi, lúc đó cô không nên ngăn họ, để bọn họ lấy đi, một cái cây mà đánh cô thành ra thế này. Diệp Phàm có chút đau lòng, giơ tay sờ sờ khuôn mặt đang sưng của Trang Hồng Ngọc, trước đây tao nhã thế nào mà giờ thành thế này. Cái cây kia đến mấy ngàn, không thể để kẻ trộm trộm mất. Trang Hồng Ngọc vẫn cố chấp nói. Đoàn Hải đã ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại Trang Hồng Ngọc và Diệp Phàm. Mặt cô thế này không sao chứ, nếu sau này ế chồng thì làm thế nào? Diệp Phàm cố nói câu đùa để cho không khí bớt căng thẳng hơn. Nếu thực sự bị ế chồng thì tôi sẽ lấy là được chứ gì? Mặt không việc gì, chỉ có người bị đá mấy cái, thầy thuốc nói là xương cốt không sao. Trên mặt chỉ bị sưng, sau sẽ tự khỏi. Trang Hồng Ngọc nhẹ nhàng nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Anh đừng có hòng, tôi còn chưa đến mức tả tơi như vậy, tôi còn là. Trang Hồng Ngọc đỏ mặt. Ừ, không việc gì là tốt rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, cuối cùng yên tâm một chút. Chủ tịch huyện Diệp, anh có thể dẫn tôi đi cùng, theo anh đến Ma Xuyên công tác. Lúc này, Trang Hồng Ngọc đột nhiên nói ra điều mình nghĩ. Ở đây không tốt sao? Ở Ma Xuyên là một nơi quỷ quái, cô đi không thích hợp. Hơn nữa, Ma Xuyên là do khu Đức Bình quản, cách chúng ta khá xa. Nghe nói là huyện nghèo nhất tỉnh, nơi đó không thích hợp với cô. Và lại, khác khu việc điều động cũng khó. Diệp Phàm từ chối, tình hình Ma Xuyên phức tạp, trong lòng mình cũng chưa biết hết, hắn không muốn một người xinh đẹp như vậy đi đến Ma Xuyên rồi gặp tổn thất gì. Tôi không sợ, Chủ tịch huyện Diệp. Tôi thích làm việc với anh. Đương nhiên, anh cũng đừng nghĩ lung tung, tôi không có ý khác. Anh làm việc không tồi, cũng là người trượng nghĩa. Trang Hồng Ngọc rất thẳng thắn, cũng không sợ việc đả kích một phen việc Diệp Phàm tin tưởng. Công tác thì không tồi nhưng phương diện khác thì không được, ôi thật làm người ta đau lòng. Cậu ta cố tình thở dài. Đương nhiên, anh có điểm đó đánh giá, ngoại trừ việc này, cái khác không được, không giống một lãnh đạo. Trang Hồng Ngọc thẳng thắn nói không tiếc, thiếu chút nữa làm Diệp Phàm tức nghẹn. Cô, không thể tưởng tượng được trong lòng cô, tôi chính là người như vậy. Không ngờ tôi lại chính là người đáng khinh như vậy. Hắn có chút mất mát, nhìn Trang Hồng Ngọc cười nói. Cô có muốn lên thành phố không? Nếu muốn thì tôi thử xem sao. Ở thành phố anh có quan hệ. Trang Hồng Ngọc có vẻ không tin, hơi trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cô chỉ cần nói với tôi là cô có thích không là được,
cái khác cô không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết. Diệp Phàm tràn đầy tự tin, còn vỗ ngực, tự nhiên, cũng là để biểu hiện một chút, để khỏi bị phụ nữ khinh thường, cái này có vẻ mất giá. Có thể đến thành phố tất nhiên là tốt, tôi hiện tại đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, ở Ngư Dương có chút hạn hẹp. Trang Hồng Ngọc cười rạng rỡ, lập tức khiến Chư Ca cảm thấy có chút lúng túng. Mê người hắn thầm nghĩ. Ừ, có cơ hội tốt tôi sẽ hỏi một chút. Diệp Phàm cười cười, vừa thực vừa giả, Trang Hồng Ngọc cũng không coi gì là quan trọng. Muốn vào thành phố, tương đối khó, cô đều chạy vài năm, cũng chưa thành công. Diệp Phàm tuy là ở huyện có chút sức mạnh, còn ở thành phố, xem ra chưa chắc đã được yêu thích. Ngày 8 tháng 1 Diệp Phàm đang chuẩn bị về nhà một chuyến, chuyện bên Ngư Dương bên này đã xử lý xong, chuẩn bị trực tiếp từ nhà đến Ma Xuyên Đức Bình nhận công tác. Đang chuẩn bị gọi điện cho Trương Cường, hỏi việc lắp lại chiếc Wrangler của hắn xong chưa. Lần này đi Ma Xuyên nhậm chức, chắc chắn phải khiêm tốn một chút, chiếc xe rất chói mắt sẽ làm cho mọi người cảm giác huyện giàu huyện nghèo. Tuy nhiên, Diệp Phàm thực sự lưu luyến chiếc Wrangler. Chẳng những ngồi thoải mái mà chạy đường trường cũng rất tốt, nếu Ma Xuyên nghèo như vậy, đường xã chắc chắn rất xấu. Một xe có thể chạy đường trường tốt, có thể có nhiều tác dụng. Cho nên, đã dặn dò riêng Trương Cường, đem xe đi làm cũ một ít. Chương 764, nhậm chức. Chủ tịch huyện Diệp, có người tìm anh, nhưng xe anh sao lại thế này? Đoàn Hải vẻ mặt kinh ngạc. Xe của tôi. Diệp Phàm gật đầu. Đoán chắc chiếc xe mình đã được cải trang, xong, hiệu quả xem ra không tồi, đến Đoàn Hải cũng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm thấy chiếc Wrangler ở dưới tầng, thiếu chút nữa tức nổ họng. Chạy từ trên xuống dưới kêu thất thanh. Sao lại thế này, làm kiểu gì mà trông rách nát như thế này? Mẹ kiếp, như thế này còn là xe của ông mày sao? Có phải là Trương Cường muốn lừa gạt mình làm hỏng xe rồi không? Chủ tịch Diệp, việc này... Tôi cũng không biết, anh hỏi thủ trưởng đi. Người thanh niên này xem ra là cấp dưới của Trương Cường. Thấy Diệp Phàm mắng Trương Cường như vậy giật mình, cũng đoán được người này có quan hệ thân thiết với thủ trưởng Trương Cường. Cho nên, không dám chậm trễ, vội vàng giải thích. Được rồi, đi đường xa như vậy cậu cũng mệt mỏi rồi, lên lầu nghỉ ngơi một chút, uống chén trà. Diệp Phàm khoát tay áo, bình tĩnh lại. Không được, chủ tịch huyện Diệp, tôi phải quay về ngay. Bên kia rất bận rộn. Người thanh niên lập tức từ chối, chào xoay người định đi. Chờ một chút. Diệp Phàm cười nói, lên tầng cầm hai bao thuốc xuống, nhét vào tay người thanh niên. Cầm lấy mà hút, đây là tôi cho cậu, đừng có để tay Trương Cường ăn bớt. Cảm ơn. Người thanh niên cảm ơn, cũng không đổi ý, xoay người đi về. Diệp Phàm cũng không giữ anh ta, biết người ta tham gia quân đội nhiều việc. Xem ra Trương Cường đã không giải thích đầy đủ nên tự mình thấy phiền lòng. Trương Cường, cậu cũng độc ác quá đi, đem xe của người ta sửa thành bộ dạng gì. Không phải là thiếu thịt chăn chứ? Diệp Phàm quát lên trong điện thoại. Ha ha, phó soái, tôi vâng lời anh làm thôi. Anh mấy hôm trước nói không cũ không được, nhìn qua phải giống xe hỏng mới đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, còn nói phải cải trang để đến chuyên gia về xe cũng không biết được đây là xe mới. Cho nên, tôi chính là làm hỏng vỏ xe bên ngoài. Vì để hoàn thành việc anh giao, tôi còn phải bỏ không ít công sức, mời chuyên gia đến làm, ba lão đó làm mất vài ngày. Anh xem, phía trước có chỗ bị lõm vào, giống như dấu vết bị đụng xe, tôi phải suy nghĩ mãi mới làm ra được. Đương nhiên, phó soái, anh yên tâm, cái xe không nhúc nhích, nội thất bên trong hết sức hoàn hảo. Hơn nữa tính năng an toàn tuyệt đối giống xe mới. Chỉ có điều bên ngoài không thế, đến chuyên gia chơi xe già đời cũng sẽ cho rằng chiếc Wrangler của anh chính là xe sắp hỏng, giá trị không đánh bao nhiêu tiền. Hơn nữa, vết lõm và xước kia đều là do con người dùng mánh lưới làm ra, kỳ thật không ảnh hưởng đến xe. Trương Cường vừa cười vừa nói, có vẻ rất đắc ý. Tốt, tốt, cậu làm tốt lắm, hừ. Diệp Phàm ngắt điện thoại, lấy tay sờ sờ, cảm giác thật sự là bị đâm. Đúng là Trương Cường muốn làm như vậy, lúc này chiếc Wrangler mới đi một năm, thực sự là giống như xe hỏng. Xem ra đếm Ma Xuyên sẽ không ai nói ra nói vào, người là chủ tịch huyện, mặc dù là đi xe Wrangler nhưng lại là một chiếc xe sắp hỏng. Chủ tịch huyện Diệp, xe của anh có phải bị ngã mà thành như vậy? Đoàn Hải không nhịn được hỏi. Ừ, chắc là bạn tôi đi bị ngã thành như vậy,
chuyện gì cũng đều xui xẻo vậy, sắp thành sắt vụn rồi. Diệp Phàm cố ý nhíu mày nói. Khi chiếc Wrangler đi xa dần khỏi Lâm Tuyền, một loạt người đứng nhìn khi đi qua khu công nghiệp Quỷ Anh, rất nhiều công nhân của các nhà máy đều chạy đến, lặng lặng đứng ở cửa nhà máy nhìn về phía Diệp Phàm vẫy tay. Ôi, vì bọn họ làm việc nhỏ bọn họ cũng nhớ kỹ, đáng giá làm quan, có thể làm chút gì đó cho nhân dân, dường như cũng cảm thấy hạnh phúc. Diệp Phàm thì thào, khóe mắt âm ấm. Đập nước thiên thủy, tôi sẽ trở về, Nhược Mộng Anh sẽ cho em lời giải thích. Trong lòng Diệp Phàm chua xót khi nghĩ đến chuyện cũ, giống như một cuốn phím chiếu qua đầu. Về đến nhà nghỉ ngơi một ngày, chỉ là bảo với người trong nhà là được điều đến huyện Ma Xuyên của Đức Bình công tác, cũng không nói mình được làm chủ tịch huyện. Cha hắn Diệp Thần Tây yên lặng, cùng Diệp Phàm uống mấy ly rượu. Mẹ thì vội vàng nấu ăn. Sau khi ăn xong, Diệp Phàm lại đi đến chỗ ngôi miếu đổ nát gặp sư phụ, không thấy dấu vết sư phụ trở về. Sư phụ đi ra ngoài đã hơn một năm, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi, thật sự là chơi điên rồi. Diệp Phàm đứng trước ngôi mộ vô danh nói nhỏ một hồi, dùng tay nhổ cỏ, chỉnh sửa lại ngôi mộ. Cũng không biết người nằm dưới nấm mồ này rốt cuộc là ai, tuy nhiên, chắc chắn là người thân cận với sư phụ. Nếu không, sư phụ phí sẽ không suốt ngày ngơ ngác ngồi trước nấm mồ này nổi điên cào nhau, thường xuyên lầm bầm lầu bầu, nếu không Diệp Phàm không biết ông ta điên, những người khác đều coi ông ấy là người điên. Ngày 9 tháng 1 năm 1997. Sáng sớm, Diệp Phàm liền lên đường. Ban đầu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tào Dũng nói là phải đưa mình đi, tuy nhiên bị Diệp Phàm từ chối. Chỉ sợ làm cho một số cán bộ Đức Bình có cảm giác sợ hãi. Dù sao Hạ Hải Vĩ đã ở Đức Bình, hơn nữa cũng có vài người là bạn học trong trường đảng, chắc chắn sẽ không hiểu được. Đương nhiên, quan hệ Hạ Hải Vĩ nhất thời chưa thể biểu lộ thân mật, cứ bí mất thì tốt hơn. Thủ đoạn của Thiết Thác đúng là nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Phương Viên đã đi xuống, hiện tại đã là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện Ma Xuyên, đương nhiên là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh xuống tạm giữ chức. Đối với việc này ngoài mặt thì các đồng chí của khu Đức Bình đương nhiên nâng hai tay chào đón. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ đều có tính toán. Không biết có phải Ủy ban Kỷ luật tỉnh muốn điều tra huyện Ma Xuyên hay không. Tuy nhiên, sau đó lại nghe ngóng mới biết không riêng gì Đức Bình cử Phương Viên mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn cử 3 đồng chí đến các huyện của các khu khác tạm giữ chức, cũng làm một số đồng chí ở Đức Bình hết nghi ngờ. Rạng sáng xuất phát, đi suốt mười mấy tiếng mới đến được thủ phủ của địa khu Đức Bình. Thật sự nơi này gọi là thị xã Đức Bình nhưng gọi là quận Đức Bình mới đúng. Bởi vì địa khu Đức Bình chưa nâng cấp lên thành phố. Ở thủ phủ khu Đức Bình có 2 khu, phân biệt là quận Đức Bình và quận Thông Đô. Tuy nhiên, nghe nói năm nay khi Hồng Kông trở về, Đức Bình cũng tính nâng cấp lên thành phố. Tuy nhiên, phải xem kinh tế và các hạng mục có đạt tiêu chuẩn không. Nhưng các chuyên gia đều nói là 8 phần không thể đạt được. Kinh tế Đức Bình rất lạc hậu, còn không đạt được tiêu chuẩn của thị trấn, nâng cấp lên thành phố xem ra còn phải đợi thêm 5 năm nữa. Chính quyền khu Đức Bình đã xây dựng quận Đức Bình và quận Thông Đô giáp mã cầu pha. Bởi vì ngọn núi này phía bắc hơi giống con ngựa, phía nam giống con chó, cho nên gọi là mã cầu pha. Mà tòa nhà của đảng ủy địa khu nằm trên lưng ngựa, tòa nhà của chính quyền nằm trên lưng con chó, hai tòa nhà đối diện nhau khá xa. Ở giữa là một bãi cỏ lớn, có cả hòn non bộ, ao, cây xanh xung quanh, trước cửa có một bãi đỗ xe rất lớn. Mà tòa nhà đảng ủy nhìn hướng bắc, ngụ ý là lãnh đạo ở thủ đô Bắc Kinh là trên hết. Tòa nhà chính quyền lại là hướng nam, có ý như chào, đương nhiên là nói chính quyền chúng ta là do đảng lãnh đạo. Nhân vật số 1 của tòa nhà đảng ủy đương nhiên là bí thư đảng ủy địa khu Trang Thế Thành, tòa nhà chính quyền là chủ tịch địa khu Vương Triều Trung sau khi lên thành phố thì phải gọi là chủ tịch thành phố rồi. Diệp Phàm đầu tiên đương nhiên nhằm thẳng tòa nhà đảng ủy mà đến, bởi vì ban tổ chức cán bộ địa khu nằm trong tòa nhà này. Chẳng qua Diệp Phàm chỉ biết tình hình đại khái, cũng không hiểu ban tổ chức cán bộ ở địa phương làm việc gì, bởi vì tòa nhà đảng ủy bên kia cũng có vài tòa nhà, cũng không phải chỉ có một tòa nhà. Cũng không tồi. Hạ Hải Vĩ gọi điện biết Diệp Phàm tới rồi lập tức ra chỗ phun nước để gặp. Trước khi báo đã đến hay là ăn cơm trước, nếu không ngày mai hãy đến, dù sao cũng không có gì khác, đều thế cả. Hạ Hải Vĩ cười nói. Hay là báo tin trước. Mọi người đều dục đến, nếu không nói gì, sợ chiếc mũ chủ tịch huyện còn chưa kịp đảm nhiệm đã bị mất.
Diệp Phàm cười nói, thuận tay đưa cho Hạ Hải Vĩ một cây thuốc đặc biệt. Nhìn thấy phía sau Hạ Hải Vĩ là một chàng trai, cũng đưa thuốc mời. Thấy Diệp Phàm cùng Hạ Hải Vĩ thân thiết như vậy, người đứng bên cạnh hình như là thư ký trong lòng thầm thắc mắc, người thanh niên nhìn giống như học sinh rốt cuộc là ai. Lúc Diệp Phàm đưa thuốc đến, cậu nhóc này vội vàng giơ tay từ chối. Ngược lại không phải anh ta không hút thuốc mà chủ yếu là Hạ Hải Vĩ còn ở bên cạnh, anh ta có chút câu nệ. Chủ tịch huyện Diệp mời thuốc cậu nhận đi. Hạ Hải Vĩ cười, nhìn Diệp Phàm nói. Đây là thư ký của tôi, tên là Giang Kiệt, anh gọi anh ta là Tiểu Giang là được. Chủ tịch huyện. Mặt Giang Kiệt có chút giật mình, cố gắng nuốt hai chữ đó vào trong bụng, nếu không đã kêu lên thành tiếng rồi. Bởi vì rất bất ngờ, người có bộ dạng như học sinh này không ngờ là chủ tịch huyện, người này nền tảng còn rất cao. Vội vàng chào hỏi. Chủ tịch huyện Diệp. Tay có vẻ cung kính nhận thuốc từ Diệp Phàm. Đương nhiên, nếu là lãnh đạo huyện khác mời thuốc Giang Kiệt chắc chắn sẽ nhận nhưng không có vẻ cung kính như vậy. Giang Kiệt cung kính đương nhiên là nhìn vẻ thân mật của Hạ Hải Vĩ và Diệp Phàm. Giang Kiệt đương nhiên đoán được quan hệ giữa vị chủ tịch huyện Diệp này và bí thư. Nhìn vẻ mặt hai người chắc chắn quan hệ rất thân thiết, người ta thân thiết như vậy, thì mình còn có gì cao ngạo. Hạ Hải Vĩ hình như cũng đoán được điều này, quay đầu nhìn Giang Kiệt thiếu chút nữa hóa thạch cười nói. Anh ta là Diệp Phàm, từ Ngư Dương điều đến, đương nhiệm chủ tịch huyện Ma Xuyên. Về sau cậu phải nhớ kỹ, anh ta cần gì cậu phải nói với tôi đầu tiên. Tôi hiểu rồi bí thư Hạ, tôi sẽ nhớ kỹ. Giang Kiệt lấy lại tinh thần nhìn Diệp Phàm nói. Chủ tịch huyện Diệp, về sau có việc gì, cứ gọi điện cho tôi. Nói xong đưa ra một tấm danh thiếp có số điện thoại. Giang Kiệt không ngốc, cũng là người thông minh, Hạ Hải Vĩ tuy không nói có quan hệ thế nào với Diệp Phàm nhưng xem anh ta cẩn thận dặn dò, thì mối quan hệ chắc chắn sâu nặng. Ha ha, về sau không tránh được việc phiền thư ký Giang. Diệp Phàm điềm đạm cười, đưa tay nhận tấm danh thiếp. Chương 765, Ban tổ chức cán bộ địa khu ủy. Đi chúng ta đến ban tổ chức cán bộ, xem chừng lão Tô còn ở đó. Hạ Hải Vĩ cười nói, nhằm thẳng tòa nhà trung tâm chỉ vào nói. Tòa nhà trung tâm này chính là tòa nhà đảng ủy, tầng thứ tư là phòng làm việc của bí thư và phó bí thư. Bí thư Trang bên trái, phó bên phải, tầng thứ ba bên trái là nơi làm việc của ủy ban kỷ luật, bên phải là ban tổ chức cán bộ. Tầng thứ hai chính là ủy ban chính trị pháp luật và ban tuyên giáo. Chủ tịch địa khu Vương và các phó chủ tịch đều làm việc ở tòa nhà đối diện. Về phần phía trước tòa nhà, là phòng giáo dục, lịch sử đảng cũng ở đó. Đơn vị lớn thì chiếm cả tầng, nhỏ thì vài đơn vị cùng một tầng. Có lúc nhân viên bên dưới đến còn đi sai phòng. Sao lại không tách hẳn ra, một đơn vị chiếm nửa tầng cũng được. Diệp Phàm cảm giác hơi buồn cười. Tách ra, đương nhiên muốn mở ra, chính là không có tầng để phân. Hạ Hải Vĩ cười khổ lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Nơi này trước còn có điển cố, rất buồn cười. Mấy năm trước tòa nhà này chưa được xây dựng thì càng rối loạn. Lúc đó ủy ban kỷ luật cùng với ban tổ chức cán bộ ở sát nhau. Một đồng chí ở huyện đến đây, không ngờ đi vào phòng của ủy ban kỷ luật. Các đồng chí ủy ban kỷ luật đương nhiên cũng nhiệt tình tiếp anh ta. Hàn huyên nửa ngày, ủy ban kỷ luật cũng thầm bực mình. Người này là ai? Vừa không giống như đến phản ánh tình hình, cũng không giống tử thủ, toàn thổi phòng bản thân, chẳng lẽ là muốn tự thú trước để giải vây hành vi tội phạm của mình. Nói chuyện chính mình đã vì dân vì nước ra sao, về sau chuyển sang việc bản thân phạm vào tội nhỏ, yêu cầu tổ chức xem xét xử lý. Sau mới làm náo loạn cả Ô Long, cho nên, khi xây dựng tòa nhà mới, vội đưa ủy ban kỷ luật cùng ban tổ chức cán bộ ra mỗi đơn vị một tầng. Tấm biển tên cũng treo thật sự bắt mắt. Để không có chuyện hoang đường này xảy ra. Chính xác là buồn cười, nếu nghĩ đồng chí đến tự thú, chạy đến ban tổ chức cán bộ rông dài, cùng sẽ được nhìn nhận, ha ha. Diệp Phàm hào hứng, cười. Tất nhiên là nhớ kỹ các phòng ban, biển số nhà, về sau mình đến làm việc. Xem ra nơi này sau này mình sẽ thường xuyên đến, đặc biệt tòa nhà chính quyền đối diện bên kia. Đến lúc đó đừng đi nhầm phòng, lại xảy ra việc náo loạn, để mọi người chê cười. Bí thư Hạ, sao lại rảnh rỗi đến tận chỗ tôi thế này? Trong phòng làm việc vang lên một giọng khàn khàn, nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Ha ha, trưởng ban Tôn, vị này là Diệp Phàm, tới chào hỏi. Trước kia,
tôi và cậu ấy đã quen biết qua, cho nên cùng đến. Các anh nói chuyện trước đi, tôi đi trước. Hạ Hải Vĩ rất lễ phép, chào hỏi rồi rút lui trước. Chào trưởng ban tôn, tôi là Diệp Phàm, từ huyện Ngư Dương của thành phố Mạc Hương đến, được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy điều đến đây. Diệp Phàm chào, một tay lấy giấy tờ có liên quan từ trong cặp ra. Diệp Phàm, cậu ngồi đi, cậu chính là quyền chủ tịch huyện Ma Xuyên mà đồng chí trưởng phòng ban tổ chức cán bộ Tào đã nói trước với tôi. Tôn Quốc Đống khá thân thiện, khoảng hơn 40 gần 50 tuổi, trên mặt mỉm cười, gần giống như Tạ Cường nham hiểm ở Ngư Dương. Không phải lại là một tiếu diện hổ nữa chứ, tuy nhiên anh Tào sợ mình thấy oan ức, không ngờ đã gọi điện giải thích một phen. Cũng tốt, nếu không vị trưởng ban tôn này xem ra sẽ không nhiệt tình như vậy. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa. Lấy một bao Hồng Tháp Sơn ra mời. Hồng Tháp Sơn không tệ lắm. Tôn Quốc Đống gật gật đầu, nhận thuốc không nói gì. Diệp Phàm vốn mang Trung Hoa, nhưng nghĩ lại thấy Đức Bình nghèo như vậy, nếu cả ngày hút đều là Trung Hoa ảnh hưởng sẽ không tốt. Vì khiêm tốn, hắn mới mua Hồng Tháp Sơn. Đương nhiên, Trung Hoa vẫn giữ để mình tự hút, cổ bảo toàn không thể ngăn cản cũng cảnh báo trước với Diệp Phàm. Làm người không thể kênh kiệu, nếu không cuối cùng người chịu thiệt luôn là chính mình. Sau khi Diệp Phàm quyết định đến Đức Bình phải sửa một số tật xấu ở Ngư Dương, hiện tại đã là một chủ tịch huyện phải có tính điềm đạm mới được. Còn tính bốc đồng của người thanh niên, sẽ làm cho người ta không thể chịu được. Cậu có quen với sếp Tào? Tôn Quốc Đông không nói chuyện công việc, trước tiên hỏi về Diệp Phàm. Lần trước đến học ở trường đảng của tỉnh ủy có biết, sếp Tào là người rất tốt. Ở Ngư Dương cũng là do ông ấy đích thân đến tuyên bố điều đình. Diệp Phàm nói một câu, đương nhiên sẽ không nói thẳng ra. Tuy nhiên, lộ ra một chút cho Tôn Quốc Đống, trưởng phòng Tào và tôi quan hệ không tầm thường. Việc anh ta tự đến Ngư Dương là thấy. Việc tuyên bố bổ nhiệm một chủ tịch huyện, sao phải đến trưởng ban Tào Dũng làm, có thể phái phó trưởng ban đã là tốt lắm rồi, đây là đặc thù ở các phòng của tỉnh. Đặc biệt là ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, bây giờ tôi đại diện cho ban tổ chức cán bộ địa khu ủy nói chuyện với cậu. Chuyện của cậu chúng tôi đã nghe nói qua, lần trước lên tỉnh báo cáo cũng nghe đến việc trưởng ban Tống tự mình chọn tướng. Nếu trưởng ban Tống đã tự mình chọn chứng minh cậu thật sự có năng lực. Tôn Quốc Đông không nói nhiều. Điều khiến Diệp Phàm lạ chính là, ông ta nhắc nhiều đến trưởng phòng Tống sơ kiện của tỉnh ủy. Làm Diệp Phàm nghi ngờ không biết con cáo giả này có ý gì. Diệp Phàm lúc này cũng thể hiện thái độ, cái gì là phục tùng bố trí của tổ chức, vâng lời đảng, yên tâm công tác tốt. Đồng chí Diệp Phàm, vừa rồi Bí Thư Trang đã biết cậu đến rồi, gọi cậu lập tức sang đấy, ông ấy muốn gặp cậu. Việc của cậu liên quan đến tổ chức tôi sẽ cho người sắp xếp thỏa đáng, cậu đi trước đi. Tông Quốc Đống sau khi buông điện thoại nói. Cảm ơn, tài liệu tôi đều để trong này, tôi đi trước. Diệp Phàm trong lòng chấn động. Không thể ngờ được nhân vật số 1 của địa khu ủy Bí Thư Trang Thế Thành muốn gặp mình. Hơn nữa có vẻ tương đối gấp, nhìn đồng hồ, đã 5 giờ, về lý thuyết thì lúc này đã tan tầm. Không phải là Ma Xuyên xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, nhằm thẳng tầng 4 mà đi, không xa đã nhìn thấy tấm biển Bí Thư. Anh là Diệp Phàm phải không? Bí Thư đang chờ anh. Người thanh niên trước cửa có vẻ như là thư ký nói. Diệp Phàm gật gật đầu. Cố gắng lấy lại tinh thần rồi đi vào. Qua phòng thư ký, bên trong còn có một gian, xem ra chính là văn phòng của Bí Thư Trang. Tuy nhiên, vừa đi vào, hắn lập tức trợn tròn mắt, kêu lên. Sao lại là anh? Trong lòng hắn khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì Bí Thư Trang chính là người mà mình giả vờ say rượu điên ở đầm Ngô Công đã cùng chơi cờ câu cá với lão già họ Phượng. Hắn lập tức có thể khẳng định, xem ra chính mình có thể đến Đức Bình. Chính là do Trang Thế Thành điểm tướng. Trong lòng thấy vô cùng may mắn, lúc đó chính mình nghe xong trưởng phòng Trương nói qua điện thoại, bảo mình đến đập nước thiên thủy đi, mà trưởng phòng Trương cũng không nói rõ có việc gì. May mắn là mình nghe xong đã đi, hơn nữa còn giả bộ là uống rượu say, một mình đầu tư, sửa đường, Trấn Hưng thị trấn, rồi lý luận về kinh tế thị trấn. Không thể tưởng tượng được vận may lại là Trang Thế Thành nhìn chúng, nếu không... Chức chủ tịch huyện này cũng không đến lượt mình. Thật ra Diệp Phàm không hiểu được là lúc đó mặc dù Trang Thế Thành không suy nghĩ đến việc điều Diệp Phàm đến làm chủ tịch huyện Ma Xuyên, dù sao Diệp Phàm còn quá trẻ, việc này rất mạo hiểm.
Cuối cùng lão già họ Phượng kia chỉ tay vào bàn cờ điểm một câu soái mới làm Trang Thế Thành hạ quyết tâm, vì vậy trong đó rối rắm rất phức tạp. Sao lại không thể là ta? Hiện tại biết rõ rồi, ha ha. Trang Thế Thành thản nhiên cười, lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, thậm chí trên mặt còn có chút ưu tư. Chỉ vào chiếc ghế xoay đối diện mình nói. Ngồi đi, nói như vậy cậu cũng đã đoán được một chút. Tôi đem cậu từ Ngư Dương xa xôi đến đây, tôi có một tâm nguyện duy nhất, chính là hy vọng có thể nhìn thấy một khu kinh tế Lâm Tuyền thứ hai mọc lên ở Đức Bình, đó là biến huyện Ma Xuyên thành khu kinh tế Lâm Tuyền, cậu có quyết tâm này không? Biến Ma Xuyên thành khu vực phụ cận của khu kinh tế Lâm Tuyền. Trước mắt tình hình Ma Xuyên tôi chưa hiểu rõ, có thể cho tôi một thời gian để trả lời bí thư Trang không? Diệp Phàm trong lòng chấn động, áp dụng phương pháp kéo dài. Lời nói này đương nhiên không thể nói lung tung, Ma Xuyên là một huyện, hơn nữa so với Ngư Dương còn nghèo hơn, lúc đó khu kinh tế Lâm Tuyền có thể phát triển, cũng là do nó có vị trí địa lý, và cũng liên quan đến cơ duyên. Ma Xuyên có khả năng không có vị trí địa lý tốt như Lâm Tuyền, nghe nói bị vây quanh bởi vài ngọn núi, không giống Lâm Tuyền có mấy con đường đi qua. Ma Xuyên chỉ có thể nói là một tử thành, Diệp Phàm mấy ngày nay đã nghiên cứu về Ma Xuyên, suy nghĩ trước sau, cảm thấy muốn biến Ma Xuyên thành khu kinh tế Lâm Tuyền thứ hai, thực sự không có khả năng, nói là chuyện cố tích cũng đúng. Cậu lo lắng không làm được, tôi tốn công sức để đưa cậu từ Ngư Dương đến Đức Bình, chẳng lẽ cậu chỉ là nói phét, tài trí bình thường. Tài trí bình thường thì cậu quay về Ngư Dương đi, hừ. Trang Thế Thành tức quá, nhìn chằm chằm Diệp Phàm quát. Hừ, thuật khích tướng, cái này rất cũ. Diệp Phàm trong lòng thầm châm biếm, miệng không bối rối, bình tĩnh nói. Bí thư Trang, Ma Xuyên muốn trở thành khu kinh tế Lâm Tuyền thứ hai, phải có được nơi thứ hai có điều kiện như khu kinh tế Lâm Tuyền. Vị trí địa lý của Lâm Tuyền bí thư Trang quá biết, tuyệt đối tốt hơn so với Ma Xuyên, nói khó nghe một chút, Ma Xuyên thật ra chỉ là một tử thành. Khu kinh tế Lâm Tuyền ở Ngư Dương vị trí hạng nhất. Bí thư Trang muốn tôi làm tòa tử thành sống động trở thành huyện quan trọng của địa khu Đường Cần, việc này, tôi có thể trả lời chắc chắn, tôi không làm được. Hiện tại Ma Xuyên có kinh tế lạc hậu nhất tỉnh, đây là tình trạng gì, nói vậy trong lòng bí thư Trang rõ nhất. Ngư Dương mặc dù nghèo, nhưng trước kia cũng còn nằm trong số 10 của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay tôi có thể trả lời bí thư Trang, tôi tin tưởng trong vòng 2 năm, có thể biến Ma Xuyên thành lọt vào những huyện hàng đầu của tỉnh, top 10 đi. Hơn nữa, cam đoan không để Ma Xuyên là huyện thấp nhất của Đức Bình. Đức Bình có 12 huyện, trong 2 năm, tôi sẽ làm cho Ma Xuyên lên thứ 10. Mục tiêu này bí thư Trang có vừa lòng hay không? Nếu vừa lòng, tôi sẽ ở lại, nếu không tôi phải quay đầu chạy. Diệp Phàm cũng có vẻ rất mạnh mẽ, có lý. Chương 766, trọng trách của bí thư địa khu ủy. Hắn biết, lúc này không thể yếu đuối được. Yếu đuối chẳng những sẽ làm thể hiện một hình ảnh kẻ có tài năng tầm thường hơn nữa xem ra về sau muốn đề bạt đều khó khăn. Hơn nữa chính Trang Thế Thành đã đưa mình từ Ngư Dương đến đây, hắn cũng có suy nghĩ lo lắng. Nếu mình không thể làm ra thành tích gì, thì Trang Thế Thành không phải là trò cười cho Đức Bình sao? Vấn đề này rất quan trọng. Và lại Trang Thế Thành dốc sức đưa mình về đây, làm sao lại để mình đi thoải mái vậy? Hiện tại ông ta cầm roi đuổi mình. Đương nhiên nghĩ mình là con lừa, càng đuổi càng chạy nhanh, giống chen mua sữa, có thể chen chúc tốt thì thành tích tốt là đương nhiên. Cậu này không mắc mưu xem ra đã trưởng thành, không biết như thế là tốt hay xấu, Trang Thế Thành nghĩ nhanh trong đầu. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm một trận, đưa ra bao thuốc. Diệp Phàm nhìn, là Hồng Tháp Sơn, thầm nghĩ xem ra địa khu Đức Bình thật sự không giàu, đến bí thư địa khu cũng hút Hồng Tháp Sơn. Mặc Hương tuy không thể nói là giàu nhưng cổ bảo toàn thường xuyên hút Trung Hoa. Tuy nhiên, có lẽ là Trang Thế Thành cố ý như vậy, đường đường là bí thư địa khu, còn sợ không có ai biếu Trung Hoa sao? Trong lòng hắn thầm oán lãnh đạo của mình. Đồng chí Diệp Phàm, thành tích của cậu ở khu kinh tế Lâm Tuyền rất tốt, tôi cũng nghe nói. Ở Nam Phúc của chúng ta gọi cậu là chủ tịch thị trấn trăm triệu. Đức Bình chúng tôi chính là cần một người có tài năng như vậy. Chủ tịch một thị trấn có thể thu hút 100 triệu đầu tư, hơn nữa nghe nói 30 triệu là tặng không, chính xác là phải có chút năng lực. Tuy nhiên, đây chỉ là quá khứ. Việc đó chỉ có thể đại diện cho người có lịch sử thành tích huy hoàng. Hiện nay đến Ma Xuyên, cậu là chủ tịch một huyện,
nơi có gần 50.000 dân chúng chờ cậu dẫn dắt họ thoát khỏi đói nghèo để làm giàu. Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất là giờ cậu đã có vai diễn khác, trước kia cậu được phân công quản lý khu kinh tế Lâm Tuyền, chỉ là một chức phó. Chỉ là địa bàn khu kinh tế Lâm Tuyền kia. Giờ thì cậu không giống thế, là chủ tịch một huyện, Ma Xuyên có 16 xã, thị trấn. Các mặt cậu đều phải suy xét đến, cậu phải có cái nhìn rộng lớn, trên toàn bộ các phương diện. Nơi đó chẳng những có 50.000 dân chúng, có 16 xã, thị trấn, hơn nữa cấp dưới của cậu còn có vài người làm phó, có quan hệ tốt với bọn họ, cũng là việc cậu cần thay đổi, xác định lại vị trí. Trang Thế Thành còn có chút lo lắng, tuy rằng lão già kia đã nhắc nhở Diệp Phàm nhưng Trang Thế Thành vẫn không an tâm. Dù sao cũng chưa ai biết kết quả sẽ thế nào. Có người thành tích công tác rất tốt nhưng không phải là người hoàn thiện, việc này cũng là bình thường. Dù sao, Diệp Phàm còn rất trẻ, khi Trang Thế Thành đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy để xin người, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng thắc mắc. Nói một cậu nhóc 20 tuổi sao có thể đảm nhiệm chức vụ nặng nề là chủ tịch của một huyện được. Việc này đương nhiên đơn giản chỉ là trò đùa của các lãnh đạo đảng, những lời này các cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy không nói ra nhưng Trang Thế Thành nhìn thấy trong mắt họ. Với nước cờ hiểm, cuối cùng Trang Thế Thành thuyết phục được phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lưu Minh Sơn. Tuy nhiên, phó trưởng ban Lưu Minh Sơn cũng nhắc nhở vài câu, nếu cậu ta ở Ma Xuyên làm chuyện gì trái lệ thường, thì Trang Thế Thành tự đi giải quyết. Hơn nữa, Diệp Phàm là người có khả năng làm chuyện này. Mặc dù ở Đức Bình Trang Thế Thành không mang việc này ra thảo luận trong hội nghị thường vụ. Chỉ là hội ý trong cuộc họp bí thư, cùng với bốn người là phó bí thư địa khu là Vương Triều Trung, phó bí thư quản lý công tác đảng của địa khu đồng chí Lôi Minh Hoài, trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Tôn Quốc Đống. Sau khi Trang Thế Thành nói ra Diệp Phàm, ba người xem tài liệu, người phản ứng mạnh mẽ nhất là nhân vật số 2 của Đức Bình, Vương Triều Trung. Bí thư Trang, một thanh niên 20 tuổi miệng còn hôi sữa làm sao có thể đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Ma Xuyên. Ma Xuyên mặc dù nghèo nhưng cũng có đến 50.000 dân, huống chi, số dân thực tế có thể lên đến gần 70.000. Địa khu của chúng ta mới có hơn 400.000 nhân khẩu, Ma Xuyên chiếm gần một nửa. Nếu không xử lý tốt, thì sẽ thành như thế nào? Chúng ta làm sao giải thích với tỉnh ủy? Trò đùa, không được. Vương Triều Trung lập tức tỏ ý phản đối, hơn nữa có vẻ rất mãnh liệt. Ừ, có điểm không ổn, ông Trang ạ. Người này tuy nói trước kia ở Mặc Hương của Ngư Dương có chút thành tích nhưng Ngư Dương có nhiều điểm khác với Ma Xuyên. Ngư Dương tuy nói là huyện trong đất liền cũng không ven biển, nhưng Ngư Dương cũng rất gần bờ biển. Thành phố Phúc Xuân gần Ngư Dương cũng là vùng duyên hải, kinh tế khá phát triển. Kinh tế Ngư Dương phát triển không tách khỏi tác dụng của thành phố Phúc Xuân, họ có giao thông thuận tiện, cũng có thể dựa vào mạng lưới giao thông Lâm Tuyền để thực hiện. Ma Xuyên hoàn toàn không giống thế, nói là cái đầm hoang chế cũng không đủ. Chúng ta đều hiểu được, từ thủ phủ địa khu chạy xe đến Ma Xuyên cũng mất gần 10 tiếng đồng hồ. Nếu ở Ngư Dương, đến Thủy Châu hoặc là từ Ngư Dương đến thành phố Mặc Hương chỉ mất đến 4 tiếng chạy xe, có chuyện gì xảy ra thì thành phố có thể biết ngay, và phản ứng rất nhanh. Mà từ Ma Xuyên đến Đức Bình không được thế, nếu phát sinh việc gì quan trọng, xem ra khi chúng ta đến nơi thì đã tối muộn rồi. Ông Trang, ông phải suy nghĩ lại một chút đi, ôi! Nói đến thì cũng chỉ là vì Đức Bình chúng ta thiếu người tài mà thôi. Ma Xuyên lại là huyện có nhiều rắc rối, người ta thường gọi nó như thế, phần mộ của chủ tịch huyện. Phó Bình Thường địa khu Lôi Minh Hoài dường như rất quan tâm đến Bí Thư Trang Thế Thành, tận tình khuyên giải. Bí Thư Trang, đồng chí Diệp Phàm có thành tích tốt tôi không phủ nhận, theo tài liệu có thể thấy, thật sự là người trẻ tuổi có tài. Tuy nhiên, đó đều là chuyện quá khứ, trước mắt chính xác là cần người thanh niên nhiệt tình. Bằng lòng tận tâm làm việc vì dân chúng. Có thể để cho cậu ta thử xem, chính là vì tuổi nhỏ quá, nếu lớn hơn 5-6 tuổi thì tốt quá, ôi! Trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Quốc Đống xem ra miễn cưỡng với đề xuất của Trang Thế Thành. Ha ha, Ma Xuyên còn có thể sao? Các đồng chí nói, Đức Bình chúng ta có vị nào thích hợp đảm đương chức chủ tịch huyện Ma Xuyên? Đương nhiên, chủ tịch huyện ai cũng có thể làm. Đến người đốn củi trên núi cũng có thể làm được. Chỉ có điều, chúng ta cần không phải người người quanh năm ngồi ở gầm cầu, mỗi ngày mở một cuộc họp nhỏ, đọc theo những gì thư ký viết ra, tài trí bình thường. Ma Xuyên cần có một người nhiệt tình, có năng lực phát triển, có mắt nhìn tương lai, có lối suy nghĩ dũng cảm,
một lòng vì nhân dân phục vụ. Nếu không, Ma Xuyên sẽ có một kết cục đáng buồn, đây là việc mà chúng ta ngồi đây không ai muốn thấy. Đương nhiên, tôi sẽ không để Diệp Phàm đến đó mà không có lý tưởng, được chăng hay chớ, chúng ta sẽ giao cho cậu ta nhiệm vụ. Ma Xuyên hiện tại không những là huyện yếu nhất của địa khu, mà còn là yếu nhất của cả tỉnh. Nếu không thoát khỏi việc này, tôi lên tỉnh họp còn có thể ngẩng mặt sao? Đức Bình chúng ta tuy nghèo, bị bao vây bởi các khu khác, các thành phố khác. Tiền lương so sánh với nơi đứng thứ nhất Thủy Châu kém gần một nửa. So với Mạc Hương đứng thứ ba cũng kém đến ba lần. Hạ Hải Vĩ khi còn ở sở đảm nhiệm chức trung đoàn trưởng nhưng tiền lương một tháng cũng hơn 800, sau khi đến Đức Bình chúng ta, cấp bậc đến trưởng phòng tiền lương cũng chỉ 400. Bí thư Hạ không nói ra, nhưng trong lòng nghĩ gì? Bạn tôi ở địa khu Tam Dương, địa khu Mân Vân, địa khu Phủ Châu cũng là vây quanh bốn phía. Chúng ta ở trung tâm của đường dây kinh tế này, nhưng người ta, giống như an ủi địa khu nghèo nhất tỉnh này, huyện nghèo nhất của người ta cũng không phải huyện đứng cuối của tỉnh. Ngược lại Ma Xuyên của Đức Bình chúng ta là đứng cuối cùng. Người ta không cười chúng ta sao? Cho nên, lần này không quyết đoán là không được, nếu không thoát khỏi việc đứng cuối cùng thì Trang Thế Thành tôi không an tâm, ông Vương, ông nói xem. Trang Thế Thành lấy vị trí kinh tế để đánh lại chủ tịch địa khu Vương Triều Trung. Đương nhiên, nhân vật số một của địa ủy đã nói vậy, chủ tịch địa khu về kinh tế Vương Triều Trung chẳng lẽ còn có thể trốn khỏi sao? Đương nhiên, đòn đầu tiên là đánh vào ông ta. Trang Thế Thành nói rất khéo léo, Vương Triều Trung nhất thời không nói được gì, trong lòng mắng Trang Thế Thành cáo già. Muốn sắp xếp người thì sắp xếp, không ngờ tìm ra cái cớ như vậy, hơn nữa còn nói để người ta không thể phản bác lại. Trong đó đương nhiên là có nguyên nhân. Nhân vật số 1 của huyện Ma Xuyên Chu Phú Đức cũng là do Vương Triều Trung đề bạt. Hiện tại người này cũng kiêm chức chủ tịch Ma Xuyên. Toàn bộ huyện Ma Xuyên đều nằm trong sự khống chế của Vương Triều Trung. Giờ bất ngờ đưa một chủ tịch huyện mới đến làm, Vương Triều Trung đương nhiên là cực lực phản đối. Giống như vừa bị đâm kim vào da thịt, Vương Triều Trung sao lại không dãy nảy lên. Bí thư Trang, địa khu chúng ta không phải không có người tài. Như phó chủ tịch quận Thông Đông Diệp Hưng Vượng. Phó chủ tịch thị xã La Châu Kế Diệp Phương là hai đồng chí cũng rất nhiệt tình, suy nghĩ cũng rất mạnh mẽ. Hai đồng chí này đều có thành tích tốt ở địa phương. Hơn nữa, bọn họ đều hơn 27 tuổi, phù hợp với nguyên tắc tuyển cán bộ của đảng. Vương Triều Trung đưa ra hai người để điều đình Trang Thế Thành. Chủ yếu là lấy kinh nghiệm để đánh lại, hai đồng chí này là người khá có kinh nghiệm khi làm phó. Kế Diệp Phương, quan hệ với cậu không trong sáng. Cậu đương nhiên đề bạt, đổ thối tha. Trang Thế Thành thầm mắng trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh cười nói. Như vậy đi, chúng ta chấp nhận thảo luận một chút. Tôi cho người đi Ma Xuyên nhận chức chủ tịch một chỉ tiêu, yêu cầu các đồng chí trong 2 năm, đầu tiên là thoát khỏi huyện nghèo nhất tỉnh, hơn nữa, chỉ tiêu kinh tế cũng phải đạt đến thứ 5 toàn tỉnh. Ở địa khu, Ma Xuyên là yếu nhất, cũng là thay đổi, ít nhất đạt đến 11 tháng 12 huyện của địa khu. Thế nào, nếu Kế Diệu Phương và Diệp Hương Vượng có thể cam kết làm được việc đó? Tôi giơ tay đồng ý. Trang Thế Thành lấy thành tích đè người, quyết đoán đưa ra chỉ tiêu. Chương 767, quyết đoán. Trang Thế Thành đương nhiên biết, phụ nữ giống Kế Diệu Phương 100% không dám ký hiệp định như thế, có được khí phách mạnh mẽ thế. Trong 2 năm Kế Diệu Phương có làm ra chút thành tích, nhưng cái này đều là do chủ tịch địa khu Vương Triều Trung cấp vốn. Địa khu có bao nhiêu vốn, dự án, bị Vương Triều Trung lấy ra cho Kế Diệu Phương, không có thành tích mới là lạ. Vương Triều Trung vẻ mặt nhục nhã, trong lòng mắng, cởi bỏ toàn bộ mũ áo, lời nói kia đáng bỏ. Ma Xuyên không phải là một nơi chết. Hơn nữa, Ma Xuyên muốn vượt qua huyện Sơn Cẩu và huyện Hồng Sa Châu thực sự là không có khả năng. Nói đến huyện đứng thứ hai từ dưới lên của địa khu Hồng Sa Châu đi, tổng sản lượng kinh tế hơn Ma Xuyên gần 2 lần. Huyện Sơn Cẩu lại hơn một nửa. Huyện Ma Xuyên trong 2 năm chẳng những phải vượt qua Hồng Sa Châu, còn muốn siêu Việt, việc này còn không làm được, trừ phi Tôn Đại Thánh đảm đương chủ tịch huyện Ma Xuyên, dùng phép thuật để làm ra một đống tiền cho Ma Xuyên. Ông ta trong lòng so đo, lập tức phản bác nói. Bí thư Trang, nếu đồng chí Diệp Phàm đồng ý ký kết quân lệnh, tôi bảo lưu ý kiến, nhưng không phản đối việc này. Ngay cả quân lệnh này không dám ký thì hắn còn muốn làm gì? Sớm cút đi đi. Trang Thế Thành cũng đưa vào Lương Sơn,
cũng là người vừa nhậm chức ở Đức Bình. Ngay cả đảng ủy địa khu cũng chưa khống chế hoàn toàn được, các nhân vật số 1 số 2 ở các huyện phía dưới đều bị các ủy viên thường vụ chia cắt. Đặc biệt là chủ tịch địa khu Vương Triều Trung, là lão nhân ở Đức Bình, đã ở Đức Bình mười mấy năm, đi từ cơ sở đi lên. Ở Đức Bình, căn bản đã hình thành một mạng lưới quan hệ siêu cấp. Trang Thế Thành cảm giác Đức Bình thật sự là phức tạp. Có khi chính mình là một bí thư nói chuyện, không ngờ không có tác dụng với chủ tịch địa khu Vương Triều Trung. Trang Thế Thành quyết không để tình hình này phát sinh, chẳng lẽ lại chán nản bỏ đi. Trang Thế Thành quyết không đồng ý, cho nên, lần này cùng ông cụ đi đập nước Thiên Thủy ở Ngư Dương câu cá, tình cờ gặp đồng chí Tiểu Diệp say khướt, khi Phượng Lão cổ vũ, hạ quyết tâm, đem Diệp Phàm từ Ngư Dương đến Đức Bình, đầu tiên là đưa đến Ma Xuyên. Trang Thế Thành dự định, chính là tháo gỡ tình hình ở Ma Xuyên, từng bước nắm toàn bộ địa khu trong tay. Ông ta biết chỉ tiêu đưa ra cứng nhắc khó hoàn thành. Vương Triều Trung chắc chắn không thể tiếp chiêu, vì kế Diệu Phương không thể có năng lực kia. Quả nhiên, Vương Triều Trung cũng mềm mỏng, tuy nhiên, cũng phản kích lại, cũng muốn đồng chí Diệp Phàm cũng phải ký kết quân lệnh. Mặt khác Phó Bí Thư Lôi Minh Hoài và trưởng phòng Tôn Quốc Đống lưỡng lự đứng một bên để xem kịch, nếu Vương Triều Trung bị tước vũ khí, bọn họ đương nhiên không có ý kiến gì. Đương nhiên, xem ra trong lòng ba người đang chê cười tính toán của Trang Thế Thành. Trong lòng bọn họ, cởi bỏ hoàn toàn nón mũ, đối với toàn bộ 11 huyện của địa khu, thì huyện Ma Xuyên mà nói, tuyệt đối là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trang Thế Thành bị chê cười là chắc chắn rồi, xem ra Diệp Phàm cuối cùng là vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực của nhân vật số 1 Trang Thế Thành và nhân vật số 2 Vương Triều Trung. Đối với tin tức này, Diệp Phàm tất nhiên không rõ ràng lắm. Không cần nói hắn không rõ ràng, mà ngay cả ủy viên thường vụ Hạ Hải Vĩ cũng không rõ lắm. Như vậy nhưng đột nhiên làm cho Diệp Phàm trở thành nhân vật quan trọng ở địa khu Đức Bình. Trong phòng làm việc, hàn huyên với Trang Thế Thành một giờ, thấy đã hơn 5 giờ. Tiểu Diệp, chúng ta đã đến căn tin của địa khu một chút đi. Trang Thế Thành thân mật vỗ vai Diệp Phàm, làm hắn được sủng ái mà lo sợ, có vẻ hơi cung kính, cười nói. Như thế làm phiền bí thư Trang, điều này ngại quá, chiếm dụng thời gian quý giá của bí thư Trang như vậy. Thời gian là quý giá, tuy nhiên, nhiệt tình và thành tích của cậu so với quyết định của tôi có đáng giá hay không? Mở mồm là thành tích, ngậm miệng là thành tích, ông mày có hai chữ thành tích trên mặt hay sao? Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy bực. Vừa đi ra cửa, Diệp Phàm nhìn thấy Hạ Hải Vĩ đang ngồi trong xe, tuy nhiên Hạ Hải Vĩ thấy Diệp Phàm cùng đi với Trang Thế Thành thì dường như có chút kinh ngạc lóe qua trên mặt, không hiểu được bí thư lại là người đề nghị. Cậu nhóc này đúng là vận may đến nhà, hình như cùng bí thư Trang rất ăn ý. Trang Thế Thành làm thế là vì cái gì? Tạo thế cho Diệp Phàm? Hay là phát tín hiệu cho đối thủ khác, người thanh niên này là người tôi coi trọng, các anh như thế nào thì tùy. Hạ Hải Vĩ nhanh chóng nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, trên đường đi tới, rất nhiều cán bộ của địa ủy có mặt đều kinh ngạc, trong lòng có vẻ chua xót. Mỗi người đều đánh giá Diệp Phàm, âm thầm xem xét, đánh giá. Không biết người thanh niên trẻ tuổi này, thậm chí có vẻ non nớt gà mờ có quan hệ như thế nào với bí thư Trang, hai người còn vừa đi vừa trò chuyện. Cảm giác rất thân mật. Bí thư Trang. Các cán bộ ở đây đều chào hỏi, tuy nhiên những người này đều cung kính chào hỏi, nhưng ngay khi Trang Thế Thành đi qua, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Diệp Phàm. À, kia không phải là lớp trưởng của chúng ta sao? Cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Đúng vậy, Trần Lôi, cậu xem, chính là tên đó, quái, hắn sao lại chạy đến Đức Bình chúng ta làm gì? Mà bên cạnh không phải là bí thư Trang sao, hai người bọn họ sao có thể đi cùng nhau. Bạn học trường đảng trước kia cũng chính là người vừa bước vào phòng, đấu một hồi với Diệp Phàm ở khu vui chơi giải trí ủy viên Thái Hồng ngẫu vội vàng đưa tay lên môi làm dấu, sợ nói to bí thư Trang nghe thấy. Thái Hồng ngẫu là phó trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy, Trần Lôi là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân địa khu, cũng là bạn học. Ừ, khá thân thiết, cậu xem. Bí thư Trang vừa đi còn vừa nói chuyện với hắn. Người này, mặc kệ thế nào đều là gây họa, nhân vật gây sóng gió. Trước kia ở trường đảng, làm cho cả trường đảng không ai không biết hắn. Hiện tại lại đến Đức Bình chúng ta, hình như hắn cùng bí thư Trang đi đến căng tin, không phải đi ăn cơm chứ. Trần Lôi thở dài, may mắn này xem ra vừa mới rơi vào hắn. Hồng Thái Ngẫu, Trần Lôi,
các anh cũng ở đây à? Diệp Phàm đã nhìn thấy hai cô, có lẽ hai người quá chăm chú nói chuyện, cũng không ngờ Diệp Phàm cố ý dẫn Bí Thư Trang đến trước mặt hai người. Đương nhiên, Diệp Phàm có vẻ rất tự nhiên, Trang Thế Thành cùng hắn trò chuyện không để ý đến đã đi đường khác. Trang, Bí Thư Trang. Thái Hồng Ngẫu cho dù điềm tĩnh, khi đối mặt với nhân vật số 1 có vẻ mồm mép không lưu loát được. Dù sao uy thế của nhân vật số 1 làm người ta sợ. Trang Thế Thành đến Đức Bình mới nửa năm, Thái Hồng Ngẫu và Trần Lôi cũng chưa có cơ hội gặp trực tiếp anh ta. Tuy rằng nghe nói Bí Thư Trang không nghiêm khắc, phân biệt đối xử, nhưng dù sao người ta là nhân vật số 1. Có thể ngồi lên vị trí này, cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu. Trần Lôi càng vội vang, mấp máy một lát mới nói được 5 chữ. Bí Thư Trang, chào ông. Các cậu biết nhau, ha ha. Trang Thế Thành cũng hiểu được cái gì, vẻ mặt hòa nhã cười. Chúng tôi là bạn học ở trường đảng, cô này là Thái Hồng Ngẫu, cán bộ ban tổ chức địa ủy, cô này là Trần Lôi ở văn phòng ủy ban nhân dân địa khu. Diệp Phàm nhân cơ hội giới thiệu một chút, khiến Thái Hồng Ngẫu và Trần Lôi thầm cảm kích trong lòng. Việc này, có thể làm những cán bộ đứng ven đường ghen tị, được lọt vào trong mắt của Bí Thư Trang. Đừng coi thường việc này, có lẽ cả đời anh cũng không có cơ hội. Việc nhỏ này có thể cho phép anh tiếp theo để lại một ấn tượng nhỏ đối với Bí Thư Trang, về sau lúc nào đó không thể nói chính xác, Bí Thư Trang nhớ tới anh, trong quá trình đề bạt trọng dụng có thể nhớ đến anh. Nói một cách đơn giản, nếu có hai người bày trước mặt Trang Thế Thành, một là anh, người mà anh ta hơi ấn tượng, một là người khác, anh ta không có ấn tượng gì, Trang Thế Thành sẽ chọn ai, đáp án không khó trả lời. Trong tay có ấn tượng của nhân vật số 1, thì cơ hội đề bạt là của anh. Bạn học, tốt, về sau các cậu có thể kề vai chiến đấu. Trang Thế Thành giật mình, mỉm cười nói đùa. Chúng tôi không thể sánh với anh ta đâu. Thái Hồng Ngẫu đã gặp qua nhiều trường hợp, lá gan cũng lớn, nháy mắt cũng bình tĩnh lại, bĩu môi làm nũng dường như hừ nói. Ừ, sao lại nói thế? Các cô kề vai chiến đấu với Chủ tịch Diệp có gì không tốt sao? Bạn học cùng phối hợp không phải là càng vui sao? Mặc dù mọi người không cùng chuyên môn, nhưng cùng một địa bàn. Trang Thế Thành có vẻ hứng thú, đấu võ mồm với hai cô nàng cũng rất khá, giảm bớt chút căng thẳng. Chủ tịch huyện Diệp, Thái Hồng Ngẫu và Trần Lôi cùng kêu lên một câu, thấy Trang Thế Thành nói Diệp Phàm làm chủ tịch huyện thì rất kinh ngạc, mới hơn 20 tuổi đã là chủ tịch huyện, việc này thật quá sức tưởng tượng. Một số cán bộ đang đứng phía xa nghe được cũng kinh ngạc, âm thầm khiếp sợ một chủ tịch huyện trẻ tuổi như thế. Con mẹ nó, đây là chuyện gì đây? Ông này dâu đã bạc trắng mới là một trưởng phòng, hơn nữa còn là chức vụ nhàn tản. Người ta miệng còn hôi sữa đã là chủ tịch một huyện. Người này, xem ra là thái tử của tỉnh thành hoặc thủ đô, dựa vào thế lực gia đình thôi. Một số đồng chí thất bại trong lòng đang oán thầm Diệp Phàm. Ha ha, chỉ là được điều đến Ma Xuyên làm quyền chủ tịch huyện. Diệp Phàm cười một chút cho ăn khớp. Lên chức chủ tịch huyện rất giỏi. Bí Thư Trang, ngài không biết rằng, chủ tịch huyện Diệp trong khóa học anh tài vượt thế kỷ do tỉnh ủy tổ chức làm lớp trưởng. Hắn rất uy phong, học sinh trong lớp cả cán bộ cấp phó giám đốc sở đều nghe lời cậu ta. Hơi chút không cẩn thận liền không nể mặt mũi, tôi đã mắng hắn ta vài lần. Thái Hồng Ngẫu không ngờ kể tội, tự nhiên, người ta là có ý kể tội tốt, cũng không có gì ác ý, là thông qua đó làm nổi bật tiếng tăm của Diệp Phàm. Chương 768, bị theo dõi. Lợi hại như vậy hả, không ngờ là lớp trưởng, đồng chí Diệp Phàm này xem ra rất uy phong, có phong độ của chủ tịch huyện, ha ha. Trang Thế Thành cười sang sảng, cảm giác tinh thần rất thoải mái, cười nói. Còn không đi ăn cơm xong đi. Vâng, đang chuẩn bị ăn. Trần Lôi nói ra câu không định nói. Vừa lúc, cùng nhau ăn thôi, nhân tiện các bạn có thể tâm sự chuyện cũ. Trang Thế Thành cười nói. Không. Không làm phiền các anh. Thái Hồng Ngẫu run rẩy, vội vàng từ chối. Chủ yếu sợ Bí Thư Trang chỉ nói miệng thế, nếu hai người không biết bản thân gần gũi quá mức, khiến anh ta chán ghét. Hôm nay có thể nói chuyện nhiều với Bí Thư Trang như vậy, đã xem như là một vận may rồi. Còn dám hy vọng điều xa với gì? Sao thế, Bí Thư Trang đáng sợ như vậy sao? Diệp Phàm không ngờ nói ra một câu rất lỗi thời, giống như trêu chọc liếc mắt nhìn Thái Hồng Ngẫu một cái. Bởi vì Diệp Phàm thông qua thuật xem tướng biết Trang Thế Thành thật sự vui vẻ, bảo các cô ăn cơm cùng là thật tâm,
cho nên mới dám mở miệng kích tướng. Ai nói, cậu mới là người đáng sợ, bí thư Trang tốt như vậy, chúng tôi không sợ. Ăn thì ăn, cậu chẳng lẽ có thể ăn thịt chúng tôi? Thái Hồng Ngẫu bị kích động rồi, môi cong lên lôi Trần Lôi đi theo. Tuy nhiên, câu nói này cũng có chút ẩn ý, Thái Hồng Ngẫu nói ra câu này có vẻ không ổn, mặt liền ửng đỏ. Trang Thế Thành cũng không đáp lại, cười tủm tỉm nhìn hai người con gái đấu võ mồm với một người con trai. Không khỏi thở dài. Khi tôi còn trẻ tuổi như cậu, nhìn thấy các cô gái kia trong lòng sẽ sợ. Không có khả năng đâu bí thư Trang, anh là bí thư, còn sợ à? Trần Lôi vội hỏi. Lúc đó tôi cũng không phải là bí thư, không thể tưởng tượng được thanh niên ngày càng lợi hại. Diệp Phàm đã làm chủ tịch huyện, khi tôi bằng tuổi anh ta tôi mới là nhân viên quèn, chỉ phấn đấu để lên tổ trưởng thôi. Khi 20 tuổi, chủ tịch xã bảo tôi đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng đảng, tôi vui đến mức suýt khóc. Thật sự, đó là xã gì, toàn bộ nhân viên làm việc mới có 20 người. Phòng đảng là nói cho dễ nghe, thật ra có một chủ nhiệm thôi, không có nhân viên cấp dưới. Có khi, khách ở trên đến, vội gọi một bác ở phòng thường trực đến hỗ trợ việc pha trà đun nước, ha ha ha. Trang Thế Thành lộ vẻ mặt chua xót mỉm cười nhớ lại quá khứ. Ừ, lúc đó, kinh nghiệm lý lịch công tác là quan trọng. Cha tôi công tác ở phòng lao động của huyện cả một đời, đến bây giờ vẫn là một phó chánh văn phòng. Năm trước, tôi làm chủ tịch thị trấn, không ngờ mẹ mừng đến phát khóc, liền mang lễ đến miếu thổ địa để tạ thần, trên mộ ông nội còn bày một thủ lợn to, nói là phần mộ tổ tiên chúng tôi tốt. Hàng xóm láng giềng đều đến, nói Phàm Tử làm quan lớn, ôi, thật ra chỉ là một chủ tịch thị trấn. Ở trong mắt bọn họ, thì đó là một quan lớn. Diệp Phàm kể lại, trên mặt có vẻ chua xót. Hắn nói điều này cũng có ẩn ý, muốn xóa bỏ thành kiến của người Đức Bình, là tôi thăng chức dựa vào năng lực, tất cả đều bằng bản lĩnh của chính mình, không có chút nhờ cậy gia đình, càng không có bám vào quan hệ nào. Nhà ăn của Đức Bình là một gian nhỏ, có vài người đang ngồi. Chủ tịch địa khu Vương, anh cuối cùng đã trở lại. Hôm nay vị chủ tịch huyện tên là Diệp Phàm đến Đức Bình nhận công tác. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Ních thân ra tiếp, nói chuyện, hình như khá thân thiết. Sau đó bị bí thư Trang trực tiếp gọi đi nói chuyện. Tới hơn 5 giờ, hai người còn thân mật đi ăn cơm ở căn tin. Phó chủ tịch địa khu Cha Kế Cương nói. Thân thiết, để tôi xem bọn họ có thể thân thiết đến khi nào, muốn đồng tính luyến ái sao. Lại không thể lên giường, hừ. Khâu Mậu Thủy cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân địa khu lạnh lùng nói. Ha ha ha. Khâu Mậu Thủy lên tiếng vẻ tức giận làm mọi người trong phòng đều cười. Người đeo kính dáng cao gầy trưởng phòng giao thông địa khu Ngô Bạch Khai vuốt vuốt tay trêu chọc. Việc này có thể lắm, không chừng lão Trang nhất thời cao hứng, cố gắng ôm thằng danh con kia, ha ha ha. Được rồi, không nói chuyện nhàm chán này nữa. Vương Triều Trung trong lòng không thoải mái như vậy, khoát tay, quay đầu hỏi chánh văn phòng Khâu Mậu Thủy. Quân lệnh định ra như thế nào, không thể lọt chỉ tiêu gì chứ. Sẽ không, tôi theo ý của anh mà làm, hơn nữa, thư ký Tô đã xem qua, còn hoàn thiện một ít điều khoản chỉ tiêu, bảo đảm cậu nhóc kia sẽ té ngã. Khâu Mậu Thủy tự tin thật sự, lấy từ trong cặp gia tập chỉ tiêu mà chủ tịch địa khu Vương và bí thư Trang lúc trước đã đấu đá. Vương Triều Trung tiếp nhận cẩn thận đọc lại một lần, gật gật đầu, cười nói. Ừ, tạm được rồi, mặc dù lão Trang có muốn giúp đỡ hắn, cũng không có khả năng đem toàn bộ vốn của địa khu cho hắn. Huống chi chúng ta sẽ để ông ta làm thế sao? Phòng tài chính còn trong tay chúng ta, núi Thiên Sa chính là chướng ngại vật trên đường đến Ma Xuyên. Không thể nói là chướng ngại vật, căn bản chính là khó mà vượt qua được. Ôi, cần trục truyền thiên tường thật khó mà phá. Vì sao Phú Đức không phá được, cũng không đến mức tình hình không thể cứu chữa được. Chủ tịch địa khu Vương chợt thở dài. Nếu có người có thể làm kinh tế Ma Xuyên phát triển, tôi thật ra rất vui mừng, ôi. Vương Triều Trung có vẻ mất mát, thở dài. Chủ tịch địa khu Vương, việc này cũng không phải do Ủy ban Nhân dân địa khu chúng ta, cũng không phải là Chu Phú Đức ở Ma Xuyên không có năng lực. Vị trí địa lý của Ma Xuyên quá kém, vây quanh bởi mấy ngọn núi cao như vậy, thung lũng giữa cũng không thấp, giống như cá trong chậu, rất khó ngẩng đầu. Đến thị trấn Ma Xuyên phải đi qua núi Thiên Sa Mạch, cũng phải mấy tiếng đồng hồ, đường vòng đi vòng lại ôm trọn ngọn núi. Hơn nữa, đường đó có thể gọi là đường sao?
Nghe nói là trước giải phóng quân giải phóng muốn đánh thổ phỉ nên nổ mìn làm ra, khắp nơi gồ ghề, ngồi xe còn khó chịu hơn cô dâu ngồi trên kiệu. Hiện tại tuy nói hàng năm phòng giao thông địa khu đều phải rút ra mấy chục vạn để sửa chữa nhưng không mấy hiệu quả. Đầu tư quá lớn, không thấy được chút hiệu quả nào. Phòng giao thông địa khu hàng năm đều đầu tư vào gần 1 triệu, cũng không thấy sủi tăm. Hàng năm, chỉ là chống lún, chống đất đá trôi, giữ gìn con đường cũ. Hai, Ma Xuyên này, quả thật là một khối u ác tính ở Đức Bình chúng ta. Khi nào có thể cắt bỏ đi thì chúng ta mới có thể thoải mái một chút. Và lại, Đức Bình chúng ta nghèo có tiếng, có bao nhiêu lần 1 triệu. Ngô Bạch Khai có chút kích động, nói về việc này trong lòng không ngừng đau đớn. Hàng năm xác định ra khoản tiền 1 triệu sửa đường, nhưng lấy được thì trường phòng giao thông địa khu đầu cũng bốc lửa. Nhưng đây là quyết định của cấp trên, mặc dù anh ta làm cục trưởng cục giao thông địa khu cũng không có khả năng thay đổi. Có khi tỉnh cho tiền, bị Ma Xuyên lấy đi không tức trào máu mới là lạ. Lão Ngô, chuyện đó là không có cách nào. Núi thiên sa mạch tất cả đều là đá, lại là đá cứng, anh dùng 10.000 khối thuốc nổ, thì cũng chỉ thành cái hố. Thì anh nói xem, mỗi năm 1 triệu, có bao nhiêu cái hố? Khâu Mậu Thủy cũng thổn thức khi nhắc đến Ma Xuyên. Lão Khâu nói rất có lý, năm trước tôi đi họp ở tỉnh, phó giám đốc sở giao thông còn hỏi tôi. Tiểu Ngô, Ma Xuyên sửa đường có tốt không? Tôi lúc này sửng sốt, rất là hổ thẹn, nhỏ giọng nói. Không có, giờ không còn. Giám đốc sở Dương lúc này mặt trầm ngâm, quát lên. Đầu tư tiền nhiều năm như vậy còn không làm cho tốt. Hàng năm Đức Bình đều lên tỉnh xin tiền, chúng tôi đều cho các anh mấy trăm ngàn. Tiền có phải các anh mua xe xây nhà lầu đúng không? Đương nhiên, phó giám đốc sở lúc ấy cũng là nửa đùa nửa thật, tuy nhiên anh ta cũng biết rõ. Tôi lập tức kêu khổ nói, cục giao thông địa khu chúng ta hàng năm cấp tiền cho Ma Xuyên là nhiều nhất, không dưới 1 triệu. Phó giám đốc sở Dương nghiêm mặt, hơn 1 triệu một năm mà còn không tốt thì con đường đó là phải là biến thành toàn sắt thép. Anh Khâu, các anh nói xem, tôi nói như thế nào đây, có phải nên mời phó giám đốc sở Dương xuống đây một chuyến, nhìn tình hình thực tế của Ma Xuyên? Biết khúc xương khó gặm đó, miễn cho người ta suy nghĩ rằng Ngô Bạch Khai ta đem tiền đi tiêu riêng. Nhưng người ta lại không rảnh, thật sự là buồn. Ngô Bạch Khai vẻ mặt buồn bực. Anh Ngô, anh nói một chút, vì sao lúc trước không làm con đường xuyên qua núi thiên sa mạch vào thị trấn Ma Xuyên, khỏe suốt đời. Khâu Mậu Thủy có chút nghi hoặc, anh ta cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ, tuy ông không ăn hết tiền, nhưng nuốt nhiều mà không chịu nhả ra tí nào. Sau lưng người ta đều gọi ông là Ngô gà trống, có ý gì? Nói là anh rút tiền ra nhưng là kẻ keo kiệt, giống như đàn bà co rúm lại như hùng gà trống. Tiền thì khoản lớn khoản nhỏ nhét vào trong hầm. Anh cũng không nhìn kia là núi gì, các nhà thiết kế giỏi ở tỉnh đã đều xem qua, lấy tay chỉ ra rằng, nếu mở đường qua núi, cùng gần 10 km chiều dài. Không có trên 100 triệu đừng có mơ đến, Ma Xuyên cũng không phải là tuyến giao thông quan trọng. Sao địa phương lại đầu tư trên 100 triệu để làm một tuyến giao thông? Huống chi Ma Xuyên lại ở xó xỉnh đó, đánh cũng không ra tiền. Và lại, mặc dù là địa khu có tiền, xem ra cũng không đến lượt làm đường đi Ma Xuyên. Muốn làm đường xuyên núi là không thực tế. Huống chi tình hình của địa khu chúng ta ai ngồi đây đều rõ. Ngô Bạch Vân tức giận nói. Anh Ngô nói đúng, về việc này lãnh đạo địa khu không phải không nghĩ đến. Đảng ủy khóa trước đều có suy nghĩ này. Tuy nhiên, vừa nghe nói đến mấy trăm triệu, còn ai dám hé răng? Đây là vốn của địa khu chúng ta trong vài năm, cũng không đào đâu ra. Hơn nữa, Ma Xuyên lại xui xeo, chưa từng có quốc lộ nào đi qua, muốn làm điểm gần cũng khó. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, chúng ta không thể từ bỏ mấy chục vạn nhân dân Ma Xuyên kia. Dù nghèo bọn họ cũng là những người con của Đức Bình chúng ta. Chúng ta là người làm cha làm mẹ, dù sao cũng phải quan tâm. Vương Triều Trung nói xong lời cuối cùng như là diễn thuyết. Chương 769, lần đầu đấu với chủ tịch địa khu Vương. Có vẻ hơi tự đắc liếc mắt nhìn mọi người một cái, Vương Triều Trung lại tiếp tục diễn thuyết. Phải sửa đường trước, điều này ai cũng hiểu, nhưng sự thật, như vậy khó thực hiện được chính sách phát triển của Đảng. Ma Xuyên chính là một ví dụ thực tế, sửa đường giống như một cái máng xối. Chủ tịch địa khu Vương Diệp Phàm muốn trong 2 năm vượt qua xếp hạng thứ 11 của huyện Hồng Châu xa hẳn là không có khả năng,
nói gì đến việc thoát khỏi huyện nghèo nhất tỉnh. Trẻ con không biết gì. Khâu Mậu Thủy cười nói. Điều đó là đương nhiên, hắn có thể đuổi kịp và vượt qua huyện Hồng Sa Châu cũng là vượt qua việc xếp cuối cùng của tỉnh. Huyện Hồng Sa Châu xếp thứ 10 trong các huyện nghèo nhất tỉnh, đây là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Từ con số thống kê của năm trước, tổng sản lượng kinh tế của Hồng Sa Châu gấp đôi Ma Xuyên. 2 năm để Ma Xuyên vượt qua Hồng Sa Châu ngoài việc Ma Xuyên khắp nơi toàn đồ quý thì không có cách nào. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng. Chủ tịch địa khu Vương Triều Trung khẳng định, còn lắc lắc đầu. Thật sự ông ta tranh hơn thua với Trang Thế Thành, đơn giản là việc sắp xếp một người. Không có ân oán gì với Diệp Phàm. Tuy nhiên, thủ đoạn của Trang Thế Thành cứng rắn như vậy, Diệp Phàm vô tình trở thành người mà Trang Thế Thành ra tay. Ban đầu Vương Triều Trung không để ý đến hắn, giờ cũng không phải là để ý đến. Ông ta tuyệt đối không thể để nhìn thấy Diệp Phàm thành công, bởi vì Diệp Phàm thành công chính là Trang Thế Thành thành công. Đây không chỉ là vấn đề thể diện, đây còn là sự đấu tranh giữa hai người trong địa khu, quyết định ai có quyền lên tiếng trong hội nghị thường vụ. Trang Thế Thành vừa đến Đức Bình, cơ sở không tốt nên lời nói của nhân vật số 1 như ông ta yếu đi không ít. Mà chủ tịch địa khu Vương Triều Trung lại quá mức mạnh mẽ, cứng rắn, về điều này, quyền lực có xu thế đảo ngược. Trang Thế Thành là nhân vật số 1, đương nhiên không muốn thấy một Trang Thế Thành khác. Đương nhiên Vương Triều Trung càng không muốn quyền lực của mình bị suy yếu. Vung ta múa chân từ trước đến giờ, đột nhiên cấp trên cử đến đây một người khác, Vương Triều Trung tuyệt đối không muốn nhìn thấy mình thất bại. Bí thư địa khu tiền nhiệm Hướng Hoài Thanh bởi vì đến tuổi về hưu nên không muốn cùng Vương Triều Trung không muốn cùng Vương Tĩnh địa khu Vương Triều Trung tranh giành quyền lợi. Hướng Hoài Thanh yếu đuối, cũng thúc đẩy Vương Triều Trung có tham vọng bành trướng quyền lực. Trong 2 năm cuối cùng Hướng Hoài Thanh cầm quyền, hội nghị thường vụ biến thành cái vườn của nhà Vương Triều Trung. Tuy nhiên, điều làm cho Vương Triều Trung khó chịu chính là khi Hướng Hoài Thanh về hưu nhưng ông ta không phải là người được bổ nhiệm. Ngược lại trên tỉnh bổ nhiệm xuống một chú ngựa ô Trang Thế Thành. Vương Triều Trung đương nhiên không cam lòng thất bại, mục tiêu của ông ta là biết Trang Thế Thành thành Hướng Hoài Thành thứ hai. Tình hình trước mắt, nhiệm vụ này khá là nặng nề. Trang Thế Thành mới 40 tuổi, tuổi này còn có khả năng bay cao. Làm quan chức ai lại không muốn hướng lên trên, cái này gọi là tham vọng quyền lực. Hơn nữa nghe nói Trang Thế Thành sau lưng còn có nền tảng khá. Chỉ có điều Vương Triều Trung chưa tìm ra sau lưng ông ta là ai mà thôi. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đến Ủy ban Nhân dân địa khu đúng giờ. Lúc nhận quân lệnh từ tay chủ nhiệm văn phòng địa khu Khâu Mậu Thủy đọc một lượt, sắc mặt dĩ nhiên trở nên bối rối. Đưa mắt nhìn chủ tịch địa khu Vương, ông ta không nói gì, Diệp Phàm hiểu được, chắc chắn là ý của ông ta, đơn giản là muốn gây khó dễ một chút. Hoặc là thử một chút sức của mình, thử tính điềm đạm của mình. Tránh văn phòng Khâu Mậu Thủy lộ vẻ mặt khinh khỉnh, nhìn sắc mặt kia Diệp Phàm hận không thể xông lên tát cho anh ta một cái. Mẹ kiếp, cả một đám chỉ chờ để cười mình. Hôm qua bí thư Trang đã ép tôi, hôm nay con chó Nhật là chủ tịch địa khu Vương cũng lấy thái độ lạnh lùng để ép tôi. Đưa ra chỉ tiêu cứng nhắc, các anh sao không ra chỉ tiêu cho các huyện khác. Rõ ràng là bắt nạt chủ tịch huyện mới chân ướt chân ráo đến. Mình phải bình tĩnh. Tình hình này không ký chắc chắn là không được rồi. Không ký xem ra phải dẹp đường quay lại. Quay lại, đây không phải là tính cách của mình. Diệp Phàm hung hăng mắc thầm bọn đó trong lòng, hít một hơi thật sâu nói. Chủ tịch địa khu Vương, thoát khỏi danh sách huyện nghèo nhất tỉnh, tổng sản lượng kinh tế Ma Xuyên vượt qua huyện Hồng Sa Châu chỉ có thể là phương hướng của ta. Có trở thành hiện thực hay không có chút? Đương nhiên, đây cũng là Diệp Phàm cố gắng từ chối, ký thì chắc chắn phải ký. Tuy nhiên ít nhất cũng phải nói lý với chủ tịch địa khu Vương trước không thể để con ngựa chạy mà không cho ngọn cỏ khô, nếu không thì có phải là quá thiệt không? Phương hướng cố gắng, cái này ai cũng mạnh miệng nói được. Đến lúc không đạt được, nói một câu là có thể bỏ qua hết. Như thế thì có chút phù phiếm, đảng ủy địa khu và ủy ban nhân dân địa khu muốn đưa ra chỉ tiêu này. Mỗi huyện đều có chỉ tiêu nhất định, không riêng gì Ma Xuyên các anh. Hơn nữa, chỉ tiêu này bí thư đều đã xe, qua. Ha ha! Vương Triều Trung cười kỳ lạ, còn đưa cho Diệp Phàm bao trung hoa, làm cho Diệp Phàm cảm thấy ông ta đang đùa giỡn, chính mình chỉ là người hầu. Được, tôi không phản đối, tuy nhiên, Ma Xuyên là huyện nghèo nhất tỉnh, về kinh tế muốn phát triển chắc chắn đặc biệt khó khăn, có lẽ không có khả năng phát triển.
Cho nên, vì để nó có thể phát triển nhanh, tôi đề xuất, Ủy ban Nhân dân địa khu có thể ủng hộ hết sức, có sự quan tâm đặc biệt. Nếu không, không thể để con ngựa chạy trốn mà không cho chút cỏ khô, nếu không con ngựa sẽ chết mệt đúng không? Diệp Phàm bình tĩnh nói với Chủ tịch địa khu Vương, đương nhiên không phải là muốn thay đổi thỏa thuận mà là muốn tranh thủ có được chút quyền lợi. Ha ha, đương nhiên, Ủy ban Nhân dân địa khu cũng không phải là mẹ kế, cả bàn tay đều là thịt của mình, chúng tôi sẽ đối xử bình đẳng. Hơn nữa thấy Ma Xuyên có tình hình đặc thù, Ủy ban Nhân dân địa khu cũng sẽ có xem xét thích hợp về vốn, về dự án, chính sách, nhân lực, vật lực, và mọi vấn đề đều có chút nghiêng về đó. Ma Xuyên các anh là huyện xa xôi, thuộc các huyện biên giới, hơn nữa, Ma Xuyên là địa phương trước kia giải phóng quân đã đi qua, rất có tiếng tăm. Chủ tịch địa khu Vương trong lòng hơi thán phục sự kiên cường của cậu nhóc này, lần đầu gặp mặt chính mình, không ngờ còn dám đưa ra điều kiện. Một cậu nhóc thú vị. Câu nói này đột ngột đi qua đầu chủ tịch địa khu Vương. Chủ tịch địa khu Vương, tôi muốn thấy cái gì thực tế. Diệp Phàm không chút nao núng, từng bước ép sát. Thực tế, cậu còn chưa đến Ma Xuyên, dự án gì, quy hoạch gì đều chưa có, tôi sao có thể cho cậu cái gì thực tế. Cũng không thể nói suông mà không làm, chúng ta đều là cán bộ của đảng, phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Nghĩ điều họ nghĩ, làm điều họ muốn. Chủ tịch địa khu Vương cảm thấy cậu nhóc này hơi liều lĩnh, quả thực còn ngây thơ đến tức cười. Đưa ra yêu cầu quả thực là không hợp thời, xem ra còn muốn bỏ chỉ tiêu này. Lúc này Chiến Thẳng đã gần với chủ tịch địa khu hơn bí thư Trang Thế Thành. Chỉ tiêu này là thực tế, ha ha, chủ tịch địa khu Vương. Tôi nói có chút nào giả dối đâu. Diệp Phàm đưa tay chỉ vào văn bản. Dù sao là mình gánh trách nhiệm, hôm nay không có được lời hứa nào của chủ tịch địa khu Vương tuyệt đối không ký chỉ tiêu này. Cậu nói vậy cũng đúng, chỉ tiêu này có con số cụ thể, đương nhiên là con số cứng nhắc. Chủ tịch địa khu Vương cảm thấy hơi phiền, thật sự trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Cảm thấy cậu nhóc này cũng không phải ngây thơ, dường như là một người khó chơi, chợt cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu muốn cái gì thực tế, trước tiên nói xem nào. Nghe nói Ma Xuyên trước kia là địa phương thổ phỉ hoành hành. An ninh trật tự tương đối loạn. Hơn nữa, trước đó một thời gian, tôi vừa gặp một người ở Ma Xuyên, nói là công an huyện cũng không dùng xe cảnh sát, tất cả đều dùng máy kéo. Không biết có phải là thật hay không? Diệp Phàm bật cười ha hả, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chủ tịch địa khu Vương một cái, phát hiện hình như là khóe miệng ông ta hình như co giật. Người này, thật ra nói cũng chưa rõ, một thị trấn, chỉ an loạn thì làm sao phát triển kinh tế được, ngành công an là thần hộ mệnh của phát triển kinh tế. Vương Triều Trung trong lòng cũng không muốn gạt đi, biết người này chắc chắn trước khi đến đây đã nghiên cứu qua về tình hình Ma Xuyên. Vì thế cười nói, không nghiêm trọng như cậu nói, xe cảnh sát hẳn là có lẽ mấy hôm nay hỏng ôi. Tuy nhiên, dùng máy kéo để phá án ở Ma Xuyên không phải là điều gì mới. Công an là người giữ gìn an ninh địa phương, đến phá án cũng không làm được thì nói gì đến bảo vệ phát triển kinh tế. Cho nên, hôm nay, tôi không dám đưa ra yêu cầu gì khác. Xin mời chủ tịch địa khu Vương cho tôi mấy chiếc xe là được. Chỉ tiêu này, tôi ký. 2 năm sau không làm ra thành tích, không cần ngài nói, tôi cũng sẽ hồi hương. Diệp Phàm ưỡn ngực, biết đám người của chủ tịch Vương đang đùa mình, cho nên nói chuyện không chút khách khí, thẳng thắn nói. Lấy mấy xe, hiểu biết của cậu rất tốt, tháng trước tỉnh cho địa khu chúng ta 10 xe cảnh sát. Cậu hãy đi tìm Ủy ban Chính trị Pháp luật Bí Thư Hạ, tôi đồng ý cho cậu một chiếc, ha ha. Chủ tịch địa khu Vương không nói nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ý tứ không cần nói cũng biết, cậu có bản lĩnh mang về mấy cái, đừng để tôi phải chọc cậu. Tuy nhiên, Vương Triều Trung cũng cho Diệp Phàm một chiếc xe cảnh sát, coi như là không keo kiệt. Tiếp theo. Diệp Phàm đi thẳng đến Ủy ban Chính trị Pháp luật. Trong lòng thầm nghĩ Vương Triều Trung muốn chê cười tôi, xem ra trong lòng ông ta đã tính việc mình quay về. Ông này sẽ cho ông mở mắt nhìn, đừng tưởng ông này là gà mờ mà ức hiếp. Tuy nhiên, Diệp Phàm mang dự định nói với Hạ Hải Vĩ, anh ta lập tức trầm ngâm. Một hồi lâu, mắng. Chó Nhật Vương Triều Trung, là như thế. Có phải hay không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hạ Hải Vĩ nói nửa câu. Chương 770, đến cục công an lấy xe. Ông em, chúng ta là anh em, tôi cũng không để cậu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.
Tôi hiện tại chỉ có cái chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật hữu danh vô thực. Cục trưởng công an địa khu này tên là Lâm Thiên, tay này rất có địa vị ở tỉnh. Cơ bản là không xem chức chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật của ông anh này ra gì. Ở tỉnh lấy ra mười mấy xe cảnh sát, nói là hỗ trợ đặc biệt cho Đức Bình. Tuy nhiên lại cấp trực tiếp cho cục công an của cái tên Lâm Thiên kia. Cậu nói xem, kêu anh đi cướp chiếc xe kia có phải không? Vẻ mặt Hạ Hải Vĩ chua xót, thình thịch một tiếng, bàn làm việc bị anh ta đập rung thẳng lên, xem ra gần đây bị như vậy không ít. Tuy nhiên tôi có chủ tịch địa khu Vương phê chuẩn, ông ta chắc chắn sẽ cấp một chiếc xe, dù sao cũng phải cho tôi một chiếc xe chứ. Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh, hắn vốn tưởng có Hạ Hải Vĩ là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tương trợ, muốn ba bốn cái sẽ không khó. Hiện tại xem ra, ngay cả chủ tịch địa khu Vương muốn phê một chiếc cũng khó, chứ đừng hy vọng xa vời ba cái. Chủ tịch địa khu Vương, phê thì có tác dụng gì chứ? Xe người ta đang ngồi chẳng lẽ anh lại định cướp về? Hơn nữa, Vương Triều Trung vô học kia không chừng là đang đóng kịch, có lẽ sau lưng sớm có Lâm Thiên giao cho cái gì rồi. Hạ Hải Vĩ đóng cửa mở miệng mắng, biết văn phòng cách âm tốt, cũng không sợ người khác nghe thấy. Vương Triều Trung là đang chờ xem kịch hay, không ra cái gì cả. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên bắn ra một ánh nhìn lạnh băng. Cũng không phải như vậy, phỏng chừng cậu đang ngã vào vòng xoáy lớn. Hạ Hải Vĩ ném cái hồng tháp sơn lại đây. Răng rắc. Hai người ngồi xuống, Diệp Phàm hỏi. Vòng xoáy anh Hạ nói có phải là tôi bị kẹp ở giữa Bí Thư Trang và Chủ tịch địa khu Vương, bọn họ đang đấu nhau cái gì vậy? Ừ. Trong mắt chủ tịch địa khu Vương, cậu sớm là người của Bí Thư Trang, từ nay về sau, ông ta đều xem cậu như thế. Nền tảng của Vương Triều Trung so với Bí Thư Trang vững chắc hơn nhiều, ông ta là người gốc gác ở đây. Vài chục năm qua, đã tích lũy được nhiều quan hệ, cũng không phải mới làm quan, Bí Thư Trang không thể bằng được. Ở Đức Bình này, phỏng chừng có thao túng ba người lãnh đạo số 1 của huyện, số 2 là môn sinh Vương Triều Trung. Về sau, ông em phải cẩn thận. Súng trước mặt dễ tránh, đâm sau lưng khó phòng. Ma Xuyên là đất đầy thị phi. Nhân dân huyện đó, có 30% là con cháu thổ phỉ, tổ tiên đều đao dính máu, hơn nữa, vẫn là loại cỏ hoang. Hiện tại bây giờ, đã qua vài chục năm, đám người thổ phỉ kia tính tình vẫn ít nhiều không sửa. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó thay, huống chi đây là lão tổ tông truyền cho. Mắt mặt Hạ Hải Vĩ nhăn lại cùng một chỗ. Mặc kệ Vương Triều Trung có cho rằng tôi là người của Bí Thư Trang, tôi đây cũng định cùng Bí Thư Trang. Ông ấy mạnh thì tôi cũng có đường sống, mà ông ấy suy thì tôi cũng xong đời. Diệp Phàm nói ra một câu độc, biết Hạ Hải Vĩ còn chưa bình tĩnh để nghiêng về ai. Tự nhiên, cũng không muốn bàn lại về vấn đề này. Về việc đứng vào hàng, chuyện liên minh, tin rằng Hạ Hải Vĩ sau khi đã suy tính một thời gian sẽ đưa ra lựa chọn cẩn thận, lúc này, thời gian vẫn sớm. Điều này cũng liên quan đến tiền đồ của anh Hạ, qua loa không được. Sai một ly là đi một dặm, rơi xuống vực sâu vạn trượng, không giống như mình, là bị ép đến đường cùng, không thể không đi theo Trang Thế Thành. Mặc dù muốn dựa vào Vương Triều Trung, người ta tuyệt đối cũng sẽ không tin tưởng mình, không chừng cho mình là gian tế của Trang Thế Thành phái tới. Thằng nhãi này buồn bực nghĩ, chợt cười nói. Anh Hạ, bất kể thế nào, anh cho tôi đường đi ban đầu, lại cho tôi hai cái. Cũng cho tôi ba chiếc xe cảnh sát mở đường đi nhận chức ở Ma Xuyên, cũng nở mày nở mặt một chút. Lại cho cậu hai cái đó thì dễ dàng. Tuy nhiên muốn đoạt xe từ miệng hổ, phỏng chừng tờ phê tê này cũng là vô ích. Hạ Hải Vĩ nói, lại khuyên nhủ. Tôi nghĩ hay là thôi đi, cũng chỉ là mấy chiếc xe thôi mà. Đừng có để vừa nhậm chức đã bị người ta chế giễu. Lúc đó Bí Thư Trang sẽ nghĩ như thế nào? Chờ cậu đến Ma Xuyên đứng vững cái đã. Lúc đó lại đến không muộn. Lâm Thiên rất khó đối phó. Cậu đấu cùng ông ta, hiện tại giống như trứng trọi đá. Anh Hạ, anh cho tôi một tin chính xác. Xe kia là rút cấp cho Cục Công an Đức Bình hay là rút cấp cho Ủy ban Chính trị Pháp luật? Diệp Phàm hỏi thẳng, cũng không muốn dài dòng cái gì. Trong lòng tự nhủ, có lẽ tôi chính là người khai hỏa đầu tiên ở Đức Bình, nếu ngay cả phát pháo đầu đều không phát hỏa, còn không có chỗ lăn lộn, sớm về nhà đi gặm khoai lang. Đương nhiên là rút cấp cho địa khu Ủy ban Chính trị Pháp luật. Cậu xem đây là văn kiện đảng của Ủy ban Chính trị Pháp luật.
Lúc trước là phê xe tặng cho một số nhân sĩ nghèo khó địa khu, ý kiến thống nhất của Ủy ban Chính trị Pháp luật điều phối xuống phía dưới địa khu, hiện tại thì sao, điều phối cái gì, điều phối cái con khỉ. Kỳ thật Hạ Hải Vĩ tương đối tức giận, vốn nói là chính mình điều phối xe, cũng chính mình có thể nhân cơ hội lấy lòng những người này, từ từ nuôi dưỡng thế lực của mình. Nhưng thật chớ trêu, xe kia còn chưa chạy đến địa khu Mã Cẩu Pha đã trực tiếp được đưa vào địa khu của Cục Công an. Toàn bộ đã bị Lâm Thiên chiếm rồi, phía dưới huyện có ý kiến, lỗ tai Hạ Hải Vĩ thiếu chút nữa cũng bị mấy người phía dưới chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật khu huyện, Cục trưởng Công an nhồi vào. Không ngờ như vậy, thật mất mặt chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Hạ Hải Vĩ. Tuy nhiên Hạ Hải Vĩ biết, lúc này phải kiên nhẫn. Không phải Hạ Hải Vĩ bỏ quên, anh ta đang chờ cơ hội. Diệp Phàm thấy được thái độ này khiến hắn thấy được hy vọng. Không nói thêm lời nào liền lấy bút ra phê chuẩn, lập tức phê hai chiếc. Đưa cho Diệp Phàm, cười nói. Thêm một chiếc của chủ tịch địa khu Vương, tổng cộng 3 chiếc, ông em đừng để cho đầu rơi máu chảy là được. Trước mắt tôi không nên ra mặt, cậu thử đi trước xem, cùng thương lượng với Lâm Thiên. Thật sự cho dù không được, dù sao ông em đến ngày đầu, cũng không có gì mất mặt, không mất mặt. Nói xong, tiện tay mở cửa, hướng vào cửa quát thư ký Giang Kiệt. Lập tức đưa chủ tịch Diệp đi Cục Công an lấy xe. Lấy xe. Đồng tử Giang Kiệt đột nhiên mở to, vẻ mặt kinh ngạc, tuy nhiên hoàn toàn tỉnh táo, nói. Được rồi, chủ tịch huyện Diệp, mời anh đi theo tôi. Lên xe. Diệp Phàm kêu Giang Kiệt lên, Giang Kiệt chỉ đường hướng thẳng Cục Công an địa khu mà đi. Thư ký Giang tương đối buồn bực, tuy nhiên ngồi vào xe Wrangler lại cảm thấy có chút quỷ dị. Cái xe con này nhìn qua như là phế thải. Làm sao ngồi xuống lại thoải mái như vậy? Xem ra còn êm hơn xe Santana 2000 của bí thư Hạ. Đối với nghi hoặc của thư ký Giang, trong lòng Diệp Phàm âm thầm cười, nhìn thằng nhãi sờ sờ ra sofa, sờ sờ cửa sổ. Biết người ta đang nhủ thầm trong lòng, cười thầm nói. Cái xe này của tôi hơn 1 triệu, được trang bị cho phó soái tổ nòng cốt thứ 8 tổ đặc nhiệm A. Đó là cấp phó quân đoàn trưởng đấy. Ngay cả nhân vật số 1 ở Đức Bình các anh xe cũng không được thoải mái như vậy, không thoải mái mới là lạ, phải không? Thư ký Giang, Cục trưởng Lâm Thiên là người thế nào, anh kể cho tôi nghe về ông ta được không? Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Lâm Thiên, ồ, một cục trưởng rất lợi hại, kẻ xấu nghe xong đều sợ mất mật, người khác cũng rất sợ. Giang Kiệt rõ ràng có chút sợ hãi, không dám nói tình hình thực tế. Tuy nhiên... Chủ tịch huyện Diệp quan hệ thân mật như vậy với chủ của mình Hạ Hải Vĩ, không nói thật ra chỉ sợ chủ tịch huyện Diệp mất hứng nói hai câu trước mặt bí thư Hạ, phỏng chừng chức thư ký của anh ta cũng chấm dứt. Không lâu sau vào Cục Công an, đích xác không động, cửa đối diện tòa nhà hình như là mới xây, bên cạnh và mặt sau là những dãy nhà thưa thất xây dựng kiểu cũ từ niên đại 6-70. Hơn nữa, không ngờ vẫn còn 30% là gỗ, tường đất. Xem ra Đức Bình thực sự là nghèo. Cục Công an địa khu còn như thế, như vậy phòng công an huyện còn ra cái gì, Diệp Phàm cũng không dám tưởng tượng. Công an, cảnh sát huyện Ma Xuyên thụ lý án máy kéo thì xin ý kiến chỉ bảo. Khó trách Lâm Thiên làm sao lại nhìn chúng đến 10 cái xe cảnh sát, để cho từ miệng hắn đoạt lấy xe, việc kia có thể bị nhiều khó khăn. Cướp thịt từ trong miệng hổ. Trong đầu Diệp Phàm hiện ra 6 chữ. Anh ta có thể xin được xe không? Khâu Mậu Thủy hắng giọng cười nói. Ha ha, anh nói sao lão Khâu? Chủ tịch địa khu Vương nhìn tránh văn phòng Khâu Mậu Thủy một cái, thản nhiên cười nói. Tôi cá 100 tệ, cá hắn chắc chắn không thể xin được, cho dù là một chiếc. Khâu Mậu Thủy cười nói. Thằng ngốc mới cá với anh, rõ ràng chịu thiệt thôi, anh nghĩ rằng tôi và ông ta già rồi hồ đồ có phải không? Chủ tịch địa khu Vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đã lâu. Anh không già, mà là tên họ Trang già. Hôm nay khiến cho Lâm Thiên tát hắn một cái, khiến đông đảo các đồng chí cán bộ trong địa khu xem xét, xem ông ta mời đến người tài năng cỡ nào. Tuy nhiên, muốn hay không cũng giải thích với Lâm Thiên một chút, cũng không thể quá mức, đừng thực sự mà đánh thẳng danh kia rơi răng xuống đất, người ta dù gì cũng là chủ tịch một huyện, buổi chiều còn phải đi nhận chức. Không thể để xảy ra chuyện chưa nhậm chức mà đã phải vào bệnh viện được, ha ha. Khâu Mậu Thủy thoải mái mỉm cười. Anh ta cùng học với chủ tịch địa khu Vương, quan hệ tương đối thân thiết. Nói gì cũng tự do mà không bận tâm gì. Đến bệnh viện, có lẽ được.
Chủ tịch địa khu Vương không hề hé răng, rút ba ha hút ra khói, không biết nghĩ cái gì. Cái gì, chủ tịch huyện Diệp đi càn quấy cục công an lấy xe. Trang Thế Thành có chút nóng nảy, hướng về phía bí thư Tống Quy Ninh nói. Cậu lập tức đuổi theo sau. Đúng vậy. Tống Quy Ninh vừa bước chân trước ra khỏi cửa, lại bị Trang Thế Thành kêu trở lại, nói. Xong rồi, chờ xem thế nào đã. Đây là một cơ hội, tôi muốn nhìn xem, thằng nhãi này là con rồng hay là côn trùng. Là côn trùng thì ta đừng hy vọng vào hắn, là rồng thì sẽ được trọng dụng. Diệp Phàm, xem biểu hiện của mày hôm nay thế nào. Mấy chiếc xe mà không đoạt được, thì nói gì đến dẫn dắt Ma Xuyên. Trang Thế Thành vừa buồn vừa vui, tuy nhiên, cũng bảo thư ký bất cứ lúc nào cũng phải tăng cường xem xét. Cục trưởng Lâm Thiên là một người tương đối khỏe mạnh, thân cao 1m8, mũi cao, hai mắt sáng ngời. Mặc một áo jacket, trong phòng làm việc cũng không mặc trang phục cảnh sát. Người này nghe nói trên 30, thuộc diện thanh niên từng trải đầy kinh nghiệm. Diệp Phàm đi vào khi anh ta đang ngồi nhàn nhã trên ghế xoay, cặp chân gác cao trên bàn làm việc, đang dở cái tạp chí gì, bởi vì tờ mặt có hình một đại mỹ nữ, xem ra cuộc sống rất có hương vị. Cục trưởng, vị này là đồng chí Diệp Phàm, chủ tịch huyện Ma Xuyên, nói là có việc quan trọng muốn tìm anh. Thư ký sau khi được Lâm Thiên cho phép nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhỏ giọng nói. Tới thì tốt, gọi cậu ấy vào. Lâm Thiên ngẩng đầu, buông hai chân xuống. Kỳ thật Diệp Phàm tới, anh ta đã sớm được chủ nhiệm Khâu điện thoại cho biết. Diệp Phàm đi đến, thằng nhãi này cũng không đứng lên nghênh đón một chút hoặc chào hỏi. Hơn nữa yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thật lâu sau không lên tiếng. Diệp Phàm đương nhiên cũng bình tĩnh nhìn anh ta, cũng không hé răng, hai người giống như là ha hổ đang đấu đầu với nhau, đúng là trên mèo. Trong lòng Giang Kiệt, thư ký của Hạ Hải Vĩ lại thầm kêu khổ, xem tư thế của hai người này. Kẻ tám lạng người nửa cân. Hai người nhìn qua đều là kẻ không dễ dàng chịu thua, giống như các loài vật giống đực. Chủ tịch huyện Diệp nghe nói lên chức chủ tịch huyện khi mới 20 tuổi, không có bản lĩnh làm sao có thể ngồi vào chức chủ tịch huyện chứ. Mã Lâm Thiên chưa đến 30 ngồi vào chức cục trưởng cục công an địa khu, nghe nói ở tỉnh này thâm sâu bất khả trắc. Hai người này, cấp bậc như nhau, không thiếu một trận tranh đấu. Nếu chủ tịch huyện bị thương, chính mình làm sao giải thích được với bí thư Hạ. Cho nên, hai người Diệp Phàm cùng Lâm Thiên không có động tĩnh gì, khiến thư ký này bị dọa nhũn hai bắp chân ra, khẩn trương giơ tay chống vào tường mới cảm giác đứng được vững. Cậu chính là Diệp Phàm, quyền chủ tịch huyện Ma Xuyên. Lâm Thiên có vẻ hết kiên nhẫn, lên tiếng trước. Xem ra có được công phu bình tĩnh hay là chủ dọa một phen. Có lẽ anh ta cho rằng người này đấu cùng mình, không phải cùng một cấp. Đương nhiên, trong văn phòng ủy ban nhân dân địa khu, nhất định có chủ nhiệm Khâu Mậu Thủy giật dây. Anh chính là Lâm Thiên, cục trưởng công an địa khu. Diệp Phàm gật đầu, mất thăng bằng hỏi lại. Không thể giả được. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh miệt, tư thế quân trướng gì thế kia. Có lý. Diệp Phàm liền phun ra hai, chiếm chỗ trước, Lâm Thiên có vẻ tức giận ngồi không yên. Mắt chuyển động, thằng nhãi này ngồi xuống bình tĩnh, thấm nghĩ. Xe ở trong tay ông, hắn đến lấy xe, hẳn là để ông chủ động mới đúng, không vội, ngăn chặn hắn mới được. Vì thế, thằng nhãi này khẽ mỉm cười, hừ nói. Đến cướp xe. Không phải cướp, tôi có lãnh đạo phê chuẩn, chính đại quang minh, tới lấy xe. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái đó thì có tác dụng chó gì? Lâm Thiên há một nói ra một câu độc, rất có dòng hương vị. Điên cuồng. Không phải là cục trưởng cục công an sao? Diệp Phàm cản trở lại, tính toán ban đầu đâu có tốt, tuy nhiên, theo hiện tại xem ra, Lâm cục trưởng này cũng không phải ăn ở tốt. Có khi anh cầu xin người ta cả ngày người ta cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới anh. Với loại giống đực này phải lấy sự mạnh mẽ, cứng rắn hơn bật lại mới được. Mày mạnh tao còn mạnh hơn, mày ngông cuồng tao càng ngông cuồng hơn. Nếu không thì chẳng làm gì được. Ha ha, chỉ là một cục trưởng công an, nói được lắm vị chủ tịch huyện ạ. Lâm Thiên cũng muốn nói, không phải chẳng qua cũng chỉ là một chủ tịch huyện thôi sao. Tuy nhiên, từ trước tới giờ tôi nói đều có lý lẽ. Loạt xe đó đúng là từ tỉnh cấp xuống, tuy nhiên, bây giờ đều ở dưới mông Lâm Thiên tôi. Muốn đem đi mấy cái cũng được, nhưng phải xem bản lĩnh của cậu đến đâu. Lâm Thiên tùy tiện cười. Ồ, đem quy tắc của anh nói nghe một chút nào.
Diệp Phàm lúc này rất hứng thú, cười híp mắt, hắn thích nhất cùng người khác đánh cuộc, hình như cũng từng đánh cuộc không ít, chưa từng thua.